Tu chân liêu thiên quần chương 2767, tiền bối, hay là chúng ta đổi cách tỉ thí khác nhé, ngoại trừ đại lão cầu béo, ngươi là đại lão cố chấp truy đuổi ta nhất, trên hình chiếu nguyên thần của tống thư hàng hiện lên sức mạnh công đức, ánh sáng công đức tinh kiếp này lan ra, cắn nuốt thánh quan lạnh lẽo, khi hắn xóa tan thánh quan lạnh lẽo, ý thức của hắn cũng đụng độ chủ nhân đại lão hành tinh mọc mắt của thánh quan, bên trong tầng ý thức, tống thư hàng nhỏ bé và hành tinh khổng lồ nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Tuy rằng xét về hình thể, thực lực, cường độ ý thức, Tống Thư Hàng đều kém xa hành tinh mọc mắt nhưng về khí thế, hắn không hề thua kém chút nào, không có một chút sợ hãi, là ngươi, đại lão hành tinh mọc mắt phát ra một ý niệm sóng điện, nó không ngờ, kẻ dở trò sau lưng nó hôm nay lại là con bọ cứng tay này, nó từng ta tay nhiều lần nhưng không thể bóp chết con bọ này, thậm chí còn bị con bọ này liên lụy, bị một chúa tể cửu u thần bí chú ý tới, chịu chút thiệt thòi, là ta, Tống Thư Hàng đáp, nhưng chẳng phải hành tinh có mắt này luôn đuổi bắt hắn sao, tại sao sau khi ý thức đối kháng với nhau, đối phương lại tỏ ra kinh ngạc như thế, giống như trước khi ra tay, đối phương hoàn toàn không biết mục tiêu tấn công là hắn vậy, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, là ngươi thì vừa đúng lúc, đại lão hành tinh có mắt lại truyền tới một sóng suy nghĩ nữa, hôm nay ta muốn nghiền ngươi nát như, nhào vào đây, nghiền nát ta đi, tống thư hàng không những không sợ hãi mà còn dám khiêu khích trực diện, không phải là do thực lực của hắn tăng mạnh, mà là do thiếu niên ba mắt tiền bối còn đang nằm bên cạnh hắn đây nè. Có thiếu niên ba mắt tiền bối ở bên cạnh, chẳng có gì phải sợ nữa cả. Có giỏi thì nhào tới đây, sau khi nhào tới hắn có thể sắp xếp thỏa đáng cho đại lão hành tinh mọc mắt giống như lần trước sắp xếp cho phân thân nít phụ của đại lão vậy. Nói không chừng còn có thể tăng tiền cược của mình cũng nên. Có giỏi thì nhào tới đây, không tới thì là thằng cháu. Tống thư hàng chấp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, giết. Giọng nói lạnh lùng của đại lão hành tinh mọc mắt vang lên, ngay sau đó, tinh thần lực trên người nó bộc phát, ép về phía tinh thần lực của Tống Thư Hàng. Nó phải nghiền nát ý thức của Tống Thư Hàng trong lần đối kháng ý thức cách không này. Sau đó chiếu sức mạnh đến tọa độ lúc trước, chém giết con chuột cấn tay kia. Nếu không phải cơ thể của nó quá lớn, mỗi lần truyền tống vượt không gian đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian thì nó đã đem bản thể giết tới tận nơi, bóp chết bá tống từ lâu rồi. Tinh thần lực vô cùng khủng bố ép lên người Tống Thư Hàng, nghiền ý thức của Tống Thư Hàng thành. 15 cộng một mảnh, đối kháng ý thức kết thúc, ý thức của Tống Thư Hàng trở về không gian tán tài vương tọa, thánh quan lạnh lẽo trên nguyên thần của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, có một phần thánh quan lạnh lẽo đã chủ động nhả ra trước khi bị ánh sáng công đức của Tống Thư Hàng cắn nuốt, hóa thành những đốm lửa nhỏ cách hắn không xa, trở thành tọa độ để đại lão hành tinh có mặt vượt không gian đến đây, nguyên thần của Tống Thư Hàng mở mắt ra, tiền bối ba mắt, không gian tán tài vương tọa của ngươi bị kẻ khác xâm nhập rồi, đừng tới gần ta tiền bối ba mắt đột nhiên hét lớn với Tống Thư Hàng, đứng xa ta ra, Tống Thư Hàng, hỏi chấm, bá Tống Đạo Hữu, đối với lão gia, dáng vẻ hiện giờ của ngươi như vừa chui từ hố phân ra vậy, nhưng đây không phải do ngươi, hoàn toàn là do lão gia không thể tiếp nhận được sự tốt đẹp của Thánh Quang, thân thuộc cửu U, cả đời này của hắn đều vô duyên với Thánh Quang, thật là đáng tiếc, đang cố gắng gỡ mình khỏi đỉnh trụ, quản gia nhãn cầu lên tiếng giải thích rõ ràng thánh quang là một thứ rất hữu dụng nhưng do tương khắc với thuộc tính của chúa tể cửu u nên bị chúa tể cửu u ghét cay ghét đắng tống thư hàn suýt chút nữa hắn quên mất việc này tiền bối ba mắt nếu như ngươi đã ghét thánh quang như thế thì phải chuẩn bị cho kỹ đấy tống thư hàn chỉ đám thánh quang lạnh lẽo đang thiếu đốt trên mặt đất kia nói cái tên đột nhập vào không gian tán tài vương tọa kia sắp tới rồi năng lực tâm đắc của nó chính là thánh quang lạnh lẽo này ấy nó là một loại thánh quang xấu rất đặc biệt thiếu niên ba mắt tiền bối liếc nhìn thánh quan lạnh lẽo trên mặt đất một lượt vươn tay ra ấn không gian xung quanh đám thánh quan kia bắt đầu vặn vẹo đột biến tống thư hàng nắm giữ quy tắc không gian của kiếp tiên cửu phẩm nên có thể nhìn thấy không gian xung quanh thánh quan này bắt đầu vặn vẹo xếp chồng lên nhau từng tầng một chỉ trong chớp mắt không gian chỉ to bằng một nắm đấm đã phình ra bằng một tiểu thế giới chết đi lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh thánh quan kia ngay sau đó cánh cửa không gian mở ra một vật thể hình cầu tản ra thánh quang chui ra khỏi cánh cửa không gian. Đây là một thủ đoạn phân thân của đại lão hành tinh mọc mắt, bởi vì bản thể quá to lớn nên nó có thể sai phân thân đến đánh trận trước, hơn nữa phân thân cũng có thể bố trí một cánh cửa truyền tống khổng lồ tương ứng với bản thể, để bản thể vượt không gian truyền tống đến đây thuận lợi hơn. Nhưng vừa xuất hiện, tiểu phân thân này đã cảm nhận được không gian xung quanh mình khác thường, con người trên hành tinh phân thân chuyển động, đầu tiên tìm đúng vị trí của bá tống tấn tay nhưng nó có thể khẳng định, không gian trùng điệp dị thường này không phải là thủ đoạn của bá tống tấn tay. Con ngươi trên hành tinh phân thân tiếp tục chuyển động, nhìn sang thiếu niên ba mắt tiền bối, ngay sau đó, nó cứng cả người lại, tiếp đó thánh quan lạnh lẽo trên người nó bắt đầu thu lại, lộ ra hạch tâm tiểu cầu của mình, hạch tâm tiểu cầu này bắt đầu lặng lẽ lùi về đằng sau, chuẩn bị lẫn vào trong cánh cửa không gian. Từ lúc xuất hiện cho đến khi rút lui, tất cả các động tác đều lưu loát tự nhiên dường như trên người tiểu cầu viết đầy chữ hèn vậy, không có lời thoại dư thừa, thậm chí nó còn không dám lớn tiếng, tính cách thận trọng này giống hệt như ta, Tống Thư Hàng nói, tiền cực ma đế ngạc nhìn tiểu cầu đang kinh sợ kia bằng ánh mắt bi ai. Hắn ngửi được khí tức những người cùng khổ từ đối phương, bá Tống bắt đầu ván cực thôi, thiếu niên ba mắt tiền bối nắm tay lại, cánh cửa không gian sau lưng tiểu cầu sụp đổ, biến mất, Tống Thư Hàng nhìn tiểu cầu này, đột nhiên trong lòng chợt động, một suy nghĩ lóe lên trong não hải của hắn, đúng thế, ta đã tìm thấy bảo vật phù hợp. Ta có thể đưa cho ngươi vật chứa mà ngươi muốn, thiếu niên ba mắt tiền bối thông thả nói, trong khi nói chuyện, trận văn nghi thức đánh cực hiện lên dưới chân hắn và tống thư hàng, trận văn bao trùm tống thư hàng, ma đế ngạc rồi tiếp tục bao lấy thiếu niên ba mắt tiền bối và tiểu cầu phân thân, phe bá tống, ma đế, ngạc, đao ý khôi giáp, phe thiếu niên ba mắt, tiểu cầu, đao ý hình kiếm, nghi thức đánh cực thành lập, tiền bối, lần này chúng ta cược gì? Tống Thư Hàng nói, hay là lại cược chịu đựng đau đớn, trong trận đấu sức chịu đựng đau đớn lần trước, thiếu niên ba mắt thua không phải vì sức chịu đựng kém hơn mà thua do chuyện ngoài ý muốn, thiếu niên ba mắt tiền bối cũng có khả năng chịu đựng đau đớn mạnh mẽ, không, những hạng mục đã so rồi thì không cần phải lặp lại nữa, tiền bối ba mắt khoát tay nói, lần này chúng ta so may mắn đi, riêng mình may mắn, so riêng mình may mắn ư, Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn cánh tay của bạch tiền bối trong 15 cộng một mảnh nguyên thần của mình. Trong khoảnh khắc này, dường như hắn nhìn thấy cả chư thiên vạn giới đều đang chúc phúc cho hắn thông qua phần nguyên thần của bạch tiền bối. Thế nên, nếu chỉ đỏ may mắn thì có phải hơi bắt nạt thiếu niên ba mắt tiền bối không nhỉ? Tiền bối, hay là chúng ta đổi cách thi đấu khác đi? Tống thư hàng không đánh lòng, lên tiếng đề nghị. Sao rồi, ngươi sợ rồi à? Thiếu niên ba mắt tiền bối hỏi ngược lại. Tống thư hàng nhìn thiếu niên ba mắt tiền bối bằng ánh mắt tràn ngập sự thương hại. Ta hơi sợ thật, hắn trả lời với giọng thành thẩn ta sợ lát nữa tiền bối thua quá thê thảm, khiến cả tiểu thế giới bước vào trạng thái tận thế, làm ta mất luôn cái mạng nhỏ này. Lúc này thậm chí tống thư hàng còn không che giấu vẻ mặt của mình, mặc cho người khác đọc mặt. Nếu cược những thứ khác, có khi tiền bối ba mắt còn có phần thắng, nhưng bây giờ nếu đỏ may mắn với hắn, e là tiền bối ba mắt sẽ thua đến mức nghi ngờ cuộc đời mới thôi mất. Trên cột trụ, quản gia nhãn cầu vỗ tay thật mạnh, khen tặng phát ngôn của bá tống huyền thánh. Ngươi tưởng rằng ta sẽ trúng kế khích tướng của ngươi ư? Thiếu niên ba mắt tiền bối ngồi thẳng dậy khỏi ghế, đáp lại với giọng đầy tự tin, nếu sợ thì nhận thua luôn đi. Cho dù có che giấu thế nào, sự chột dạ trong mắt ngươi cũng không thể trốn khỏi ba con mắt của ta đâu, ta, chột dạ ư, tống thư hàng giơ tay lên sờ vào khóe mắt của mình, tiền bối ba mắt à, rốt cuộc ba con mắt của ngươi nhìn từ góc độ nào mà ra ta đang chột dạ vậy, ánh mắt của ta là thương hại ngươi mà, chẳng phải ngươi có thuộc độc mặt ư. Tại sao đến cả thông tin cơ bản thế này cũng đọc nhầm thế, nhưng mà thôi vậy tuy rằng ta mềm lòng nhưng cũng không thể cứ mềm lòng mãi được nếu như tiền bối ba mắt ngươi đã muốn thua đến mức trốn trong chăn khóc thành dòng sông chảy ba hàng lệ thì đừng có trách ta tàn nhẫn đấy nhé phải kiên cường lên tiền bối ba mắt lát nữa cho dù ngươi có thua thê thảm hơn nữa cũng phải miễn cười đối mặt với cuộc sống cuộc đời vẫn còn dài lắm thất thế nhất thời không có nghĩa là sẽ thất bại mãi mãi tống thư hàng rót cho thiếu niên ba mắt tiền bối canh gà độc cho tâm hồn bị viết tiên tử rót canh gà độc lâu như thế bất tri bất giác tống thư hàng cũng học được rất nhiều điều, ta trả nguyên câu nói này cho ngươi. Lát nữa cho dù thua thê thảm cỡ não, ngươi cũng đừng khóc đấy nhé, ba con mắt của tiền bối ba mắt nhìn chầm chầm vào tống thư hàng, khí thế giữa hai người đạt đến cực điểm, năm mắt giao đấu, uy áp khủng bố thực chất hóa giữa hai người, không trung không chịu nổi áp lực, xuất hiện các vết nứt không gian nhỏ mảnh, ma đế ngạc, trong uy áp đáng sợ của chúa tể cửu U, bá tống vẫn có thể trấn định tự nhiên như thế, mà thân là trường sinh giả nhiều năm, khi đối mặt với uy áp khủng bố của chúa tể thiếu niên ba mắt, hắn cũng không thể thích ứng được, vậy cụ thể lần này cực hạn một gì, Tống Thư Hàng lên tiếng trước, dù sao pháp khí bản mệnh của hắn vẫn còn đang được rèn, hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian với tiền bối ba mắt được, vì thế lần này hắn sẽ bắt nạt tiền bối ba mắt đến mức khóc nhè, quét gọn chiến lợi phẩm, trở về hiện thế. Sau đó trang bị pháp khí tổ hợp tam thập tam thú đã được thăng cấp, tiếp tục thăng cấp tính năng mạng chắc tu chân, từ đó trở thành một bá tống hoàn toàn mới. Nếu như định cực riêng mình may mắn, lần này chúng ta hãy chơi một trò chơi mà người khác không thể quấy nhiễu được. Hơn nữa, để cho công bằng, lần này chúng ta so tài ở nhiều hạng mục, tổng cộng có 5 ván. Người thắng 3 ván sẽ là người chiến thắng, có vẻ như thiếu niên ba mắt tiền bối đã có chuẩn bị trước, 5 ván ư. Cũng được, vậy bắt đầu đi, Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý. Tuy rằng năm ván khá lãng phí thời gian nhưng hắn có lòng tin mình sẽ thắng liên tiếp 3 ván, nhanh chóng ca, o thiếu niên ba mắt tiền bối, khiến hắn trốn vào góc tường âm thầm rơi lệ. Đây là lòng tin với chỉ số may mắn giá trị mát của bạch tiền bối. Lần cá cược trước ta đã thua, vậy hạng mục so tài trong ván thứ nhất của lần đặt cược này sẽ do ta quyết định, người thua cuộc sẽ được phép đưa ra hạng mục so tài của ván nhỏ tiếp theo, chỉ cần hạng mục đó phù hợp với điều kiện riêng mình may mắn là được." Thiếu niên ba mắt tiền bối nói sơ qua về đề nghị của mình. Người thua cuộc quyết định hạng mục thi đấu của ván nhỏ tiếp theo điều này cho phép người thua cuộc đưa ra một số trò chơi phù hợp với may mắn của mình để lật lại thế cờ ví dụ như có một số người may mắn khi chơi xuất sắc nhưng khi rút bài chưa chắc đã may vậy sau khi thua cược hắn có thể đề nghị chơi xuất sắc quy tắc trò chơi của thiếu niên ba mắt tiền bối là cố gắng trông có vẻ công bằng ta đồng ý tống thư hàn gật đầu đáp chỉ cần là trò chơi so riêng mình may mắn ta đều có thể tiếp nhận giọng nói khàn khàn của quản gia nhãn cầu lại vang lên bá tống đạo hữu ta sẽ chú ý tới cạm bẫy trong hạng mục thi đấu của lão gia hộ ngươi ngươi cứ yên tâm để lão gia quyết định hạng mục thi đấu đi a a a a trong tiếng ầm ầm trụ tô tem đột nhiên biến thành tên lửa đâm xuyên qua quản gia nhãn cầu tống nó lên bầu trời của tiểu thế giới càng bay càng xa cuối cùng biến thành một vì sao lấp lánh sau khi tiễn quản gia nhãn cầu đi thiếu niên ba mắt tiền bối mỉm cười vỗ tay vậy thì nghe cho kỹ đây hạng mục thứ nhất của ta là đọ xem ai may mắn hơn dưới tiền đề đứng yên bất động không thi triển bất cứ thủ đoạn pháp thuật nào trong thời gian quy định bị nhiều thí tiên lôi đánh trúng hơn tống thư hàn hỏi chấm hắn lập tức phát hiện ra phương án thi đấu trong ván đầu tiên của thiếu niên tiền bối ba mắt vô cùng xấu xa tuy rằng không biết thí tiên lôi là gì nhưng chỉ nghe tên cũng biết nó có đẳng cấp rất cao sức phá hoại vượt ngoài mọi đo đếm cảm giác sau khi chịu mấy phát thí tiên lôi chắc chắn không có một chút quan hệ nào với thoải mái hết mà ai may mắn hơn và trong thời gian ngắn bị nhiều thí tiên lôi đánh hơn mà thiếu niên ba mắt nói hoàn toàn là hai điều kiện trái ngược nhau nếu như thật sự là tu sĩ vô cùng may mắn nhờ tác dụng của may mắn xua các tị hung xác suất bị thí tiên lôi đánh trúng tất nhiên sẽ rất thấp nhưng như thế sẽ thua ván đầu tiên nhưng nếu muốn thắng ván đấu thì phải điều chỉnh may mắn của mình xuống đến mức xui xẻo để thí tiên lôi điên cùng đánh tới lựa chọn này vốn trái ngược hẳn với may mắn vậy nên rốt cuộc lựa chọn thế nào mới là may mắn thật sự Bị sét đánh là may mắn, hay tránh được Thí Tiên lôi là may mắn. Tiền Bối Ba Mắt quả nhiên túc trí đa mưu. Hơn nữa, rõ ràng Tiền Bối Ba Mắt vô cùng tự tin với vận may của mình, hắn tin rằng mình đã xui xẻo đến mức đứng yên bất động mà vẫn bị nhiều Thí Tiên lôi đánh trúng hơn. Sự tự tin nhục chí này đúng là khiến người ta đau lòng. "Sợ rồi à?" Thiếu niên Ba Mắt Tiền Bối nói, "Tu sĩ hệ may mắn" một tháng thăng một phẩm rồi chạy qua đánh cực đâm tim ta như ngươi làm sao có thể hiểu được lòng tin đứng yên một chỗ cũng bị sấm sét đánh thành người châu, phi của ta cơ chứ, ta có thể tiết lộ cho ngươi biết trước một chút về uy lực của thí tiên lôi, mỗi một tia sấm sét đều sở hữu uy lực khiến cho kiếp tiên cửu phẩm đau đớn không muốn sống nữa, nếu như ngươi sợ thì cứ nhận thua ngay từ ván đầu đi, ta chấp nhận đầu hàng của ngươi, thiếu niên ba mắt tiền bối khoanh tay, nói với giọng đắc ý, sợ, không có chuyện đó đâu, tống thư hàng trầm giọng nói bất kể là thua hay thắng cho dù có thua thật nhưng chỉ cần nhìn thấy tiền bối ba mắt ngươi bị thí tiên lôi đánh trúng nhiều hơn là ta đã thấy vui lắm rồi hơn nữa chưa chắc ta đã thua ta đồng ý ván thi đấu đầu tiên phương án tỉ thí mà thiếu niên ba mắt tiền bối đề ra chuyên nhắm vào những tu sĩ hệ may mắn nếu như là tu sĩ hệ may mắn hàng thật giá thật mà dám thi đấu với tiền bối ba mắt nói không chừng chỉ có thể thất bại nuốt hận thôi nhưng tống thư hàng trước mặt này lại khác lòng tin với vận may của hắn bắt nguồn từ hình chiếu nguyên thần cánh tay trái bạch tiền bối ở khuỷu tay của mình. Có thể nói, đây là may mắn vay mượn chứ không hoàn toàn thuộc về tống thư hàng bản thể, cho nên lúc cần thiết, hắn chỉ cần gỡ hình chiếu tay trái của bạch tiền bối xuống rồi tiếp tục thi đấu thí tiên lôi với thiếu niên ba mắt tiền bối, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nguyên thần trạng thái 15 cộng một mảnh tháo lắp tiện lợi thế đấy, có ngưỡng mộ cũng không được đâu. Ngoài ra, còn có một lý do thắng lợi nữa bị Tống Thư Hàng ép sâu dưới đáy lòng, không thể hiện ra ngoài vì dù sao hắn cũng có tính năng bị động độc mặt mà ngộ nhỡ không cẩn thận tiết lộ tin tình báo bị tiền bối ba mắt nhắm vào vậy trận đấu về sau của hắn sẽ rơi vào thế bất lợi vậy thì ván thi đấu đầu tiên bắt đầu mắt thần thứ ba của thiếu niên ba mắt tiền bối nheo lại vô thức quét qua hình chiếu tay trái nguyên thần của bá tống vận may đúng là một thứ vô cùng kỳ diệu nhưng thân là chúa tể cửu u khi đối mặt với những người thật sự có vận may lớn hắn có thể phát hiện ra một số trạng thái Ví dụ như tay trái của bá Tống hiện giờ dường như đang được cả thế giới chúc phúc vậy. Đây đúng là lời chúc phúc đẳng cấp phát sáng của chư thiên vạn giới. Chỉ cần có cánh tay này, cả người bá Tống sẽ được may mắn bao trùm, dưới sự bảo vệ của vận may mạnh như thế, ván đầu tiên bá Tống chắc chắn sẽ thất bại. Điều duy nhất mà hắn phải làm là sau khi vào trong phạm vi của thí tiên lôi, lợi dụng quy tắc thi đấu, ngăn cản bá Tống sử dụng lỗ hổng của 15 cộng một mảnh nguyên thần là được. Một, thiếu niên ba mắt tiền bối vỗ tay một cái ngay sau đó hắn tống thư hàn ma đế ngạc đại lão hành tinh mọc mắt phân thân đều bị không gian dịch chuyển dời tới một vùng đất đen kịt trên đỉnh đầu là những tầng mây đen nặng nề sấm sét khủng bố không ngừng đánh xuyên qua các tầng mây phát ra tiếng nổ in ỏi trong mỗi một tia sét này lại ẩn chứa pháp tắc thí tiên đây là lôi pháp chuyên dùng để trừng phạt kiếp tiên ma đế ngạc á đù sao ta cùng phải vào cơ chứ chẳng phải ta là tiền cược ư nếu như là tiền cược chẳng phải ta chỉ cần nằm yên bên cạnh là được rồi ư Chẳng lẽ ta cùng phải vào để thí tiên lôi đánh à? Hai người các ngươi muốn tự bị sét đánh thì thôi, tại sao lại kéo kéo theo ta chứ? Sau 13 hơi thở nữa, sẽ có rất nhiều thí tiên lôi đánh xuống, kéo dài trong 5 phút. Trong 5 phút đó, ai bị sét đánh nhiều hơn thì người đó thắng, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, chúng ta vẫn còn thời gian 10 hơi thở nữa để lựa chọn một vị trí. Một khi đã chọn xong, trong thời gian thí tiên lôi đánh xuống, không được đổi vị trí, vừa dứt lời, thiếu niên ba mắt tiền bối nhổ nhào vào khu vực lôi pháp đánh xuống như một con báo săn sau đó tìm một vị trí thích hợp hắn có thể công bằng tương đối nhưng không thể thật sự công bằng được ít nhất trong khu vực lôi pháp đánh xuống này hắn biết khu vực nào thí tiên lôi đánh xuống nhiều hơn mà đây là lần đầu tiên tống thư hàng vào không có kinh nghiệm phong phú như hắn sau khi chọn vị trí xong thiếu niên ba mắt tiền bối nhếch mép nhìn về phía tống thư hàng tống thư hàng nhanh chóng nhảy vào khu vực thí tiên lôi dựa vào cảm giác chọn một vị trí thời gian mười hơi thở nhanh chóng qua đi, hỏa tiễn phi quyền, tống thư hàng phất mạnh tay trái, định bụng hất bàn tay trái của bạch tiền bối đi. Không những thế, cơ thể 15 mảnh của hắn cũng bị xé nhỏ thành nhiều phần, tản ra 15 vị trí khác nhau, quy định trận đấu chỉ là chọn vị trí, sau đó đợi sấm sét đánh xuống, nhưng cơ thể của ta có thể chia thành 15 cộng một mảnh, tản ra 15 cộng một vị trí, như thế ta có thể chịu 15 lần sét đánh cùng một lúc rồi, quả nhân đúng là quá cơ trí. Vậy nên ván đấu này ấy mà, thiếu niên ba mắt tiền bối, ngươi thua chắc rồi. Ở phía đối diện, thiếu niên ba mắt tiền bối thấy thế thì không hề kinh ngạc. Hắn miễn cười, nói, bá tống đạo hữu, quy tắc thi đấu là chọn một vị trí, một khi chọn xong, không thể thay đổi. Chú ý nhé, là một vị trí, vậy nên rất tiếc, ngươi mà chia thành 16 mảnh là phạm quy đấy. Tống thư hàng, hỏi chấm, ngay sau đó, 16 mảnh cơ thể của hắn lại vù một cái, trở về vị trí cũ ghép thành một hình chiếu nguyên thần hoàn chỉnh, đoàn, trên bầu trời, nhóm thí tiên lôi đầu tiên thành hình, bá tống, ngươi vẫn còn non quá, gừng càng già càng cay, thiếu niên ba mắt tiền bối bật cười đắc ý, không ngoài dự đoán, ti thí tiên lôi đầu tiên đánh xuống người tiền bối ba mắt, thiếu niên ba mắt tiền bối rung lên, nhưng không đau không ngứa, ở bên ngoài, ma đế ngạc, đại lão bị sét đánh kia, rốt cuộc ngươi đang kiêu ngạo gì vậy, đúng là gừng già thì mới cay, nhưng hành thì phải non mới thơm. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên ba mắt tiền bối, trong mắt không có chút sợ sệt nào, cho dù không thể chia thành 15 cộng một mảnh, ta chưa chắc đã thua trận đấu này. Ha ha, thiếu niên ba mắt tiền bối miễn cười hiền lành, bây giờ ngươi được may mắn nhập vào người, lấy tự tin ở đâu ra vậy? Đoàn đoàn, đợt thí tiên lôi tiếp theo bắt đầu đánh xuống với số lượng lớn, Tống Thư Hàng đột nhiên ngồi xuống, tháo tay trái ra, giấu vào trong lòng. Tay phải ôm đầu, cuộn tròn người lại, hành non thì mới thơm, tống thư hàn vô cùng tự tin ta tên là tống thư hàn là người đàn ông có bảy thánh hào tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ta là người đàn ông có thuộc tính gặp nạn mình ta gánh có phúc cả nhà hưởng đặc biệt là khi cùng đi thám hiểm với bạch tiền bối một khi thuộc tính cầu phú quý trong nguy hiểm của bạch tiền bối được kích hoạt lập tức sẽ đạt được hiệu quả kỹ năng tổ hợp thực ra không chỉ các đồ trang sức biết chuyện này chính bản thân tống thư hàn cũng phát hiện ra một chút dù sao hắn cũng từng đi thám hiểm với bạch tiền bối nhiều lần như thế cho dù có chậm chạp đến đâu cũng phải phát hiện ra thể chất bất thường của bản thân. Mà bây giờ, thí tiên lôi trên đỉnh đầu sắp đánh xuống, hắn và cánh tay bạch tiền bối lại ở cùng nhau, phù hợp với tiền đề kích hoạt kỹ năng tổ hợp là ở bên bạch tiền bối, có họa mình ta gánh, ngoại trừ tia sét dạo đầu, đợt thí tiên lôi thứ nhất chia làm 12 tia sét nữa, trong đó có 4 tia sét thô to, quy lực khổng lồ, 8 tia sét còn lại dậy thì thất bại, gầy yếu tông teo, trong tiếng cười hiền lành của thiếu niên ba mắt, bốn tia thí tiên lôi uy lực lớn kia đánh lên người hắn, thấy chưa, ta đã trúng nhiều hơn ngươi năm tia xét rồi, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, hành non mới thơm của ngươi đâu, thiếu niên ba mắt tiền bối vừa dứt lời, trong tiếng ầm ầm, tám tia thí tiên lôi nhỏ yếu kia đánh vào người tống thư hàng, tống thư hàng trong tư thế phòng thủ quỳ gối ôm đầu hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười vừa đau đớn vừa đắc ý, bây giờ là ta dẫn trước ba tia xét nhé. Tổ hợp của ta và bạch tiền bối không đơn giản chỉ là may mắn đâu, bọn ta là tổ hợp may mắn và xui xẻo, vừa là bất hạnh trong may mắn, vừa là may mắn nhất trong bất hạnh, ở bên cạnh, ma đế ngạc, đánh hay lắm, nhìn từng tia thí tiên lôi cường đại đánh xuống người Tống Thư Hàng và vị đại lão ba mắt kia, hơn nữa do phải thi đấu mà hai người không thể tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để mặc cho sấm sét đánh chúng mình, ma đế ngạc cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn đều vui sướng. Tiểu cầu phân thân đứng bên cạnh yên lặng liếc nhìn ma đế ngạc, cùng là tiền cược, nó và ma đế ngạc khá giống nhau đánh tốt lắm, cùng lúc đó, tiểu cầu phân thân cũng thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên nó không nói ra miệng, trong hiện trường xét đánh, tiền bối ba mắt cắn răng chịu đựng sát thương của lôi pháp. Thí tiên lôi đánh lên người hắn uy lực thì lớn nhưng số lượng lại ít, thí tiên lôi đánh lên người tống thư hàng uy lực nhỏ mà số lượng lại nhiều, đây là ảnh hưởng mà may mắn thực sự đem tới ư, thế mà ta lại không dự đoán được khả năng này, nếu sớm biết như thế, Đáng lẽ trước khi thi đấu ta không nên chỉ dựa vào số lượng của thí tiên lôi để quyết định thắng thua mà phải dùng tổng uy lực phải chịu của thí tiên lôi, mới đúng. Hơn nữa, thiếu niên ba mắt tiền bối còn phát hiện ra, miễn dịch với lôi pháp của Tống Thư Hàng lại còn cao hơn cả hắn. Mỗi lần nghi thức đánh cược được tiến hành, vì để duy trì công bằng mặt ngoài, thiếu niên ba mắt tiền bối sẽ áp chế cảnh giới của mình xuống bằng Tống Thư Hàng, đồng thời tố chất toàn diện của cơ thể cũng sẽ ngang như Tống Thư Hàng. Hiện giờ đối phương đang ở cảnh giới bác phẩm, thể chất và nguyên thần có cường độ cửu phẩm cùng một cảnh giới cùng tổ chức toàn diện của cơ thể thiếu niên ba mắt tiền bối tự nhận thường xuyên trúng thí tiên lôi phát hiện ra khả năng thích ứng với thí tiên lôi của tống thư hàng mạnh hơn hắn nhiều thí tiên lôi đủ để khiến cho kiếp tiên cửu phẩm đỉnh phong đau đớn không muốn sống trường sinh giả cũng phải cắn răng chịu đựng liên tiếp đánh vào người tống thư hàng tuy nhiên chỉ hai tia sét ban đầu khiến tống thư hàng run rẩy cắn chặt răng khi trúng thí tiên lôi thứ năm mi tâm tống thư hàng đã hơi giãn ra đến phát thứ 8, sấm sét lướt trên làn da của hắn, trên người hắn tản ra ánh sáng khỏe mạnh, tiền bối ba mắt, xem này, đây chính là hành non mới thơm của ta đó, tống thư hàng ngồi sổn trên mặt đất, nháy mắt với tiền bối ba mắt, ngây thơ quá, ngươi chỉ tạm thời dẫn trước ta ba tia sét mà thôi, còn nhiều thời gian lắm, thiêu niên ba mắt tiền bối trầm giọng nói, hơn nữa, theo thời gian uy lực của thí tiên lôi sẽ ngày càng mạnh, đến cuối cùng, uy lực của nó sẽ tăng lên đến mức ngay cả trường sinh giả cũng phải run rẩy ngươi cho rằng mình có thể chịu được ư, ta thấy mình rất ổn, Tống Thư Hàng tỏ vẻ tự tin, nói thật, quy lực của thí tiên lôi này kém thiên phạt nhiều. Hơn nữa nó chỉ đơn giản là lôi pháp thôi, trong kho dữ liệu miễn dịch đau đớn của Tống Thư Hàng, số liệu liên quan đến sát thương lôi pháp là nhiều nhất, vì dù sao tháng nào hắn cũng phải gặp thiên kiếp đại gia. Mỗi tháng lôi pháp của thiên kiếp đại gia sẽ lại mang tới cho Tống Thư Hàng một phiên bản sát thương hoàn toàn mới, dần dần, khả năng miễn dịch của Tống Thư Hàng đối với lôi điện ngày càng mạnh hơn nữa, qua được một lần thì những lần sau đều qua hết, khi mà mẫu số liệu miễn dịch sát thương đủ nhiều, sát thương lôi pháp mới vừa đánh xuống, tiếp xúc với tống thư hàng, cơ thể của hắn đã có thể nhanh chóng thích ứng, sinh ra kháng thể đau đớn lôi pháp mới, giống như bây giờ, sau khi tám tiêu thí tiên lôi đánh xuống, Cơ thể của Tống Thư Hàng đã nhanh chóng thích ứng với loại xét thí tiên lôi này, nói cứ như ngươi đã từng chịu uy lực của thiên phạt vậy, tiên cực ma đế ngạc không nhịn được mà nhỏ giọng nói, ta đã từng chịu rồi đó. Tống Thư Hàng quay đầu lại, nói với ma đế ngạc, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn của thiên phạt, đó là trải nghiệm chỉ cần nhớ lại cũng khiến cho linh hồn của ta run rẩy, nó đánh cơ thể của ta thành cho bụi, còn sót lại đúng một cái đầu. Ma đế ngạc, nếu như điều bá Tống nói là sự thật, vậy người đàn ông này rất có thể là tồn tại khủng bố duy nhất trong chư thiên vạn giới có thể sống sót khỏi tay thiên phạt, đùng đoàn. Đúng lúc này, đợt thí tiên lôi thứ hai trên bầu trời giáng xuống, sau đó là đợt thứ ba, thứ tư giữa các thí tiên lôi không còn có khoảng cách nữa một đợt sấm sét vừa giáng xuống đợt sấm sét sau đã nhanh chóng theo sau mới bắt đầu số lượng thí tiên lôi mà tống thư hàng và thiếu niên ba mắt tiền bối phải chịu vẫn gần như nhau số thí tiên lôi đánh lên hai người họ mỗi đợt gần như chia theo tỷ lệ năm năm nhưng dần dần thí tiên lôi bắt đầu chăm sóc tống thư hàng hơn cả phần lớn thí tiên lôi điên cùng đánh lên người tống thư hàng giống như là đang yêu vậy thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất cuối cùng sát thương lôi pháp đã lại khiến Tống Thư Hàng run rẩy, toàn thân tê dại, giá trị đau đớn không ngừng cộng một, cộng một, thậm chí có thiếu niên ba mắt tiền bối với thể chất hấp thụ sấm sét đứng bên cạnh mà thí tiên lôi cũng ngó lơ, mỗi đợt chỉ thưởng tượng trưng một tia sấm cho tiền bối ba mắt thôi, thiếu niên ba mắt tiền bối, hỏi chấm, con mắt thần thứ ba của hắn nhìn chầm chầm vào Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ cánh tay may mắn ở quỷ tay trái của hắn mất hiệu quả rồi à, không đúng, tay trái của bá tống vẫn như được cả chư thiên vạn giới chúc phúc, được vận may to lớn bao trùm. Vậy tại sao bao nhiêu thí tiên lôi đều đánh thẳng lên người bá tống như thế chứ? Hơn nữa đến cả tay trái của bá tống cũng không thoát được sát thương của thí tiên lôi. Ta sắp thua rồi ư, thiếu niên ba mắt tiền bối ngẩng đầu nhìn trời. Gặp ma rồi, chẳng dễ dàng gì ta mới tìm ra bí quyết thắng một ván, vậy mà vẫn thất bại thảm hại ư. Ở phía đối diện, đau đau đau, tống thư hàng cắn chặt răng, nhưng trong cơn đau đớn, hắn cảm thấy dường như mình đã có thay đổi nào đó. Sự thay đổi này đang thông qua hình chiếu, phản hồi thẳng tới nguyên thần trong bầu trời kiếp tiên, tay trái của bạch tiền bối cũng được lột xác như hắn, đoàn. Sau khi tiếp tục được một tia thí tiên lôi cùng bạo tôi thể, trên da của Tống Thư Hàng phím lên một tầng ánh sáng pháp tắc, tầng ánh sáng pháp tắc này có liên quan đến thuộc tính lôi điện, đồng thời trong nháy mắt, não hải của Tống Thư Hàng giống như đèn kéo quân trước khi chết, hiện lên đủ mọi hình ảnh. Đó là cảnh tượng hắn chịu đựng hết sát thương lôi điện này đến sát thương lôi điện khác, từ kiếp lôi thiên kiếp bình thường ban đầu đến thiên kiếp biến dị, rồi đến vũ khí thiên kiếp hiện đại hóa, vũ khí hạt nhân thiên kiếp, sát thương pháp khí thiên lôi, cửu u ma kiếp, sấm sét hư ảo của thế giới Hắc Long, cổ lôi của thế giới Ma Hải, còn có sát thương lôi pháp mà hắn phải chịu khi đánh nhau với kẻ địch hay khi thám hiểm bí cảnh, và cả thí tiên lôi tôi thể mà hắn đang phải chịu bây giờ nữa. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở quá trình hắn chịu sát thương thiên phạt quá trình hắn bị thiên phạt đánh được chia làm hai cảnh. Cảnh một là hắn chịu thiên phạt, cơ thể hóa thành các bụi, chỉ còn lại đúng một cái đầu. Cảnh thứ hai là khi hắn ở thế giới hắc Long, trước khi thiên phạt giáng xuống, hắn đã bị bạch tiền bối phân thân cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó là cảnh bạch tiền bối phân thân tính cách điềm tĩnh bị thiên phạt đánh. Bạch tiền bối và hắn đều có kinh nghiệm bị thiên phạt đánh. Thiên phạt giống như một kiểu tư cách, dưới tiền đề tư cách này, cộng với thí tiên lôi do chúa tể cửu u dẫn nổ, dường như Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đã đạt được điều kiện tốt nghiệp nào đó. Ánh sáng pháp tắc có liên quan tới lôi trên cơ thể hắn là bằng tốt nghiệp. Từ đó về sau khi đánh lên Tống Thư Hàng bất kể loại lôi nào cũng bị giảm sát thương, thời gian duy trì cũng rút ngắn đi nhiều, kể cả thiên kiếp, đây là pháp tắc có liên quan đến lôi ư. Chẳng phải pháp tắc cần phải lĩnh ngộ từ từ sao, Tống Thư Hàng nói với giọng nghi hoặc. Hắn nhớ rằng mình chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc hệ lôi mà, chẳng lẽ là do cánh tay trái của bạch tiền bối đang lĩnh ngộ pháp tắc, thuận tiện mang hắn theo luôn chăng? Đây chẳng qua là do cơ thể ngươi bị nhiều loại thiên lôi đánh trúng nên tự lĩnh ngộ ra pháp tắc thôi. Tiền bối ba mắt nhìn chầm chầm vào lôi quan khỏe mạnh trên người Tống Thư Hàng, thầm nghĩ, khi con người học tập hoặc lĩnh ngộ tri thức, có hai cách là đại não học tập hoặc là bản năng cơ thể học tập. Tống Thư Hàng chính là điển hình của trường hợp bị thiên lôi đánh trúng quá nhiều lần, cơ thể tự động thích ứng với thiên lôi, sau đó dựa vào bản thể để nắm bắt pháp tắc hệ lôi đặc biệt, nói trắng ra chính là quen tay hay việc bị đánh nhiều rồi nên quen thôi, nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, thấy Tống thư hàng bị Thí Tiên lôi đánh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đánh ra luôn cả bằng tốt nghiệp, thiếu niên ba mắt tiền bối hoàn toàn sụp đổ, không chỉ mình thiếu niên ba mắt tiền bối, mà đế ngạc và tiểu cầu phân thân đứng bên cạnh cũng cảm tưởng như sắp tới tận thế rồi vậy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà bị sấm sét đánh lại được tốt nghiệp luôn chứ, chẳng lẽ chúng ta thiếu điều kiện gì ư, ta có nên thử để bị thiên lôi đánh luôn không nhỉ? Trong lòng ma đế ngạc đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, thế nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên đã bị hắn bóp chết, trạng thái hiện giờ của hắn thảm đến không thể thảm hơn, nếu như lại bị thí tiên lôi đánh thì chi bằng tự nổ nguyên thần luôn cho xong, ít nhất như thế còn chết nhanh gọn hơn. Tầng lôi quang này thú vị đấy, tống thư hàng vương tay sờ lên lôi quang trên da mình, hắn có thể cảm nhận được, tầng lôi quang khỏe mạnh này có thể kết hợp với bốn cơ thể công pháp của hắn, khiến thể chất của hắn mạnh hơn, tăng độ thân mật với lôi điện của hắn về hắn phải thử xem trưởng tâm lôi của mình có thăng cấp hay không. Hơn nữa từ khi phát tắc bằng tốt nghiệp thiên lôi được ngưng tụ ra, khi thí tiên lôi còn lại trên bầu trời đánh lên người hắn, sát thương và đau đớn đột ngột giảm xuống chỉ như vỗ nhẹ một cái. Thậm chí bằng tốt nghiệp thiên lôi này còn có thể hấp thu uy lực của thí tiên lôi, chuyển hóa nó để làm đẹp da cộng cường hóa da. Đến cả uy lực của thí tiên lôi có thể khiến cho kiếp tiên cửu phẩm đau đớn không muốn sống cũng bị suy giảm đến mức này, vậy lôi pháp lục phẩm thất phẩm e rằng không thể làm hại đến ta chút nào nhỉ, tống thư hàng tính toán, đúng là tuyệt không thể tả. Ngoài ra, do là pháp tắc có thuộc tính hệ lôi đặc biệt có liên quan đến thiên phạt nên bằng tốt nghiệp thiên lôi này có tác dụng rút ngắn thời gian của các lôi pháp, thí tiên lôi vốn sẽ kéo dài 5 phút trên đỉnh đầu hắn mới đánh được 3 phút thì ngừng hẳn, ơ. Ờ, hết rồi à, tống thư hàng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn các tầng mây chứa sấm sét trong không trung, nói, tiền bối ba mắt, vẫn chưa hết năm phút nhỉ hay là chúng ta để bị đánh thêm hai phút nữa, cút, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, hắn đã thua rồi, đánh thêm hai phút có ý nghĩa gì nữa đâu, hắn chỉ theo đuổi thắng lợi trong cá cực chứ chẳng thích thú gì khi để thí tiên lôi đánh cả, tống thư hàng, đi thôi, ván tiếp theo, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, dứt lời, hắn búng tay một cái, tống thư hàng và hắn cùng biến mất, nhưng, ma đế ngạc và tiểu cầu phân thân vẫn đứng yên tại chỗ, này, đợi đã, chúng ta thì sao, ma đế ngạc kêu lên, tiểu cầu phân thân, hỏi chấm, trên bầu trời, các tầng mây của thí tiên lôi vốn đã bình ổn lại cuồn cuộn sấm sét, thỉnh thoảng lại có tia chớp như ẩn như hiện xen giữa những đám mây, bá tống, má ngươi, ma đế ngạc hoàn toàn tuyệt vọng, tống thư hàng và thiếu niên ba mắt tiền bối trở về, quản gia nhãn cầu đã trở lại trước bọn họ một bước, thậm chí cơ thể khô quắc của nó cũng đã mọng nước trở lại, chào mừng trở về, lão gia. Nó dâng một ly trà thơm cho thiếu niên ba mắt tiền bối, sau đó, nó lại rót trà cho Tống Thư Hàng, dân điểm tâm, hỏi, lão gia thua có thảm không, không thảm, tiền bối ít bị xét đánh trúng lắm. Còn ta ấy, ta bị thí tiên lôi đánh tới mức tốt nghiệp luôn đây, Tống Thư Hàng nói, quản gia nhãn cầu suy nghĩ rồi lát rồi đáp. Chẳng lẽ lão gia lại đòi tỷ thí hạng một bị ổi xem ai bị xét đánh nhiều hơn hả? Quả nhiên không hổ là chúa tể cửu u, thiếu niên ba mắt tiền bối, không sao cả, lão gia. Cho dù có thua chúng ta cũng phải miễn cười đối mặt. Bởi vì, những người biết cười thì thường không quá xui xẻo mà, quản gia nhãn cầu nói, cười đi, hãy để chúng ta cười điên cuồng, để may mắn đến với chúng ta. Ha 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 ha, ha 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 ha, quản gia nhãn cầu cười đến không biết trời trăng gì, Tống Thư Hàng có thể thấy được, nụ cười của quản gia là nụ cười vui vẻ. Nó thật sự đang cười, Phật tiếng dao sắc đâm vào cơ thể vang lên, thiếu niên ba mắt tiền bối ném một cây lao đi, ghim quản gia nhãn cầu đang cười như điên xuống mặt đất, tiếng cười của quản gia nhãn cầu im bặt. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kéo căng gương mặt của mình, sợ rằng nếu mình không cẩn thận mỉm cười, thiếu niên ba mắt tiền bối sẽ vinh vào đó để thưởng hắn một lao, ghim chết hắn luôn. Không ngờ ván đầu tiên ta lại thua, ngươi xuất sắc hơn ta tưởng nhiều đấy bá Tống. Thiếu niên ba mắt tiền bối nói, tiền bối đã nhường rồi, Tống Thư Hàng khiêm tốn đáp. Nghĩ cho cái đầu chó của mình, không nên khiêu khích tiền bối ba mắt thì tốt hơn. Nếu như ván đầu tiên là ta thua, vậy cách tỉ thí ván thứ hai cũng sẽ do ta đề ra thiếu niên tam nhãn tiền bối nói với vẻ suy tư, tống thư hàng mỉm cười, mời tiền bối ra đề, ngươi vừa mới cười hả, thiếu niên ba mắt tiền bối đột nhiên hỏi, tống thư hàng, nhìn trời, tiền bối ba mắt. Ban nãy ta chỉ miễn cười lịch sự thôi mà, ngươi sẽ không đâm chết ta đấy chứ, đề thứ hai, hãy để ta nhân cơ hội tư lợi một lần vậy, thiếu niên ba mắt tiền bối lại đột nhiên nhảy về chủ đề cũ, tống thư hàng, chỉ cần phù hợp với đề bài riêng mình may mắn là được. Cuối thời kỳ thái cổ, và một ngày nào đó ta đột nhiên trở thành cựu chúa tể cửu U, lại vài nghìn năm nữa trôi qua, ta thử tiếp cận với thế giới bên ngoài, gửi một bảo vật đến hiện thế, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, Tống Thư Hàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe, nhưng ta vừa đưa bảo vật đó đến hiện thế, đột nhiên quy tắc thiên đạo ở thế giới bên ngoài có phản ứng, sau đó tóm lấy bảo vật của ta, gửi đến một không gian quỷ dị, sau khi nó bị đưa đi, ta lại quên mất nó là bảo vật gì, có hiệu quả gì, dùng để làm gì ta chỉ nhớ loáng thoáng mình có một bảo vật rất quan trọng, ta từng gửi nó đến hiện thế thôi, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, phòng tối thiên đạo, tống thư hàng nói. Tính thời gian thì sau thiếu niên ba mắt tiền bối là thời kỳ cha cậu đảng chứng đạo thiên đạo, mà phòng tối thiên đạo chính là sản phẩm thí nghiệm của cha cậu đảng, sau đó nó làm hẳn thành một phòng tối, một khi vào đó, cảm giác tồn tại sẽ bị xóa từ tận gốc rễ, tống thư hàng cũng rất quen thuộc với con hàng này, đúng thế. Chính là phòng tối thiên đạo kia, số lượng tổng thể chắc vài trăm cái, to nhỏ khác nhau, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, Tống Thư Hàng hỏi, vậy nên lần này chúng ta tỉ thí lấy lại bảo vật đã bị mất của tiền bối ba mắt từ phòng tối thiên đạo à, đúng thế, mỗi người có năm cơ hội, xem xem ai may mắn hơn, có thể tìm ra bảo vật, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, ta từ chối, Tống Thư Hàng lắc đầu đáp, nó quá nguy hiểm với ta. Tuy rằng không có ấn tượng sâu đậm nhưng ta nhớ rằng mình đã từng phóng không ít tồn tại đáng sợ đến phòng tối thiên đạo, nếu như bây giờ ta vào phòng tối, một khi chạm trán bọn nó, ta sẽ toi đời ngay. Trận thi đấu này không công bằng với ta, thiếu niên ba mắt tiền bối, đã từng gửi không ít kẻ thù đến phòng tối thiên đạo ư, ừ, phòng tối thiên đạo là nhà ngươi mở à. Sao ngươi lại có quyền hạn phóng kẻ địch vào đó thế, thiên đạo thứ ba là ba ngươi hả, trong lòng thiếu niên ba mắt tiền bối tràn ngập ý muốn nhổ vào mặt Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng đứng ở phía đối diện nói tiếp, hơn nữa, đến bảo vật đó là gì, trông như thế nào, có đặc trưng gì ta cũng không biết, tiền bối ba mắt lại là chủ nhân của bảo vật đó, ít nhất sẽ có cảm ứng trời sinh với nó, nếu như nhảy vào cùng một phòng tối thiên đạo, chỉ cần bảo vật đó không bị phá hủy, người có thể dựa vào cảm ứng đó để tìm được vị trí của bảo vật, mà ta thì hoàn toàn không có tính năng đó, chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Vì thế hạng mục tỷ thí thứ hai mà thiếu niên ba mắt tiền bối đề ra cũng không phù hợp với điều kiện riêng mình may mắn, nó rất bất lợi với Tống Thư Hàng. Lão gia, ta thấy bá tống nói có lý đây, cho dù ngươi muốn nhân cơ hội này mà tư lợi cũng không thể làm thế được, ngươi làm mất hết thể diện của bao nhiêu đời chúa tể cửu u rồi. quản gia nhãn cầu bị đóng đinh trên mặt đất nôn ra máu, nói bây giờ cứ nói nửa câu nó sẽ phun ra một nguồn máu, nhưng cho dù cứ nói nửa câu lại nôn ra máu một lần cũng không thể ngăn nó mở miệng đòi lại công bằng cho bá tống. nếu như nó không phù hợp với nguyên tắc riêng mình may mắn lại còn bất lợi với ta, ta đây xin từ chối hạn một tỷ thí thứ hai này. Tống Thư Hàng phụ họa, thiếu niên ba mắt tiền bối gật đầu, đáp, điều kiện là chết nhưng người là sống, nếu như ngươi cảm thấy hạng mục so tài thứ hai không công bằng, vậy chúng ta nghĩ cách để nó công bằng, đơn thuần là được, có khó khăn thì chúng ta giải quyết khó khăn. Không có khó khăn, chúng ta tự tạo ra khó khăn để giải quyết, Tống Thư Hàng, hỏi chấm, đầu tiên, về chuyện ngươi từng phóng rất nhiều tồn tại đáng sợ đến phòng tối thiên đạo, chuyện này dễ giải quyết chỉ cần người đi vào phòng tối không phải là bá tống vậy những tồn tại bị ngươi phóng vào đây sẽ không chủ động gây phiền phức cho ngươi dứt lời thiếu niên ba mắt tiền bối vung tay vứt cho tống thư hàng một chiếc mặt nạ lại là mặt nạ hả tống thư hàng cầm lấy mặt nạ nói trong tay hắn còn có một bảo khí mặt nạ do tô thị a thập lục tặng ở một mức độ nhất định nào đó nó có thể ngăn cản đại lão cầu béo bói quẻ để xác định vị trí của hắn tấm mặt nạ đó vẫn đang được tống thư hàng bản thể bảo quản cẩn thận kia thiếu niên ba mắt tiền bối giải thích đây là mặt nạ dịch dung dùng một lần, có nó ngươi có thể ngụy trang thành bất cứ dáng vẻ nào, trong chư thiên vạn giới không ai có thể nhận ra gương mặt thật sự của ngươi, chẳng dễ gì ta mới có được chiếc mặt nạ này, nó là, mặt nạ của ngân quái tiên tôn, tống thư hàng cướp lời, ta đã từng dùng rồi, hiệu quả rất tốt, ai da, cướp lời thoại sản khoái thật đấy. Chẳng trách các tiếp tiên tử và tạo hóa tiên tử lại nghiện nó như thế, thiếu niên ba mắt tiền bối, tống thư hàng vương tay lên tóm lấy, rút mặt nạ bảo khí mà Tô Thị A thập lục tặng cho mình ra, sau đó lặng lẽ so sánh, gật đầu nói, công hiệu của hai chiếc mặt nạ này sẽ không trùng lập, đầu tiên ta sẽ đeo mặt nạ dịch dung, sau đó đeo mặt nạ bảo khí, không ai có thể nhận ra ta, cũng không thể tìm được vị trí của ta. Hoàn hảo, mặt nạ dịch dung của ngân quái tiên tôn quả thật có thể giải quyết một phần nào đó mối họa kẻ địch trong phòng tối thiên đạo, về phần ta và bảo vật sinh ra cảm ứng, thực ra nó càng không phải là vấn đề. Thiếu niên ba mắt tiền bối lại nói, đừng quên ngươi đã từng thắng ta một mắt thần thứ ba, với ta mắt mới là bản thể. Có con mắt thần thứ ba đó, ngươi và bảo vật kia cũng sẽ có cảm ứng, nghe đến đó, Tống Thư Hàng im lặng gật đầu. Như thế nhìn bề ngoài, thí luyện thứ hai này cũng đã công bằng, còn có khó khăn gì thì nói luôn đi, chúng ta thương lượng tìm cách giải quyết, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, ta còn cần thủ đoạn phòng thân, nếu có thủ đoạn sống lại là tốt nhất, Tống Thư Hàng đề nghị. Tuy rằng đã quên có những đại lão nào bị ta phóng vào phòng tối thiên đạo nhưng chắc chắn họ rất đáng sợ, vì nếu như không đáng sợ, chắc chắn hắn đã chọi nổ họ từ lâu rồi. Vì thế dù có mặt nạ dịch dung cũng không phải rất an toàn, ta cần có thủ đoạn cứu mạng hoặc phòng thân, bảo đảm ngộ nhỡ phải đối mặt với mấy tồn tại đáng sợ, ta vẫn có thể sống sót trở về. Tống Thư Hàng đề nghị, thiếu niên ba mắt tiền bối lắc đầu, trong quá trình mở kho báo, tìm bảo vật, gặp nguy hiểm chẳng phải là chuyện rất bình thường sao đây cũng là một phần của số mệnh, nhưng ngộ nhỡ bảo vật ở ngay phòng tối thiên đạo nguy hiểm thì sao? Ta phải có chút vốn để đi lấy bảo vật chứ, Tống Thư Hàng nói, lão gia, ta thấy bá Tống nói rất đúng, quản gia nhãn cầu phun máu, nói, ngươi được nhân cơ hội tư lợi nhưng lại không cho bá Tống nhân cơ hội lấy chút lợi ích ư. Chỉ cho quan đánh rắm mà không cho dân đại tiện à, như thế không công bằng, ta phải báo cáo gian lận, thiếu niên ba mắt tiền bối vung tay lên, từng trận dao động xuất hiện trong bàn tay hắn, hơn 10 ngọn lao hiện lên, nhắm thẳng vào quản gia nhãn cầu. Khoan, khoan đã lão gia, nhiều lao như thế sẽ chết đấy, quản gia nhãn cầu vừa thổ huyết vừa kêu gào. Vậy thì chết đi, thiếu niên ba mắt tiền bối vung tay, mười mấy ngọn lao đâm thẳng vào quản gia nhãn cầu, biến nó thành con nhím. Giết quản gia nhãn cầu răng đe thư hàng cấn tay hàng, nhìn quản gia nhím, tống thư hàng run sợ, triệu hoán con mắt thứ ba của ngươi ra đi, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, nếu như ta đã nhân cơ hội tư lợi, Tất nhiên cũng không thể ngăn ngươi đòi quyền lợi cho mình được, tuy rằng lời nói của quản gia nhãn cầu rất đau tim nhưng lại có lý. Bá Tống, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Quản gia nhãn cầu máu chảy đầy đất, trung rễ dựng ngón tay cái lên với Tống Thư Hàng, không khí đi tráng lan ra khắp nơi. Tống Thư Hàng thầm nhấn lai like cho quản gia nhãn cầu trong lòng, sau đó tâm niệm chật động, triệu hoáng mắt thần thứ ba, mở mắt ra. Thiếu niên ba mắt tiền bối vương ngón tay, đâm vào con mắt thứ ba của Tống Thư Hàng. Ta đã để lại ba pháp thuật ở con mắt thứ ba này, đầu tiên là thủ pháp khóa không gian độc môn của ta ánh mắt tỏa tiên, khi ta phong ấn không gian, không gian đó sẽ bị cố định, đến Trường Sinh Giả cũng bị hạn chế hành động trong 10 hơi thở, thứ hai cũng là thủ pháp không gian độc môn của ta ánh mắt hòa tan, sau khi kích hoạt nó, không gian bị nó nhắm trúng và tất cả các vật thể trong đó đều bị hòa tan, thứ ba là tọa độ triệu hoán mượn sức mạnh của ta. Nhưng mà một khi ngươi kích hoạt pháp thuật thứ ba, mượn sức mạnh của ta vậy có nghĩa là ngươi đã thất bại, trận thí luyện thứ hai đến đây là kết thúc, ngươi có đồng ý không? Thiếu niên ba mắt tiền bối rót pháp thuật xong, trục ngón tay lại, chắp tay sau lưng, thông thả nói, tống thư hàng ở phía đối diện lại như ngay ra, giọng nói của nữ sĩ lưới rồng vang lên trong đầu hắn, kiểm tra được thông tin số liệu ngoại lai, có ngăn cản không? Hình như thông tin pháp thuật của thiếu niên ba mắt tiền bối đang bị coi như một mã độc, phải bị ẩn đi thì phải. Nếu không có nhắc nhở từ hệ thống tường lửa này, suýt chút nữa Tống Thư Hàng quên luôn rằng mình là một người đàn ông có tường lửa. Đây là tính năng mà lần trước khi hệ thống mạng chắc tu chân thăng cấp, Tống Thư Hàng nhờ nữ sĩ lưới rồng bổ sung vào. Không ngờ tính năng của tường lửa này mạnh như thế, đến cả thông tin pháp thuật tiền bối ba mắt đích thân truyền đến mắt thần thứ ba cũng tạm thời bị ẩn đi. Không, bỏ ẩn, đây không phải virus. Tống Thư Hàng vội lựa chọn, nếu không cẩn thận ẩn rồi xóa mất phúc lợi mà tiền bối ba mắt truyền cho, bá Tống hắn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Cùng lúc đó, Giọng nói của nữ sĩ Lưới Rồng bản thể vang lên, "Có chuyện gì thế?" Tường lửa của hệ thống mạng chắc tu chân bị kích hoạt, "Ngươi đã làm gì rồi?" "Không có việc gì đâu, là hiểu lầm thôi." Ta mới moi được chút lợi ích từ thiếu niên ba mắt tiền bối, lấy được ba bí pháp không gian mắt thần thứ ba, nhưng tường lửa lại nhận định nó là thông tin của mã độc nên cản nó lại. "Tống thư hàng đáp." Nữ sĩ Lưới Rồng, "Ồ, một lúc sau." Tường lửa mạng chắc tu chân bắt đầu làm việc, đang bỏ ẩn, bắt đầu phân tích số liệu bí pháp phong ấn không gian ánh mắt tỏa tiên, cần kết hợp với mắt thần thứ ba để thi triển, đang phân tích, tiến độ hiện tại 0.03%, bí pháp tấn công hệ không gian ánh mắt hòa tan, đang phân tích, tiến độ hiện tại 0.02%, phù văn đặc biệt, triệu hoán phù văn, đang phân tích, phân tích thất bại, tống thư hàng, hắn vội liên lạc với nữ sĩ lưới rồng, đang phân tích, là cô làm hả nữ sĩ lưới rồng, nữ sĩ lưới rồng, từ, tống thư hàng lập tức nịnh nọt, nữ sĩ lưới rồng giỏi quá đi mất, nữ sĩ lưới rồng, từng, tống thư hàng nghĩ một lúc, bố sung, nữ sĩ lưới rồng, ta đã sửa xong thái dương điện từ chỗ thiên đế rồi, đợi ta về thế giới hắc long sẽ đem nó về theo, để cư dân của thế giới hắc long một lần nữa được hưởng thụ ánh sáng mặt trời, nữ sĩ lưới rồng, được, xem ra hôm nay nữ sĩ lưới rồng đang rất bận rộn, cô ấy toàn trả lời đơn giản nhanh gọn, đến lúc đó chúng ta gặp lại sau, tống thư hàng lại nói, nữ sĩ lưới rồng, từng, sau đó, Cô ngắt liên lạc với Tống Thư Hàng nói chuyện với Tống Thư Hàng lãng phí thời gian quá, cô còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu dự án đợi cô phát triển, bao nhiêu chương trình chờ cô thăng ấp, bao nhiêu tóc cần cô cắt. Sau khi kết thúc liên lạc, Tống Thư Hàng lại liếc tiến trình phân tích một cái. Tốc độ phân tích khá chậm, chắc phải mất mấy tiếng mới xong, nhưng chỉ là mấy tiếng thôi mà, hắn đợi được. Hơn nữa, đây hoàn toàn là thu hoạch ngoài dự liệu. Ánh mắt tỏa tiên và ánh mắt hòa tan vốn là bí pháp không gian thuộc về tiền bối ba mắt, không lâu sau, chúng sẽ đổi sang họ Tống rồi, giỏi thật, Tống Thư Hàng miễn cười vui sướng, xịt, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như uống nhầm thuốc của Tống Thư Hàng, tiền bối ba mắt trùng cả mình. Hắn cứ cảm thấy dường như trong lúc bất tri bất giác, tên kia đã chiếm lợi của hắn rồi thì phải, ở phía đối diện, Tống Thư Hàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, tiền bối ba mắt, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Một khi ta sử dụng tính năng thứ ba triệu hoán sức mạnh của ngươi tới giúp đỡ thì coi như ta từ bỏ vậy chúng ta bắt đầu thí luyện thứ hai thôi chứ, thiếu niên ba mắt tiền bối nhíu mày, hắn nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra bá tống có thể chiếm lợi gì của mình được. Nhưng nhìn gương mặt vui sướng của bá tống có thể khẳng định chắc chắn tên nãy đã làm chuyện gì đó sau lưng hắn. Mà thôi vậy, nghi thức cá cược của hắn từ trước tới nay không yêu cầu công bằng tuyệt đối, chỉ cần nhìn có vẻ công bằng là được. Cho dù bá tống có dấu dến thủ đoạn mờ ám gì, vậy cũng là bản lĩnh của hắn. Trên thế giới này làm gì có công bằng tuyệt đối cơ chứ? Không vội, trước khi thí luyện thứ hai bắt đầu, ta cần chuẩn bị một chút đã, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, Tống Thư Hàng hỏi, tiền bối, ngươi muốn chuẩn bị gì vậy? Có cần ta giúp không, ta cần một hóa thân có thể giúp ta tạm thời hành động được ở hiện thế. Chuyện này không cần ngươi giúp, mà ngươi cũng không giúp nổi, thiếu niên ba mắt tiền bối đáp, thân là chúa tể cửu U Hàng thật giá thật, một khi chân thân của hắn bước vào hiện thế, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên phạt. Cho dù bây giờ đang là thời kỳ trống chuyển giao thiên đạo nhưng quy tắc đại đạo của trời đất vẫn được duy trì nhờ chương trình vận hành tự động đơn giản, nhưng cũng may bây giờ là thời kỳ trống thay đổi thiên đạo, nó giúp thiếu niên ba mắt Tiền Bối có cơ hội để thi triển các thao tác, ví dụ như tạo ra một hóa thân có thể tạm thời hoạt động ở hiện thế, trả một cái giá nhất định, kéo dài thời gian thiên phạt dán xuống, sau khi hoạt động kết thúc, thiên phạt thật sự dán xuống, hắn có thể dịch chuyển luôn đồ vật quan trọng khỏi hóa thân rồi vứt bỏ hóa thân là được. Ngoài ra, ta còn phải chuẩn bị thủ đoạn để chúng ta xông vào phòng tối thiên đạo nữa. Thiếu niên ba mắt tiền bối nói, thiếu niên ba mắt tiền bối vẫn luôn âm thầm nghiên cứu phòng tối thiên đạo do thiên đạo rồng đốn tạo ra. Tốt nhất là tìm hiểu thông thấu rồi lại cho nổ bọn chúng. Tiền bối ba mắt có thủ đoạn đặc biệt để vào phòng tối thiên đạo sao? Tống Thư Hàng hỏi, cho tới bây giờ, trừ thiên đạo có quyền hạn mở phòng tối ra cũng chỉ có tộc rùa tai ương khổng lồ tỷ tỷ với thiên phú siêu thời không mạng bộ có thể xông vào trong đó. Phi kiếm dùng một lần bản phá phóng tối cũng được chế tạo dựa vào kết cấu của rùa tai ương khổng lồ. Ta vẫn luôn nghiên cứu cấu tạo của phòng tối thiên đạo, trong quá trình nghiên cứu, ta phát hiện ra một chủng tộc thú vị. Năng lực thiên phú của chủng tộc thú vị này cho phép chúng dễ dàng xông vào trong phòng tối, thiếu niên ba mắt tiền bối mỉm cười nói, ta biết, là tộc rùa tai ương khổng lồ, tống thư hàng cướp lời, trong đó có một tỷ tỷ rùa tai ương khổng lồ rất thú vị, còn có ba rùa của cô ấy nữa, trâu bò lắm lúc trước ba rùa này đã từng chọi chúa tể tiền nhiệm với ta, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in uy lực của long pháo đây, cướp lời thoại thật là sảng khoái, giống như băng lạnh mùa hè vậy, thiếu niên ba mắt tiền bối, một huyền thánh bác phẩm như ngươi không thể yên phận một phút à, không thể có dáng vẻ của một huyền thánh bác phẩm chân chính à, có huyền thánh bác phẩm nhà ai nhảy nhót như ngươi không, ở bên cạnh. Quản gia nhãn cầu bị đâm thành nhiếm run rẩy dùng ngón tay dính đầy máu viết lên không trung. Lão gia, đừng khóc, phải mỉm cười đối mặt với cuộc sống, ha 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 ha, sức sống thật kiên cường. Tống Thư hàn đang nghe truyện trên TV Audio CV nhìn quản gia nhãn cầu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng đúng, nếu như không có sức sống kiên cường, làm sao có thể sống bên thiếu niên ba mắt tiền bối đến tận bây giờ, mấy phút sau, trước mặt thiếu niên ba mắt tiền bối có thêm một hóa thân tiểu nhãn ma xuất tua, sau đó có hai tiên thuyền mai rùa được cải tạo xuất hiện. Xem đường vân, đây chính là mai của tộc rùa tai ương khổng lồ chẳng lẽ còn có con rùa tai ương khổng lồ nào đó bị lấy mất mai như tỷ tỷ rùa khổng lồ ư? Trong hai chiếc tiên thuyền mai rùa đều tràn đầy năng lượng, đủ để vào phòng tối thiên đạo năm lần, thiếu niên ba mắt tiền bối nói, ngươi tự chọn một chiếc, bắt đầu ván đấu thứ hai thôi, năm cơ hội, tống thư hàng sờ lên hình chiếu tay trái của bạch tiền bối ở khuỷu tay của mình, ta có nên gian lận giữa đường không nhỉ, vì phòng ngừa bị thiếu niên tiền bối ba mắt đọc mặt, trước khi tống thư hàng suy nghĩ sâu xa, hắn lấy ra một mặt nạ dịch dung dùng một lần của ngân quái tiên tôn rồi đeo nó lên, ngươi định dịch dung thành ai? Thiếu niên tiền bối ba mắt thuận miệng hỏi, Tống Thư Hàng nghe vậy, vô thức xoay đầu lại nhìn về phía thiếu niên tiền bối ba mắt, đừng làm rộn, nếu ngươi dám dịch dung thành ta, ta lập tức gọt chết ngươi. Thiếu niên tiền bối ba mắt uy hiếp, tiền bối ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không nhất định phải dịch dung thành diện mạo của người khác, ta có thể dịch dung ngẫu nhiên, hóa thành một người không ai quen biết cả, như vậy mới bảo đảm nhất. Tống Thư Hàng trả lời, bá Tống Đạo Hữu nói có lý, cơ trí. Quản gia nhãn cầu bên cạnh dùng máu viết ra huyết thư, không giống lão gia, chỉ muốn dịch dung thành người khác, tư duy cứng nhắc không biết biến báo, thiếu niên tiền bối ba mắt, thậm chí nếu như khả thi, ta hy vọng mình có thể dịch dung thành giống loài khác, không nhất định phải duy trì vẻ ngoài nhân loại. Tống Thư Hàng đưa tay điểm nhẹ một cái trên mặt nạ, trong lòng tưởng tượng ra diện mạo nam tính nhất trong cảm nhận của bản thân trong nội tâm mỗi người đều có dáng vẻ bản thân ngầu nhất đẹp nhất, Tống Thư Hàng định dựa theo hình tượng này, lại cải biến thêm, nhưng khi ngón tay hắn điểm nhẹ một cái trên mặt nạ, mặt nạ đột nhiên tự động biến hóa. Tự như là vòng xoay rút thưởng vậy, có vài hình dáng khuôn mặt hiện lên trên mặt nạ của Tống Thư Hàng, mặt của Bạch Tiền Bối, mặt của Thất Tu Thánh Quân, mặt của Vân Tước Tử Tiên Tử, mặt của Linh Điệp Thánh Quân. Điểm chung của mấy gương mặt này chính là những tiền bối cùng tiến vào tiết điểm kiếp tiên lần này với Tống Thư Hàng, đồng thời đã từng lưu lại bá thần trụ móng tay nguyên thần trụ lúc này tống thư hàng là trạng thái hình chiếu nguyên thần cho nên dường như mặt nạ dịch dung này bị kích hoạt một loại cơ chế ẩn tàng nào đó chủ động biến hóa trên thực tế phần lớn mặt nạ ngân quái tiên tôn hiện đang lưu thông trên thị trường đều là vật thí nghiệm của ngân quái là kết quả thí nghiệm của chiếc mặt nạ mà hắn chế tác vì đồng quái nguyên thần lúc mặt nạ dịch dung này vừa tiếp xúc với nguyên thần không hoàn hảo như đồng quái thì sẽ bị kích hoạt tiến hành ổn định và bảo vệ nguyên thần sau khi vòng xoay liên tục biến hóa mấy đợt, cuối cùng mặt nạ dịch dung của Tống Thư Hàn dừng hình ảnh lại, hóa thành một gương mặt vô cùng quỷ dị. Gương mặt này được nhào nặng kết hợp từ mặt của Bạch Tiền Bối, Thất Tu Thánh Quân, Vân Tước Tử, Linh Điệp Thánh Quân. Trong bốn vị tiền bối này, trị số nhan sắc của Bạch Tiền Bối thì không cần phải nói. Thất Tu và Linh Điệp cũng là hai ông chú đẹp trai nổi danh tu chân giới. Giá trị nhan sắc của Vân Tước Tử càng là cấp bậc hồng nhan họa thủy. Nhưng mà, không phải cứ dung hợp mấy thứ xinh đẹp lại với nhau là sẽ càng xinh đẹp hơn. Lúc bốn gương mặt với phong cách bất đồng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một gương mặt không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Không thể nói nó xấu hay đẹp được, chỉ là rất không hài hòa, rất quá dị. Cẩn thận tách chúng ra nhìn thì mỗi một phần nhỏ của gương mặt này đều đẹp không tả xiết. Nhưng sau khi dung hợp lại với nhau thì một lời khó nói hết. Sau khi Tống Thư Hàng nhéo nhéo khuôn mặt, hắn lại vô cùng hài lòng, không tệ, từ gương mặt này sẽ hoàn toàn không có ai liên tưởng nó với ta nữa, yêu cầu của hắn cũng gần như thế này. Huống chi, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy dường như tấm mặt nạ này có thêm một loại hiệu quả cường hóa nguyên thần, đây là phúc lợi siêu đáng giá. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại lấy ra một bảo khí mặt nạ có thể cắt đứt việc người khác dùng quẻ bói định vị hắn, trên mặt nạ đeo lên thêm một mặt nạ, ngươi cho rằng gương mặt dưới mặt nạ chính là mặt thật. Ngây thơ, dưới mặt nạ, đương nhiên vẫn là mặt nạ rồi, hai lớp mặt nạ, hai lớp bảo vệ, kể từ đó, chỉ cần nhắm mắt lại, rốt cuộc Tống Thư Hàng không cần lo lắng các tiền bối có thể đọc được tin tức từ trên mặt hắn, chuẩn bị xong chưa? Tiền bối ba mắt hỏi, xong. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó, trong lòng hắn bắt đầu suy tính phương án gian lận, gian lận hắn muốn cũng không chỉ là mượn dùng may mắn từ tay trái của bạch tiền bối. Hiện tại cánh tay của bạch tiền bối và hình chiếu nguyên thần của hắn tuy hai mà một, mượn may mắn từ tay trái của bạch tiền bối sao lại tính là gian lận được, ngay cả tiền bối ba mắt đều ngầm thừa nhận điểm này. Hiện tại Tống Thư Hàng đang suy xét có nên động não lên năm lần cơ hội hay không. Tiên thuyền mai rùa mà thiếu niên tiền bối ba mắt giao cho hắn có năm lần cơ hội xông vào phòng tối thiên đạo, kết cục tỷ thí sau năm lần. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng có tay trái nguyên thần của bạch tiền bối, nói không chừng có thể làm ra phi kiếm dùng một lần phiên bản phá phòng tối. Đến lúc đó, phòng tối thiên đạo quả thật chỉ là vườn hoa sau nhà hắn, muốn vào là vào, muốn ra là ra. khiêm tốn, kim tốn trước tiên đừng vội thăm dò, tốt nhất là sau khi lợi dụng tiên thuyền mai rùa đi hết bốn cơ hội, hẳn suy xét đến việc sử dụng thủ đoạn phi kiếm dùng một lần. Dù sao, lúc thiếu niên tiền bối ba mắt sử dụng quy tắc văn tự hố hắn một phen, khiến hắn phân liệt thành 15 cộng một phần, thừa nhận phương án sinh non của thí tiên lôi. Năm lần cơ hội mà tiền bối ba mắt nói lần này nói không chừng cũng sẽ trở thành một hạn chế. Cho nên, không đến một khắc cuối cùng, đừng nên vội vã thử đùa bẩn quy tắc. Hai chiếc tiên thuyền mai rùa kích hoạt hóa thân nhãn ma của tiền bối ba mắt thay bản thể tham gia tỷ thí, lão gia, chúc hóa thân của ngươi thuận buồn xuôi gió. Quản gia nhãn cầu hiếm khi chúc phúc cho lão gia nhà mình, đối tượng nó đâm tim chỉ giới hạn ở thiếu niên tiền bối ba mắt bản thể, chưa từng vượt quá quy tắc, vô cùng tự kiềm chế, không gian tán tài vương tọa mở ra, hai chiếc tiên thuyền bay ra khỏi không gian, tiến vào thế giới rèn sắt của đông phương đại đế. Đông phương đại đế đang rèn sắt vô thức ngẩng đầu, nhanh vậy đã xong rồi ư hắn còn muốn hoàn tất thăng cấp pháp khí trước khi bá tống đánh cược xong vừa nghĩ tới bản thân có thể sắp bị bá tống đâm tim tim gan đông phương đại đế lại căng đau một đợt nhưng mà hai chiếc tiên thuyền thoát ra trong hư không chỉ vào một cái sượt qua người lướt qua cửa chính nhưng không vào ngay sau đó hai chiếc tiên thuyền đồng thời độn vào một hư không khác biến mất không thấy trong lối đi từ hiện thế thông đến phòng tối của thiên đạo như vậy lựa chọn ngẫu nhiên một vị trí sau đó độn vào trong đó đi Tay trái Tống Thư Hàng khống chế một loại thiết bị điều khiển tương tự với bánh lái của tiên thuyền, tùy ý chuyển động, hắn không khống chế phương hướng, đi về hướng nào đều tùy ý tay trái của bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tin tưởng, phòng tối thiên đạo tiếp đến mình sẽ độn vào dù không phải chỗ cất giấu bảo vật đánh cược thì cũng nhất định là bảo địa có được lượng lớn của cải. Bạch tiền bối không rơi vào nơi không có bảo vật, ầm, uhm, cuối cùng hai chiếc tiên thuyền phân luồng, chia ra phá tan bức tường ngăn giữa hiện thế và phòng tối thiên đạo, xông vào trong đó vẫn là không gian thuần trắng đơn điệu quen thuộc, thoạt nhìn không có bất kỳ vật chất nào, nhàm chán nhạt nhẽo. Cùng lúc đó, trong nhục thân Tống Thư Hàng, hiện thế, nhục thân của hắn đột nhiên mờ mịt, theo bản năng cảm thấy dường như thiếu mất thứ gì. À đúng rồi, sau khi nguyên thần ký thác hư không, dường như còn chưa kịp đưa hình chiếu đến hiện thế. Vì vậy, trong tiếp điểm hư không kiếp tiên, nguyên thần Tống Thư Hàng 15 cộng một lần nữa bắt đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh, hướng về phía lực lượng hình chiếu nhục thân ở hiện thế ý định ngưng tụ ra hình chiếu nguyên thần mới, kể. Có phải ta quên mất gì rồi không? Đông phương đại đế đang rèn sắt đột nhiên ngẩng người nói, hắn quay đầu nhìn về phía bá tống đang nhóm lửa theo bản năng, kỳ quái, chẳng biết tại sao lúc hắn nhìn bá tống lại có loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, cứ như nhìn thấy một người xa lạ quen thuộc nhất vậy, trong lúc mơ hồ càng có loại hương vị thương cảm, trong lúc ta rèn sắt thăng cấp pháp khí tổ hợp tam thập tam thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khác với dĩ vãng, Lần này Tống Thư Hàng dùng thể hình chiếu nguyên thần để tiến vào phòng tối thiên đạo, tương đương với một bộ phận thân thể bị chém đứt căn nguyên. Hơn nữa, còn là bộ phận có thể tái sinh theo bản năng. Sau khi tiên thuyền mai rùa hạ xuống bèn hóa thành một luồng sáng, ẩn vào trong cơ thể hình chiếu nguyên thần của Tống Thư Hàng, chờ khi hắn muốn rời khỏi phòng tối thiên đạo, chuyển động ý niệm là có thể tế nó ra rời đi lần nữa, hoặc nhìn mỗi một phòng tối thiên đạo đều trông như nhau, cũng không biết ta có từng tiến vào phòng tối này chưa nhỉ tống thư hàn quay đầu nhìn chung quanh đồng thời mắt thần thứ ba trên trán hắn mở ra quét nhìn toàn bộ phòng tối thiên đạo xem xem dưới chỉ dẫn từ vận khí của bạch tiền bối có thể tìm ra bảo vật rơi mất của thiếu niên tiền bối ba mắt ngay từ lần đầu tiên hay không mắt thần thứ ba quét qua một vòng chẳng mấy chốc đã có mấy bóng dáng lọc vào đường nhìn của mắt thần thứ ba nhà tống thư hàn đồng thời mấy bóng dáng kia cũng cảm ứng được tầm mắt của tống thư hàn đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía hắn một cái móng vuốt một kiếp tiên luyện thể đầu trọc, hai huyền thánh một nam một nữ, còn có tà ma sương mù trên người có mùi vị của ta, nhớ ra rồi, là bọn họ. Sau khi ở cùng một phạm vi phòng tối thiên đạo, cuối cùng Tống Thư Hàng cũng nhớ ra mấy bóng dáng trong tầm mắt này, móng vuốt kia có lai lịch không nhỏ, là móng vuốt của Phượng Nghi cầm chủ trường sinh giả thuộc thiên đình viễn cổ, lúc trước cô từng lùng bắt Tống Thư Hàng, mà vị kiếp tiên luyện thể đầu trọc cùng với một nam một nữ huyền thánh kia đều là thành viên của thiên đình viễn cổ, thuộc hạ Phượng Nghi cầm chủ. Về phần tà ma sương mù trên người có mùi vị quả thận của tống thư hàng kia, hoặc nhìn chính là tác phẩm của đại lão quả cầu béo, nhưng dường như hiện tại nó đã bị mất quả thận rồi. Nhớ đâu hình như bọn họ bị bạch tiền bối thiết kế đưa vào trong phòng tối thiên đạo. Tống Thư Hàng suy tư trong lòng, tay trái của bạch tiền bối dẫn dắt hắn tiến vào phòng tối thiên đạo này nhưng lại không tìm được bảo vật của tiền bối ba mắt, chẳng lẽ móng vuốt của Phượng Nghi cầm chủ có ích đối với bạch tiền bối. Trong lúc đang suy tư, móng vuốt, kiếp tiên, huyền thánh và tà ma phương xa đã nhanh chóng vọt về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cũng không né tránh, đứng ngay tại chỗ lẳng lặng chờ bọn họ tới gần. Mấy hơi thở sau, với móng vuốt phượng nghi cầm chủ dẫn đầu, mấy bóng dáng đi tới cách Tống Thư Hàng không xa rồi ngừng lại, hai bên quan sát lẫn nhau, không phải bá Tống. Kiếp tiên đầu trọc kia lên tiếng, quả thật không phải bá Tống, khí tức hoàn toàn khác biệt, cũng không có hiệu quả thiên hạ không ai không biết ngài. Hơn nữa, ta chú ý tới trạng thái của đối phương là nguyên thần, nguyên thần thì không cách nào ngụy trang. Tà ma sương mù nói, trực tiếp hỏi là được. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ hơi nắm lại, nắm thành viên tròn ủng ủng Tống Thư Hàng, ta là Phượng Nghi cầm chủ của thiên đình, dám hỏi đạo hữu là, lúc Tống Thư Hàng đến phòng tối thiên đạo, trong lòng đã nghĩ ra đạo hiệu ngụy trang cho mình từ sớm. Băng lê đạo nhân, hắn định ngụy trang thành một mạch của lệ chi tiên tử, nhưng không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, hình chiếu tay trái của bạch tiền bối đã nhẹ nhàng vẫy tay với móng vuốt của phượng nghi cầm chủ đối diện móng vuốt của phượng nghi cầm chủ đột nhiên như bị triệu hoáng cô ngoan ngoãn thu nhỏ lại nhảy một mạch tới cánh tay của bạch tiền bối sau đó nắm lấy cổ tay trái của bạch tiền bối rồi ngừng lại tựa như móng vuốt của một con chim ưng bị thuần dưỡng tống thư hàn kiếp tiên đầu trọc đối diện tình tiết tiến triển chẳng hiểu ra sao này khiến cả hai bên đều lơ tơ mơ chờ chút vì sao ta lại chủ động nhảy qua đây ngươi làm gì ta rồi? Móng vuốt phượng nghi cầm chủ kêu lên, mà cùng lúc đó, Tống Thư Hàng nhận được một tin tức từ tay trái của bạch tiền bối, nửa gương mặt đẹp để dưới mặt nạ của hắn mỉm cười, dùng giọng nói kìm nén đã được cố ý thay đổi nói, móng vuốt của phượng nghi đạo hữu, cô không cần thẩn trương, ta tới đây để hoàn thành giao hẹn với bản thể của cô, dẫn cô ra khỏi không gian thiên đạo ngục này, lúc trước, sau khi Tống Thư Hàng bị bạch tiền bối ngắt mạng cưỡng ép bế quan, Bạch tiền bối đã cố ý chạy đến gặp Phượng Nghi cầm chủ bản thể, cũng giảng hòa với cô. Phượng Nghi cầm chủ bản thể đã không truy cứu chuyện đám người tống thư hàng quấy nhiễu đại trận hồi sinh của thánh nhân nho gia ẩn nấp trong mảnh vỡ thiên đình nữa, mà bạch tiền bối thì sẽ dựa theo giao hẹn mang móng vuốt của Phượng Nghi cầm chủ trở về, bản thể của ta chưa quên ta ư. Trong lòng Phượng Nghi cầm chủ hơi động, vốn đã quên rồi, nhưng có đạo hữu nhắc nhở cô ấy. Tống thư hàng giải thích, móng vuốt của Phượng Nghi cầm chủ nửa tin nửa ngờ hỏi, dẫn ta ra khỏi nhà tù thiên đạo. Ngươi làm được ư, xin tin tưởng ta. Trong giọng nói của Tống Thư Hàng tràn đầy tự tin, Phượng Nghi cầm chủ nhìn Tống Thư Hàng, lại nói, vậy có thể dẫn cả thuộc hạ của ta ra ngoài luôn không? Những người bị bá Tống giả lúc trước đưa vào đây chung với cô còn có kiếp tiên đầu trọc, cùng một nam một nữ huyền thánh, dễ như trở bàn tay. Tống Thư Hàng cười nhìn kiếp tiên và hai huyền thánh nơi xa, vậy bây giờ chúng ta đi ngay. Nói thật, Cô hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại trong không gian đáng chết này nữa. Không có gì trong không gian này sức, ngay cả linh lực cũng rất thưa thớt. Nếu không phải có người bầu bạn, chắc cô chỉ có thể bế quan sống qua ngày. Lúc này, tà ma sương mù kia rốt cuộc nhịn không được, nó lên tiếng: vậy đạo hữu, người có thể tiện thể mang theo ta một đoạn không? Từ sau khi cầu di vật thiên đạo đột nhiên xông vào móc mất thận lần trước, nó đã không thể sinh tồn lâu dài ở hiện thế. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn phải trở về hiện thế một chuyến thuật lại cho chúa tể tin tức liên quan tới bá tống trước khi thân thể nó triệt để tiêu tan. Ngươi có tiền không? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, tà ma sương mù, không có tiền, ta cũng không tiện dẫn ngươi rời khỏi phòng tối thiên đạo. Ngươi phải biết rằng, dẫn người rơi đi là chuyện rất tiêu tốn lực lượng, Tống Thư Hàng nói, dẫn Phượng Nghi đạo hữu và thuộc hạ của cô ấy rời đi là vì giao hẹn giữa ta và bản thể cô ấy. Nhưng giữa ta và ngươi lại không có giao hẹn tương tự, hiện tại ta không có tiền. Tà ma sương mù nói, cáo từ. Tống thư hàng đáp, nhưng ta có thể giao thân thể cho ngươi, ngươi chỉ cần dẫn một bộ phận hạch tâm của ta về hiện thế là được. Tà ma sương mù vội lên tiếng, mặc dù thân thể ta là do năng lượng cửu u cấu thành. Nhưng bên trong nó ẩn chứa một bí mật khổng lồ, bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng với bí mật kia, là bí mật về bất hữu ư. Tống thư hàng suy tư trong lòng, Bí mật bất hữu ẩn chứa trong thân thể này của ngươi chính là thứ đại lão quả cầu béo rút ra từ quả thận hư của ta lúc trước, ta lấy nó có ích gì, nhưng ngay lúc Tống Thư Hàng muốn từ chối, cánh tay trái của bạch tiền bối phân thân lại truyền tới một luồng tin tức yếu ớt, tin tức rất đơn giản, chính là loại cảm giác tìm được bảo vật kia, cụ thể hơn, hẳn là loại trực giác tìm được đạo cụ nhiệm vụ cũng phản hồi cho Tống Thư Hàng cánh tay trái của bạch tiền bối dẫn dắt tống thư hàng tiến vào phòng tối thiên đạo này không chỉ vì hoàn thành giao hẹn với phượng nghi cầm chủ càng quan trọng hơn là nếu tống thư hàng muốn thắng ván cược với thiếu niên tiền bối ba mắt vậy thân thể tà ma sương mù trước mắt này là đạo cụ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu được tống thư hàng gật đầu nói vậy theo lời đạo hữu nói ta dẫn hạch tâm của đạo hữu rời đi thân thể đạo hữu thuộc về ta móng vuốt phượng nghi cầm chủ lời phát biểu đậm mùi bét boy này là sao nhỉ cái gì mà tâm của ngươi không thuộc về ta, nhưng thân thể ngươi thuộc về ta, cái gì mà dù tâm của ngươi đã rời khỏi, nhưng thân xác phải ở lại chỗ ta. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ chỉ cảm thấy đối thoại qua lại giữa vị đạo hữu đeo mặt nạ này và tà ma sương mù, quả thực hỏng bét cực độ. Vậy dựa theo giao hẹn, trước tiên ta dẫn các vị rời khỏi không gian thiên đạo, còn xin các vị đạo hữu phối hợp với ta. Tống thư hàng nguyên thần dứt lời, tay phải hất lên, tụ lý càng khôn, kiếp tiên đầu trọc, một nam một nữ huyền thánh cùng với con tà ma sương mù kia đều bị Tống Thư Hàng thu vào trong tay áo nho nhỏ toàn bộ, quần áo mặc ra ngoài lần này không có tay áo, cũng không biết không gian tụ lý càng không có co lại hay không, nhưng bất kể thế nào, chen chút thì cứ chen chút đi, có thể ra khỏi phòng tối thiên đạo đã không tệ rồi, còn muốn xe đạp cái gì, một chiêu tụ lý càng không này của đạo hữu, quả thực tinh diệu. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ trái lương tâm nói, sau khi tu luyện tụ lý càng không đến trình độ nhất định, căn bản không cần phối hợp với tay áo. Lúc hất tay lên, pháp thuật sẽ tự động hóa ra cổ tay áo nơi tay áo, ngay cả cổ tay áo cũng không diễn hóa ra được giống như vị đạo hữu đeo mặt nạ này, vừa nhìn là biết ngay hắn tu luyện tụ lý càng khôn không tới 10 năm, vừa mới nhập môn, đạo hữu quá khen, mấy tháng trước vừa nắm giữ chiêu tụ lý càng khôn này, dùng còn hơi ngượng tay. Tống thư hàng xấu hổ nói, dứt lời, tâm niệm hắn khẽ động, lần nữa tế ra tiên thuyền mai rùa, bước vào trong đó. Pháp khí này có thể dẫn bọn ta rời khỏi nhà tù thiên đạo ư. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ kinh ngạc nói, phòng tối thiên đạo, không gian chỉ có thiên đạo mới có khả năng mở ra trong truyền thuyết này, vậy mà thông qua một chiếc tiên thuyền là có thể rời đi, khí tức chúa tể cửu u. Toàn thân tà ma sương mù trong tay áo tống thư hàng càng chấn động mạnh, nó cảm ứng được hương vị quen thuộc của chúa tể cửu u từ chiếc tiên thuyền mai rùa này, nhưng đây cũng không phải khí tức của chủ nhân quả cầu chúa tể nhà nó mà là hương vị chúa tể cửu u càng cổ xưa hơn, càng có cảm giác thời đại hơn. Móng Phúc phượng nghi cầm chủ suy nghĩ chốc lát rồi hỏi, đạo hữu, ngươi có bán pháp khí này không, bán không được. Tống thư hàng tiếc núi nói, pháp khí này không phải đồ của ta, là đồ của một vị tiền bối cho ta mượn, là bảo bối của hắn, sau khi dùng xong phải trả lại, huống hồ, dù tiền bối ba mắt có ý muốn bán tiên thuyền này. Tống Thư Hàng cũng không hy vọng người khác mua được chúng nó, dù sao, người có bản lĩnh tống kẻ địch vào phòng tối thiên đạo càng ít càng tốt. Tống Thư Hàng cũng không hy vọng chân trước hắn vừa tống kẻ địch vào phòng tối thiên đạo, chân sau kẻ địch đã đứng trên tiên thuyền mai rùa thoát ra. Còn nữa, mỗi khi chế tạo một tiên thuyền mai rùa, là có một tiểu tỷ tỷ rùa tai ương khổng lồ phải mất đi mai, không có buôn bán sẽ không có đau thương, cự tuyệt đau thương, từ người ta làm nên, đáng tiếc. Phượng Nghi cầm chủ tiết núi nói, Tống Thư Hàng mỉm cười, lẫn vào trong tiên thuyền mai rùa, khống chế tiên thuyền mai rùa trở về hiện thế, ầm, uhm, năng lượng tồn trữ trong tiên thuyền mai rùa một mạch tiêu hao một phần mười, tiên thuyền khởi động, cưỡng ép rời khỏi vòng tối thiên đạo, trở về không gian vị diện hiện thế, dưới khống chế của Tống Thư hàn tiên thuyền ngẫu nhiên độn vào một vị diện nào đó trong chư thiên vạn giới hiện thế, bắt đầu trượt theo quán tính, các vị hành khách, chào mọi người, đã đến trạm hiện thế rồi, mời mọi người chuẩn bị xuống xe. Tiên thuyền sắp mở cửa, xuống xe xin chú ý an toàn chúc hành trình vui vẻ khi đi trên tiên thuyền mai rùa nhãn hiệu ba mắt. Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ, ngay sau đó, Tống Thư Hàng đưa tay mở cửa tiên thuyền, tiên thuyền lúc này vẫn trong trạng thái trực tốc độ cao. Tiên thuyền phá vách tường ra từ trong phòng tối thiên đạo nên cần tốc độ vô cùng nhanh, mà sau khi đưa tiên thuyền vào hiện thế vẫn có thể khiến nó trượt với tốc độ cao ở khoảng cách rất dài. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng đang trong trạng thái đánh cược với tiền bối ba mắt, thời gian đang gấp nên hắn không hề có ý dừng xe tiễn khách. Tay áo hắn hất một cái về phía cửa tiên thuyền đang trượt với tốc độ cao, trực tiếp ném kiếp tiên đầu trọc, nam nữ huyền thánh ra khỏi tụ lý càng khôn. A a a, tiếng hét thảm thiết của kiếp tiên đầu trọc và nam nữ huyền thánh vang lên, nhưng trong nháy mắt đã không nghe được tiếng hét thảm thiết đó nữa. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ, ngươi để hành khách an toàn xuống xe như vậy đó hả? An toàn đâu? rốt cuộc an toàn chỗ nào việc làm này của ngươi còn bạo lực hơn cả chuyện máy bay bay được một nửa thì bắt hành khách nhảy dù xuống được không con mắt trên móng vuốt trơ mắt nhìn thuộc hạ thân ái của mình lăn lộn xoay tròn hết thảm trong hư không tình cảnh vô cùng mất khống chế sau khi tiễn khách xuống xe tống thư hàng đóng cửa tiên thuyền lại phủi tay xong xuôi rồi nhìn trời hắn nhìn thấy móng vuốt phượng nghi cầm chủ đứng trên cánh tay mình phát hiện mình đã quên thả vị đại lão này xuống xe gì nhỉ ta lại mở cửa đưa Phượng Nghi đạo hữu cô rời đi nhé. Tống Thư Hàng lúng túng nói, không cần khách khí, đã đến hiện thế, tự ta có thể mở cánh cửa không gian rời đi. Phượng Nghi cầm chủ khách khí nói, cô cũng không muốn bị Tống Thư Hàng vứt xuống tiên thuyền rồi xoay tròn như thuộc hạ của mình. Vậy, Phượng Nghi cầm chủ cô tự đi nhé, lần sau có duyên gặp lại. Tống Thư Hàng nói, có duyên gặp lại. Phượng Nghi cầm chủ trả lời. Ngoài ra, Vừa rồi cô để ý tới âm tiết nhìn trời quái dị kia của Tống thư Hàn, nếu như cô nhớ không lầm, dường như đó là từ cửa miệng yêu thích của con rùa sủng vật nhà Bắc Phương Đại Đế, nhưng cô cũng không truy đến cùng thân phận của vị đạo hữu đeo mặt nạ này. Đối phương đã đeo mặt nạ, vậy có nghĩa là hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, cô cần gì phải tự chuốc lấy nhục, truy cứu thân phận của hắn, ta liên hệ với bản thể của ta, sau đó ta tự mở cánh cửa không gian rời đi. Ngày sau gặp lại móng vuốt phượng nghi cầm chủ bắt đầu liên hệ với bản thể của mình, một hơi thở, ba hơi thở, năm hơi thở, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy móng vuốt phượng nghi cầm chủ cố chặt lấy cánh tay hắn, tâm tình kích động, làm sao vậy? Tống Thư Hàng sửng sốt hỏi, bản thể của ta, chết rồi. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ ngẩn ra hồi lâu mới nói, Tống Thư Hàng, hỏi chấm, chết rồi, hoàn toàn không cảm ứng được, đã xảy ra chuyện gì, tâm tình móng vuốt phượng nghi cầm chủ như hỏng mất, đạo hữu, không phải ngươi đã giao hẹn với bản thể của ta là sẽ dẫn ta ra ngoài ư? Vậy bản thể của ta đâu? Bản thể giao hẹn với ngươi của ta đâu? Bình tĩnh, Phượng Nghi tiên tử cô bình tĩnh trước đã. Cô cẩn thận cảm ứng xem rốt cuộc bản thể của cô là chết đến không thể chết nữa, hay là đang trong giai đoạn hồi sinh sau khi chết? Hoặc là giả chết lánh đời? Tống Thư Hàng an ủi, đối với đề tài chết này, hắn xem như kẻ bán chuyên nghiệp, ta không biết. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ nói, đừng hoảng, đừng vội. Tống Thư Hàng giải thích, nếu móng vuốt của cô còn nhảy nhót tung tăng được, vậy ít nhất cũng đại biểu cho việc bản thể của cô không phải thần hình câu diệt, còn có cơ hội. Cô nên bình tĩnh lại đã, ta phải bình tĩnh lại đã. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ vẫn cố chặt lấy cánh tay Tống Thư Hàng, cố gắng bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng, nói một hồi, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ cố chặt như thế là không định xuống xe ư, quên đi, tạm thời để cô tỉnh táo lại trước đã, trạm tiếp theo thế giới cửu u xin hành khách sắp xuống xe chuẩn bị sẵn sàng tống thư hàng nói tiễn vật tiễn đến tây thiên hắn muốn đưa tà ma sương mù đến thế giới cửu u tống thư hàng vẫn luôn là một người giàu lòng nhân ái bản tính giúp người làm niềm vui đương nhiên chủ yếu là hiện tại hắn không muốn để hạch tâm tà ma sương mù chảy mất sau đó đi tìm đại lão quả cầu béo phân thân ác nhỏ của đại lão quả cầu béo hiện tại chính là tống cầu béo nếu như sau khi hạch tâm tà ma sương mù chạy đi tìm tống cầu béo cả hai tiếp xúc thì có trời mới biết sẽ xảy ra phản ứng gì. Lỡ như tống cầu béo lại biến về thành đại lão quả cầu béo không đáng yêu kia, lại muốn đuổi giết hắn khắp thế giới, vậy tống cẩu đảng hắn phải đau trứng lắm đây. Cho nên, tống thư hàng định bắt thân thể của tà ma sương mù tới tay trước, đây là đạo cụ nhiệm vụ bạch tiền bối muốn. Sau đó, lại đưa hạch tâm của nó vào thế giới cửu U. Một khi hạch tâm của nó tiến vào thế giới cửu U, vậy mọi chuyện dễ nói rồi. Đạo hữu muốn trực tiếp đưa ta đến thế giới cửu U ư sau khi tà ma sương mù nghe được lời nói của tống thư hàn trong lòng nó không khỏi sinh ra chút cảm động sở dĩ trước đây nó có thể dạo chơi ở hiện thế là nhờ sự trợ giúp từ quả thận hoại tử của người nào đó nhưng từ sau khi quả thận hoại tử bị cầu di vật thiên đạo cướp đi nó nán lại hiện thế lâu thì sẽ tiêu tán cho nên nếu như vị đạo hữu đeo mặt nạ này trực tiếp ném nó vào hiện thế nó phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm lối đi thông đến cửu u mà bây giờ đối phương trực tiếp muốn đưa nó đến thế giới cửu u chẳng khác gì giúp nó một đại ân. Tà ma sương mù cảm thấy ấm áp trong lòng, vì thế nó chủ động rút bỏ thân thể sương mù của mình giao cho Tống Thư Hàng. Thân thể ẩn giấu một luồng tin tức bất hủ rơi ra khỏi tụ lý càng khôn, được Tống Thư Hàng thu lấy. Đạo hữu, thân thể ta đã thoát ly, đồng thời ta đã cắt đứt liên hệ với thân thể này. Ngươi có thể yên tâm nghiên cứu bí ẩn của thân thể này, ta dám cam đoan ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Tà ma sương mù nói, tóm lại, cảm ơn đạo hữu chỉ cần là tu luyện giả chư thiên vạn giới thì không ai không có hứng thú với bất hủ, đừng khách khí, nên vậy mà. Tống Thư Hàng miễn cười nói, sau đó hắn duỗi tay gõ nhẹ một cái trong hư không, tựa như đang gõ cửa, một cánh cửa nối với thế giới cửu U được mở ra. Hiện tại bá Tống vẫn sở hữu quyền hạn chúa tể cửu U, về thế giới cửu U tựa như về nhà mình vậy, sau khi lối đi thông đến cửu U mở ra, tiên thuyền mai rùa lẫn vào trong đó, đã đến trạm cuối thế giới cửu U, hành khách xuống xe xin chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở, hạch tâm tà ma sương mù vô cùng kích động, không kịp chờ đợi muốn tiến vào cửu U, đi tìm quả cầu chúa tể cửu U. Cửa tiên thuyền mai rùa mở ra lần nữa, Tống Thư Hàng vung tay áo lên, ném hạch tâm tà ma sương mù ra, hẹn gặp lại. Tống Thư Hàng chân thành nói, hạch tâm tà ma sương mù trẻ tuổi, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Tống Thư Hàng lúc này cảm thấy mình càng ngày càng phù hợp với tính cách của nhân vật chúa tể cửu U, hẹn gặp lại. Hạch tâm tà ma sương mù nói, đây là lần đầu tiên nó có cảm giác thân thiết đối với một tu sĩ nhân loại, cứ cảm thấy dường như đối phương là một tồn tại bên cạnh cửu U, tất cả tà ma cửu U sẽ không tự chủ được muốn gần gũi đối phương. Sau khi tạm biệt, Tống Thư Hàng đóng tiên thuyền mai rùa lại, điều khiển nó quay đầu lần nữa, tiến về phòng tối thiên đạo kế tiếp trực giác nói cho hắn biết dưới sự chỉ dẫn từ vận may của bạch tiền bối phòng tối thiên đạo kế tiếp chính là thời điểm hắn thu hoạch thế giới cửu u sau khi đưa mắt nhìn tiên thuyền mai rùa rời đi hạch tâm tà ma sương mù bắt đầu xoay chầm chậm tựa như một chiếc đĩa bay nhỏ năng lượng không nhiều lắm cũng may nơi này là thế giới cửu u ta có thể tiếp tế được chút tài năng kế đến liên hệ chủ nhân ta trước đi hạch tâm tà ma sương mù thầm nghĩ ngay sau đó nó bắt đầu dựa theo tần suất nhất định khả ra bước sóng ngắn liên hệ với chúa tể quả cầu béo nhưng liên hệ hồi lâu nó lại không nhận được tẹo phản hồi nào cả xảy ra chuyện gì tà ma sương mù nhíu mày vì sao hoàn toàn không cách nào liên hệ được với chúa tể nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tà ma sương mù không khỏi bắt đầu có chút hoảng hốt đặc biệt là khi nó nghĩ tới lần trước cầu di vật thiên đạo cưỡng ép xâm nhập nhà tù thiên đạo cướp đi quả thận hoại tử trong cơ thể nó sau đó lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của phượng nghi cầm chủ bản thể của ta chết rồi không phải chúa tể quả cầu nhà ta cũng đi đời rồi đó chứ trong lòng tà ma sương mù đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành bình tĩnh bình tĩnh lại trước đã phù văn liên hệ với chủ nhân trong hạch tâm của ta vẫn chưa vỡ vậy hẳn là chủ nhân ta vẫn còn sống rất có thể nó đã tiến vào trạng thái ngủ say trong thời gian ngắn không cách nào kết nối tín hiệu với ta được tà ma sương mù tỉnh táo phân tích như vậy cứ trực tiếp tới cửa tìm chủ nhân đi. Nó nghĩ như vậy, sau đó thử đi về phía một cứ điểm ẩn giấu của chúa tể quả cầu béo trong trí nhớ, chậm rãi tiến tới, bay lại bay, bay được chừng không đến một ngàn mét, đột nhiên nó cảm ứng được khí tức chúa tể cửu u quen thuộc. Hơn nữa, khí tức chúa tể cửu u này đang thả ra ý niệm hấp dẫn về phía nó, chủ động triệu hoán nó qua đó, chúa tể cửu u chủ động triệu hoán nó, không sai được, chủ nhân, chủ nhân của ta ở ngay phụ cận. Trong lòng tà ma sương mù khẽ động, nó nhanh chóng đến gần vị trí khí tức chúa tể cửu u sau mấy hơi thở nó đi tới biên giới của một thế giới ma hải mà bên trong thế giới này vị chúa tể cửu u triệu hoán nó kia đang đứng yên trong hư không chủ nhân không đúng hạch tâm tà ma sương mù vừa định tới gần nhưng đột nhiên dừng lại đây không phải chúa tể quả cầu nhà nó là ngươi đang triệu hoán ta ư ngươi là ai hạch tâm tà ma sương mù bất an nói trong hư không bóng dáng cao lớn đầu trọc kia đưa lưng về phía nó toàn thân trên dưới phóng thích ra khí tức chúa tể cửu u từ trên xương sọ trọc lóc này dường như tà ma sương mù lờ mờ đọc được một chút tin tức người triệu hoán ngươi là ta bóng dáng đầu trọc khoan thai xoay người lại một khuôn mặt khiến tà ma sương mù đánh chết cũng không tin được lộ ra mặt của bá tống chư thiên vạn giới duy chỉ có gương mặt này tà ma sương mù tuyệt đối sẽ không nhận nhầm dù sao chúa tể quả cầu chế tạo ra nó chính là vì để thu thập tin tức của bá tống cũng âm thầm nhắm vào bá tống bá tống là mục tiêu của nó không có khả năng tà ma sương mù hét to bá tống làm sao có thể trở thành chúa tể cửu u chẳng lẽ bá tống đã chứng đạo bất hủ lẽ nào tốc độ thời gian trôi qua trong nhà tù thiên đạo khác với hiện thế bọn ta ở trong nhà tù thiên đạo mấy tháng trời thế giới bên ngoài đã trôi qua mấy nghìn năm cho nên bá tống đã chứng đạo trong mấy nghìn năm này không đúng tin tức phản hồi từ thế giới cửu u thời gian không có chênh lệch lớn như vậy rốt cuộc ngươi là ai? Tà ma sương mù kêu lên, tại sao phải ngụy trang thành diện mạo của bá tống, y am chúa tể bá tống nạ. Mặt tống pho đầu trọc hàm ý cười từ bi, duỗi tay vẫy một cái với hạch tâm tà ma sương mù, bên trong cửu u, hắn là chủ, hạch tâm tà ma sương mù không cách nào kháng cự, thân bất do kỹ rơi vào trong tay tống pho, dưới tác dụng quyền hạn chúa tể cửu u, tin tức bên trong hạch tâm tà ma sương mù không còn chút bí mật nào, bị tống thư hàng cưỡng chế đọc được dục thân tà ma sương mù ẩn giấu một sợi tin tức bất hủ mà đại lão quả cầu béo nghiên cứu ra được, mà trong hạch tâm này của nó ẩn chứa càng nhiều số liệu hơn. Trong đó, có nghiên cứu đại lão quả cầu béo lợi dụng lực lượng ngụy bất hủ, đưa lực lượng của mình vào hiện thế lại không dẫn tới thiên phạt. Có nghiên cứu lợi dụng lực lượng bất hủ tránh khỏi thiên kiếp thậm chí ảnh hưởng ngược lại thiên kiếp hiện thế. ể Lúc nhìn đến đây, trong lòng Tống Thư Hàng khẽ động, nghiên cứu lợi dụng ngụy bất hủ ảnh hưởng đến thiên kiếp, chính là thứ hắn cần giấy chứng nhận học tập thiên lôi cộng nghiên cứu đại lão quả cầu béo, đối với việc mình độ thiên nhật chi kiếp, Tống Thư Hàng càng thêm tràn đầy lòng tin. Lực lượng quy tắc của giấy chứng nhận học tập thiên lôi có thể một mạch liên tục làm suy yếu gần bốn thành thí tiên lôi, nhưng mà trong lòng Tống Thư Hàng đoán chừng đến lúc đối mặt với thiên kiếp, hiệu quả của giấy chứng nhận học tập thiên lôi có thể sẽ giảm đi một ít. Dù sao thiên kiếp không giống với đại gia nam tính ngầu loài bình thường, trừ việc lấy lôi kiếp làm chủ ra, thiên kiếp còn có đủ loại thủ đoạn đại kiếp thuộc tính khác, chẳng hạn như tâm ma kiếp vân vân. Mà nghiên cứu của đại lão quả cầu béo nhằm vào thiên phạt, thiên kiếp, nếu như vận dụng thỏa đáng, lúc đối mặt với thiên kiếp chí ít có thể liên tục làm suy yếu một hai tầng thời gian của thiên kiếp. Tống thư hàng kết hợp giấy chứng nhận học tập thiên lôi và thành quả nghiên cứu của đại lão quả cầu béo cộng lý giải về thiên kiếp của chính hắn, trong đầu bắt đầu suy tính diễn hóa. Ở phương diện độ kiếp, Tống thư hàng đã được xem như nửa chuyên gia, chút suy diễn này cũng không khó khăn đối với hắn, huống hồ, bây giờ hắn dùng tống pho để tiến hành suy diễn, có thêm năng lực của quyền hạn chúa tể cửu U, nếu kết hợp hai phương án lại, chí ít có thể liên tục làm suy yếu năm thành của thiên kiếp. Nếu như vận dụng tốt, làm suy yếu sáu thành cũng không phải là nằm mơ, Tống Thư Hàng mở mắt ra nói, nói cách khác, ít nhất hắn có thể áp suất kiếp tiên nghìn ngày kiếp đến kiếp tiên 500 ngày kiếp, trong 500 ngày này, nói không chừng còn có thể trừ đi thời gian hơn 60 ngày thiên nhật chi kiếp mà phân thân của hắn đã độ. Có lẽ thiên kiếp kiếp tiên gần 3 năm có thể nén thành một năm linh hai tháng chi kiếp. Một năm sau, ta có thể chứng đạo kiếp tiên, mặc dù cảm thấy thời gian vẫn có hơi lâu, nhưng thời gian này cũng có thể chấp nhận được. Tống Thư Hàng nói, trước mắt, hắn hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ độ kiếp thất bại. Dù sao chỉ dựa vào uy lực của thiên kiếp cửu phẩm, hiện tại hắn hoàn toàn có thể nằm mà vượt qua cho dù là thiên kiếp cửu phẩm với uy lực mạnh nhất e rằng cũng rất khó đánh xuyên qua phòng ngự mạnh mẽ bây giờ của hắn chờ hắn trùng thêm pháp khí tổ hợp tam thập tam thú đã được thăng cấp xong vậy đừng nói là thiên kiếp cửu phẩm dù ba ba của thiên kiếp cửu phẩm đến cũng không chấn động được hắn nếu là như vậy sao có cảm giác độ thiên kiếp không còn chút thú vị vậy nhỉ tống thư Hàng thầm nghĩ không đủ kích thích không có tính khiêu chiến đợi đã tâm tính lại bành trướng rồi tống phò nói sau đó hắn duỗi tay đâm ra một lỗ trong suốt trên ngực mình, lộ ra trái tim lưu ly đen kịt, hài lòng gật đầu, đẩy chút khí ra ngoài nào, còn bành trướng nữa sẽ phát nổ mất, hạch tâm tà ma sương mù, lúc này, hạch tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng, từ sau khi bá tống cưỡng chế đọc tin tức bên trong nó, nó cảm thấy trong ngoài mình đều bị vấy bẩn, sau khi chờ bá tống đọc xong tư liệu, hạch tâm tà ma sương mù hỏi, bá tống, chủ nhân ta đâu, thiên đạo sụp đổ rồi. Tống Thư Hàng trả lời, thiên đạo sụp rồi, vậy nếu như chúa tể cửu u không có chuẩn bị trước cũng sẽ chôn theo làm sao có thể chủ nhân ta từng phỏng đoán thiên đạo ít nhất còn có thể chống đỡ vài thập niên nữa hạch tâm tà ma sương mù nói ngươi làm gì thiên đạo rồi tống thư hàn hắn chỉ tay vào bản thân nói một tu sĩ bác phẩm nho nhỏ như ta ngươi cảm thấy ta có thể làm gì thiên đạo ta có thể ăn trộm gạo nhà thiên đạo à hay có thể làm hao phí vải vóc nhà thiên đạo dựa vào cái gì mà mở miệng là muốn ta chịu trách nhiệm chuyện thiên đạo sụp đổ vấy bẩn trong sạch của ta hạch tâm tà ma sương mù nghe vậy thì bình tĩnh lại cũng đúng chỉ là bá tống làm sao có thể động tay động chân đối với thiên đạo nếu thiên đạo có thể bị người ta động tay động chân đó còn là thiên đạo ư chỉ là nó nhìn thấy bá tống đột nhiên trở thành chúa tể cửu u cho nên vừa rồi mới vô thức hỏi ra vấn đề hoang đường này lúc thiên đạo sụp đổ ta đang độ huyền thánh kiếp thứ năm lúc độ kiếp đến giai đoạn cuối cùng, không biết xảy ra chuyện gì, thiên đạo đã sụp đổ rồi, ta không làm gì cả. Tống Thư Hàng nói lại nói, đột nhiên có hơi chột dạ, nhưng may mà toàn bộ quá trình Tống Pho có thể duy trì vẻ mặt cá chết, chủ nhân ta, thật sự chết hoàn toàn rồi ư. Cuối cùng hạch tâm tà ma sương mù bi ai hỏi, Tống Thư Hàng vỗ nhẹ lên viên hạch tâm đang buồn đau này, nói, nén bi thương, hạch tâm tà ma hơi chấn động một chút rồi rơi vào tĩnh lặng chết chóc, dường như nó tắt máy rồi. Tống pho duỗi tay chuyển dời nó vào tỏa tiên ngục trong thế giới hạch tâm, để tiểu trợ lý hạch tâm trong chừng nó, nói không chừng tương lai còn có thể phát huy được tác dụng, một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tống pho ngẩng đầu nhìn hư không, dù sao bây giờ là thời kỳ đặc thù, là giai đoạn thay đổi thiên đạo, tống thư hàng không có hứng thú tranh đoạt thiên đạo, nhưng thời kỳ này vô cùng đặc thù, nếu như muốn nhân cơ hội làm một vài thao tác hay ho, vậy đây là thời kỳ thích hợp nhất, một khi bỏ lỡ, có trời mới biết có thể đợi đến kỳ thay đổi thiên đạo kế tiếp hay không đáng tiếc thiên nhật chi kiếp không thể kéo vào thế giới cửu u để độ một thân quyền hạng chúa tể cửu u này của hắn cũng không phát huy được tác dụng không biết còn có thủ đoạn khác có thể áp suất thời gian thiên nhật chi kiếp lại một chút hay không cho dù là áp suất tổng uy lực của thiên kiếp nghìn ngày lại cũng tốt hắn bằng lòng độ thiên kiếp có uy lực mạnh hơn thời gian ngắn hơn phía bên kia trong hiện thế và phòng tối thiên đạo Tống Thư Hàng điều khiển tiên thuyền mai rùa, móng vuốt phượng nghi cầm chủ lẳng lặng đứng trên cánh tay, dưới khống chế của cánh tay bạch tiền bối, tiên thuyền vững vàng tiến về phía phòng tối thiên đạo kế tiếp, lúc này, đột nhiên thân thể Tống Thư Hàng rung nhẹ nhẹ một cái. Đây là do tin tức Tống pho truyền tới đã đồng bộ xong với hắn, thú vị, một mạch áp suất thiên nhật chi kiếp đến hơn một năm. Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói, móng vuốt phượng nghi cầm chủ, chấm hỏi, có điều, nếu như có thể áp suất một năm này thêm một chút thì càng tốt hơn tống thư hàn lại nói đang lúc nói chuyện tiên thuyền mai rùa nhanh chóng tăng tốc xông vào phòng tối thiên đạo mới ngươi còn muốn đón người à móng vuốt vượng nghi cầm chủ hỏi không phải công tác của vị đạo hữu đeo mặt nạ này chính là đến phòng tối thiên đạo vớt người đó chứ người mà ta muốn đón đã đón xong cả rồi hiện tại đang là thời gian ta và một vị tiền bối đánh cược ta cần tìm một món bảo vật trong các không gian nhà tù thiên đạo Tống Thư Hàn trả lời, đang lúc nói chuyện, đột nhiên có một đoạn ký ức thức tỉnh ở nơi sâu trong đầu hắn, đó là chuyện xảy ra ở thế giới của Bạch Chưa Biết số 1 đến 33, ở chỗ sâu nhất trong thế giới kia có một cổ thần bị phong ấn, Bạch Chưa Biết số 1 đến 33 phụ trách phong ấn tên cổ thần đủ để hủy diệt thế giới kia, cổ thần trong phong ấn có dáng vẻ của một quả trứng lớn hóa thạch, lúc Tống Thư Hàn tiếp xúc với nó, nó đang trong trạng thái cuồng bạo, gần thức tỉnh, vì đề phòng ngộ nhỡ ngay lúc đó Tống Thư Hàng đã nhanh trí đưa quả trứng lớn hóa thạch này vào phòng tối thiên đạo để nó yên tĩnh lại, nhìn trời. Tống Thư Hàng xoa huyệt Thái Dương, ký ức liên quan tới trứng lớn hóa thạch đột nhiên khôi phục, vậy có nghĩa là hắn đã tiến vào trong phòng tối thiên đạo giam giữ trứng lớn hóa thạch này, tên này không dễ chọc đâu. Ầm, uhm, suy nghĩ của Tống Thư Hàn vừa lóe lên, nơi xa đã có một xúc tu mang theo lực lượng hủy diệt đánh về phía tiên thuyền mai rùa, không cần đoán Tống Thư Hàng lập tức biết cổ thần trong trứng lớn hóa thạch kia đã nhận ra hắn đến, cũng sử dụng phương thức hoan nghênh nhiệt liệt nhất, bày tỏ nhiệt tình của mình với hắn, nhiệt tình quá rồi, người bình thường ăn không tiêu, nếu như có thể, Tống Thư Hàng hy vọng nhiệt tình của cổ thần bị phong ấn có thể nguội đi một tẹo, lạnh nhạt với hắn một tẹo, lúc này, Phượng Nghi cầm chủ đứng trên cánh tay Tống Thư Hàng sửng sốt, cô và đạo hữu đeo mặt nạ vừa tiến vào không gian nhà tù thiên đạo này, lại đột nhiên bị tấn công kẻ bị giam trong nhà tù thiên đạo này mất trí rồi ư, cô và đạo hữu đeo mặt nạ thông qua tiên thuyền tiến vào nhà tù thiên đạo. Dưới tình huống bình thường, không phải hẳn nên tiến tới đây, mọi người trò chuyện một chút, sau đó thử hỏi xem có thể thông qua phương thức trả thù lao, chở khách một đoạn, rời khỏi nhà tù thiên đạo chết tiệt này ư, trực tiếp mở đại chiêu công kích ngay từ đầu, đây là mất trí rồi ư, đối mặt với loại người mất trí này, căn bản không có gì để nói cả. Cúp. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ nói, móng vuốt nhỏ của cô thò ra huyển hóa một móng vuốt tất phương khổng lồ trong hư không nên đón xúc tu kia tất phương là loài chim chỉ có một chân trong thần thoại trung quốc vừa nhận được tin tức đau đớn rằng bản thể đã chết đúng lúc tâm tình móng vuốt phượng nghi cầm chủ không tốt lúc này xúc tu kia đột nhiên đánh tới cửa vừa hay trở thành đối tượng phát tiết tâm tình của cô móng vuốt khổng lồ túng lấy xúc tu hung ác nắm chặt lại phát tắc thái dương chân hỏa quấn quanh đầu móng vuốt của phượng nghi cầm chủ lập tức nắm chặt làm nổ xúc tu kia chân hỏa bất diệt càng thuận đường đi qua, dọc theo phần gốc xúc tu một đường thiêu đốt tới bản thể của xúc tu kia. Tống thư hàng nhân cơ hội vỗ nhẹ lên tiên thuyền mai rùa, cất nó đi, tránh cho tiên thuyền bị hủy trong chiến đấu kế tiếp. Hắn cũng không có tiền đền cho thiếu niên tiền bối ba mắt một chiếc tiên thuyền đâu. Tối đa, hắn có thể dùng tóc của vân tước tử tiền bối lừa gạt một tiểu tỷ tỷ rùa tai ương khổng lồ tới, đền bù tổn thất cho thiếu niên tiền bối ba mắt thôi. ầm, ừ, nơi xa truyền tới một tràng tiếng nổ là chủ nhân xúc tu kia chủ động cắt bỏ xúc tu cũng dẫn nổ nó vừa đối mặt cổ thần bị phong ấn đã chịu thiệt trước móng vuốt phượng nghi cầm chủ năng lượng nổ tung tản ra tống thư hàng và móng vuốt phượng nghi cầm chủ bình tĩnh nhìn về phía đối diện nơi đó có một quả trứng hóa thạch khổng lồ đang lơ lửng trên vỏ trứng có từng lỗ thủng xúc tu chính là chui ra từ trong những lỗ thủng này trông có vẻ rất ngán không thể nào ăn ngon được vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ư Tống Thư Hàng có chút tò mò nhìn cổ thần trong trứng hóa thạch, thầm nghĩ. Lúc trước trong thế giới nhân tạo của Bạch chưa biết một đến 33, cổ thần này đã có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức muốn phá vỏ ra ngoài. Hiện tại đã qua lâu như vậy, ấy thế mà cổ thần vẫn chưa hoàn toàn phá vỏ, thậm chí nhìn từ khí tức, dường như nó trở nên càng suy yếu hơn, hoàn toàn không có uy phong như lúc ở thế giới nhân tạo. Chẳng lẽ là bởi vì áp chế của phòng tối thiên đạo, ở đây năng lượng của nó không được bổ sung, cho nên mới càng suy yếu hơn kẻ này rất mạnh dù cho suy yếu nhưng vẫn rất khó đối phó như cũ lúc này móng vuốt phượng nghi cầm chủ trầm giọng nói cho dù đối phương ở trạng thái suy yếu cô cũng không nắm chắc tất thắng hơn nữa cô cảm ứng được khí tức thái cổ từ trên người kẻ đối diện này đây là một con quái vật sống từ thời đại thái cổ đến nay rất có thể đã bị nhốt trong nhà tù thiên đạo từ thời thái cổ vẫn luôn sống tới bây giờ nên mới có thể trở nên suy yếu như vậy đúng là rất mạnh Tống Thư Hàng gật đầu nói, cổ thần thời kỳ toàn thịnh, e rằng cấp bậc không kém hà chỉ ma đế, thứ ngươi muốn tìm là gì? Tìm được chưa? Nếu như đã tìm được, không bằng chúng ta lấy bảo vật rồi lập tức rút lui. Phượng Nghi cầm chủ nói, còn chưa có manh mối. Tống Thư Hàng lắc đầu, mắt thần thứ ba của hắn đang cố gắng quét hình toàn bộ phòng tối thiên đạo, tạm thời còn chưa có thu hoạch, đồng thời hắn cũng phát hiện một kẻ hở trong đánh cực giữa mình và tiền bối ba mắt ký ức tu sĩ bị phòng tối thiên đạo che đậy mất lúc tiến vào cùng một phòng tối thiên đạo với vật thể trong ký ức thì tu sĩ sẽ được cởi ra ký ức tương quan tựa như vừa rồi hắn nhớ lại chuyện trứng hóa thạch cổ thần vậy nói cách khác đều là tìm kiếm bảo vật thiếu niên tiền bối ba mắt chỉ cần tiến vào phòng tối thiên đạo là lập tức có thể thông qua việc ký ức có khôi phục hay không tức thì đoán được bảo vật có ở trong phòng tối này hay không nếu như không có hắn có thể trực tiếp quay đầu đi tới một phòng tối thiên đạo khác tại phương diện này hắn chiếm được ưu thế cực lớn, không hổ là chúa tể cửu U, công bằng ngoài mặt, nếu như thua ván này, ta cũng phải tìm một phương án đánh cực tương tự, hố lại thiếu niên tiền bối ba mắt mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, vậy muốn đánh nó không? Móng Phúc Phượng Nghi cầm chủ phân tích, nếu như muốn đánh, chúng ta có thể thử tìm nhược điểm của nó trước, cũng thừa dịp nó suy yếu, dùng phương thức hữu hiệu nhất loại bỏ sức chiến đấu của nó, nhược điểm. Tống Thư Hàng xoa chiếc cầm đẹp đẽ, rơi vào trầm tư, ngươi lên trước, chiến đấu với nó vài trăm hiệp. Ta ở bên cạnh lượt trận, tìm kiếm nhược điểm của nó. Phượng Nghi cầm chủ nói, ta cũng muốn ra tay lắm, nhưng ta sợ vừa ra tay là lộ tẩy ngay, đến lúc đó chính là tống mổ ta một vơ sớt hai, bị hai nhà các ngươi ghi xuống đất ma sát. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, dù sao hắn tới tới lui lui cũng chỉ có mấy chiêu, độ phân biệt quá cao, có điều, nói tới nhược điểm, ngược lại hắn có một chút manh mối, manh mối bất hữu hắn và vũ nhu tử da đen đã từng đoán rằng một mặt thiện trên người cổ thần đã bị tách ra biến thành bất diệt chi chủ lông dê số 2 sau này bất diệt chi chủ đã luôn trong trạng thái ngủ say vào thời đại thái cổ nó đã từng vượt cấp cưỡng ép tiếp xúc với tin tức bản nguyên của bất hủ cuối cùng dưới tác dụng lực lượng của bất hủ rơi vào giấc ngủ say dài đằng đẵng nếu không phải về sau tống thư hàng nhổ lông dê của nó quá mức nói không chừng đến bây giờ nó vẫn còn ngủ cho nên có lẽ manh mối bất hủ cũng sẽ có lực hấp dẫn cực lớn đối với cổ thần. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lặng lẽ lấy thân thể tà ma sương mù trước đó có được ra, đạo cụ bạch tiền bối lấy từ phòng tối thiên đạo trước đó, đoán chừng hiện tại sẽ phát huy được tác dụng, nhưng vấn đề bây giờ là đạo cụ này phải sử dụng sao đây, ném nó ra ư, không ổn, nếu ném ra thì chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về ư, đối diện, lúc Tống Thư Hàng lấy đạo cụ ẩn chứa một luồng tin tức ngụy bất hủ kia ra, cổ thần bên trong trứng hóa thạch đột nhiên kích động, gần trăm xúc tu trên vỏ trứng của nó vèo một tiếng, xuyên qua không gian, đánh úp về phía tống thư hàng, không xong, số lượng quá nhiều. Hiện tại ta chỉ là một móng vuốt, không ứng phó nổi. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ nói, ánh mắt tỏa tiên. Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh, kích hoạt mắt thần thứ ba, một luồng pháp thuật phong tỏa không gian do chính tay chúa tể cửu U Lưu lại càng quét ra, rơi vào trên tất cả xúc tu và bản thể của cổ thần không gian đông lại cả không gian như bị hóa đá phàm là vật thể trong phạm vi ánh mắt tỏa tiên thì đều bị kẹt trong không gian hóa đá này không cách nào nhúc nhích phượng nghi cầm chủ pháp thuật không gian này bá đạo biết bao khiến cô hâm mộ nếu như thủ đoạn phong tỏa không gian lúc đó của cô cũng có thể dũng mãnh như thế thì sẽ không để bá tống cấn tay khi ấy xông vào trong không gian hồi sinh thánh nhân xáo trộn kế hoạch hồi sinh thiên đế của cô ánh mắt hòa tan bên cạnh sau khi cố định cổ thần Tống Thư Hàng không chút do dự kích hoạt đồng thuật thứ hai, số liệu của hai pháp thuật này đang được phân tích. Sau khi phân tích xong, hắn có thể thi pháp dựa vào lực lượng của mình, không cầu giải quyết triệt để cổ thần trong trứng hóa thạch, nhưng ít ra cũng khiến nó mất đi sức chiến đấu, để nó không có cơ hội làm cấn tay, phàm là thứ tương đối cấn tay thì tuyệt đối không cho nó cơ hội nhảy nhót. Kinh nghiệm này là do Tống Thư Hàng rút được từ trên người bản thân, tự kiểm điểm là một tấm gương, nó có thể soi ra rõ ràng sai lầm của chúng ta, khiến chúng ta có cơ hội sửa sai mà tống thư Hàng thông qua tự kiểm điểm đạt được kinh nghiệm chiến đấu quý giá hai phát kỹ năng đồng thuật liên tục hơn nữa đều là kỹ năng mà chúa tể cửu u tiền bối ba mắt lưu lại trong mắt thần thứ ba của tống thư hàn việc này chẳng khác nào chúa tể cửu u online phát chiêu cách không uy lực gần như chỉ yếu hơn một chút so với thiếu niên tiền bối ba mắt tận mắt phóng ra đồng thuật dù là đại lão trường sinh giả nếu chính diện gặp phải hai chiêu của chúa tể cửu u thì thân thể cũng sẽ như bị móc sạch huống chi cổ thần trứng hóa thạch trước mắt đang trong trạng thái suy yếu cực độ, nháy mắt khi uy lực của ánh mắt hòa tan quét qua vị trí của cổ thần, tất cả xúc tu duỗi ra khỏi vỏ trứng đều bị hòa tan thành tro bụi, ngay sau đó, bản thể vỏ trứng của cổ thần cũng bị hòa tan thành nước, nhìn thấy uy lực đồng thuật trước mắt, trị số tâm tình vui vẻ của Tống Thư Hàng cộng một, dù sao qua không lâu nữa, hắn cũng có thể nắm giữ ánh mắt hòa tan này. Chờ sau khi nữ sĩ lưới rồng phân tích được số liệu của hai chiêu đồng thuộc này, đồng thuật của hắn bèn có thể hóa thành chiêu liên hoàng. Trước tiên tới một chiêu ánh mắt tỏa tiên đông cứng không gian, cố định kẻ địch, theo sát ngay sau đó là cường giả giám định thuật của thánh nhân do gia, lại thêm một chiêu ánh nhìn phôi thai, cuối cùng dùng ánh mắt hòa tan làm phần kết. Bốn chiêu đồng thuật liên hoàng, quả thực hoàng mỹ, giết được rồi ư. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ vẫn còn sợ hãi trong lòng, vô luận là ánh mắt tỏa tiên hay là ánh mắt hòa tan, uy lực đều vượt quá lẽ thường, khiến cô có loại ảo giác như thiên đế tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ thực lực chân chính của vị đạo hữu đeo mặt nạ này đã đạt đến cấp độ của thiên đế, vẫn chưa, nó không dễ bị diệt vậy đâu. Tống Thư Hàng trả lời, hắn không xác định được sinh mệnh lực của cổ thần này ngoan cường bao nhiêu, nhưng Tống Thư Hàng biết, muốn giết cổ thần tuyệt đối không dễ dàng như vậy, nếu không, bên trong tiểu thế giới người khổng lồ nhân tạo kia cũng sẽ không có bạch chưa biết số 1 đến 33 phụ trách phong ấn cổ thần này, cho nên, Tống Thư Hàng không hề ngừng tay, sau khi phóng ánh mắt hòa tan ra, bản thân hắn cũng không nhàn rỗi, trong tay bấm ra ấn ký pháp quyết bá thần trụ, hiệu quả của ánh mắt hòa tan còn đang tàn sát bừa bãi trên người cổ thần, chiêu tiếp theo của Tống Thư Hàng đã đánh tới, trường sinh trụ. Hà chỉ trụ, trong rất nhiều bá thần trụ mà Tống Thư Hàng nắm giữ thì đây là cây trụ công phạt mạnh nhất hôm qua, mạnh thứ hai hôm nay, hà chỉ trụ cao 50 mét ngưng tụ thành hình trong hư không, ma diễm ngập trời, bá khí lẫm liệt. Trên thân trụ có khắc bản đồ phức tạp, đây là ma quốc đồ của Hà Chỉ Ma Đế năm đó. Nơi cấm ma thần trụ đều là ma quốc Hà Chỉ, trên đỉnh trụ còn có một pho tượng đại ma giữ tận, đây là hình tượng chân thân của Hà Chỉ Ma Đế. Cây bá thần trụ này hiện thân tựa như Hà Chỉ Ma Đế đích thân tới, thân là tồn tại tranh đoạt vị trí thiên đạo với cha cẩu đảng vào thời đại thái cổ, Hà Chỉ Ma Đế là cây trụ chống trời của ma đạo đứng ở đỉnh phong trong chư thiên vạn giới. Trước trận chiến bất hủ cuối cùng ở thái cổ kia, cha cậu đảng là vương giả vô địch đông bộ chư thiên vạn giới, hà chỉ ma đế là ma đế cái thế của tây bộ chư thiên vạn giới, móng vuốt của phượng nghi cầm chủ không tự chủ được cố chặt cánh tay tống thư hàng, đi. Tay phải tống thư hàng ném mạnh một cái, nền hà chỉ trụ khổng lồ về phía cổ thần đang hòa tan, ầm hà chỉ trụ nghiền ép đến chỗ cổ thần, trên thân trụ, ma quốc độ kia được thực thể hóa, hóa thành một quốc độ vạn ma, ép về phía cổ thần, lúc này đây, hà chỉ trụ không chỉ là một cây trụ nữa, nó là ma quốc do nghìn nghìn vạn vạn cây trụ tạo thành, trong không gian bị hòa tan không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai. Đó là tiếng rống giận khi cổ thần bị ánh mắt hòa tan và hà chỉ thuật đồng thời làm bị thương rất nặng, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Móng vuốt vượng nghi cầm chủ trầm giọng nói, đại lão trong vỏ trứng hóa thạch này có sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ. Cô đặt bản thể của mình vào vị trí cổ thần, suy diễn một lần tình cảnh bản thể của mình chịu liên hoàn kích ánh mắt tỏa tiên cộng ánh mắt hòa tan cộng ma trụ quái dị. Kết quả suy diễn là, giữ nhiều lành ít, trừ khi ngay từ đầu có thể tránh thoát khỏi ánh mắt tỏa tiên, bằng không dưới tình huống không gian bị đông đặc không động đậy được, bất kể là ai đều sẽ trở thành bia ngắm chịu đòn, mà tồn tại trong vỏ hóa thạch trước mắt này đang trong trạng thái cực kỳ suy yếu, ấy thế mà còn có thể chịu được vết thương, không ngừng phát ra tiếng rống giận với tinh lực 10 phần. Nếu như đối phương trong trạng thái hoàn chỉnh, không bị suy yếu thì sẽ đáng sợ bao nhiêu, ra khỏi vỏ. Lúc này, Tống Thư Hàng lại quát khẽ một tiếng, trong hà chỉ trụ, lấy pho tượng hà chỉ ma để làm chui đao, một thanh ma thủ trả mã đao to lớn rút ra khỏi thân trụ, cây trụ chỉ là vỏ đao, công kích chân chính của hà chỉ trụ giấu trong một đao này, đao ra, toàn bộ ma ý ngập trời ngưng tụ trên lưỡi đao. Hà chỉ trụ đại biểu cho quốc độ vạn ma của hà chỉ ma đế, mà hà chỉ đao này lại đại biểu cho thủ đoạn công phạt của hà chỉ ma đế, lực lượng công kích ma thần trụ mạnh nhất được ngưng tụ trong một đao linh lực từ mỗi hạch tâm trong cơ thể tống thư hàng liên tục không ngừng bị rút ra hòa vào trong một đao kia đao hạ thế giới như bị một đao kia bổ ra trong không gian hòa tan tiếng trống giận và tiếng trơ thảm thiết của cổ thần chợt im bặt hà chỉ đao trở vào vỏ hà chỉ trụ dần tiêu tán không gian bị hòa tan cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục không gian mơ hồ khôi phục bình thường tại vị trí tồn tại lúc ban đầu của cổ thần hóa thạch chỉ lưu lại một bãi chất lỏng màu xanh biếc còn có một vài mảnh vỡ vỏ trứng Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ nhìn vị trí của thần trầm trầm cả kinh nói, như vậy mà còn chưa chết ư, trên bãi chất lỏng bị hòa tan kia vẫn tràn đầy sinh mệnh lực ngoan cường, nó còn đang nhúc nhích, ý đồ dung hợp lại lần nữa, không cách nào chém ngược đến căn nguyên của nó. Tống Thư Hàng nói, một nhát chém cuối cùng của Hà Chỉ Đao vừa rồi không chỉ có thể chém nhục thân mà còn âm thầm phối hợp với thủ pháp nguyên thần liệt giải chân kinh của Tống Thư Hàng, chém ngược nguyên thần, diệt tận căn nguyên nhưng một nhát chém cuối cùng nhắm vào nguyên thần lại thất bại rồi. Đây là cái gì, không xong. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ đột nhiên kêu lên, trong nháy mắt trên người cô cháy lên chân hòa hừng hực, bao lấy cô và tống thư hàng. Hỏa diễm hóa thành một tầng phòng ngự, thiêu đốt vật chất tới gần hỏa diễm gần như không còn. Mắt thần thứ ba của tống thư hàng tỉ mỉ quét qua, phát hiện trong hư không có rất nhiều tế bào nhỏ đến nỗi không cách nào nhìn thấy, ngay cả trong vết rách nhỏ bị xé ra lúc chiến đấu vừa rồi cũng đều ẩn nấp từng tế bào nhỏ đám tế bào này có được thủ đoạn ẩn nấp đặc thù, ngay cả thần thức của tu sĩ cũng không cách nào phát hiện ra được bọn chúng, thậm chí, nếu mắt thần thứ ba không chuyên chú quan sát thì sẽ xem nhẹ đám vật nhỏ này, dưới sự chuyên chú quan sát của mắt thần thứ ba, có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn đám tế bào này đã nảy mầm, sinh trưởng thành từng xúc tu tựa như từng cọng lông vậy, trong sởn cả gai ốc. Có thể lừa được mắt thần thứ ba của chúa tể cửu U, loại thủ đoạn này có lẽ có thể trở thành đạo cụ đánh cược với tiền bối ba mắt. Vào lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng đặc sắc, Phượng Nghi cầm chủ kịp thời thiêu đốt tầng phòng ngự chân hỏa, chặn đám tế bào nhỏ trong hư không đang tới gần Tống Thư Hàng. Nhưng trước khi cô phát hiện đám tế bào xúc tu nhỏ này, đã có không ít tế bào nhỏ rơi trên người cô và Tống Thư Hàng, trên móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ bỗng nhiên mọc ra một lớp lông, trên người Tống Thư Hàng cũng không ngoại lệ. Sau khi đám tế bào nhỏ này sinh trưởng xong thì tựa như vật ký sinh vậy, ý đồ cắm rễ trên người Tống Thư Hàng, đâm, đâm, đâm. Nhưng bất kể đám xúc tu do tế bào nhỏ biến thành này ra sức bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu, nhưng ngay cả gia tống thư hàng cũng không đâm xuyên được, đặc biệt là xúc tu trên mặt, càng đâm đến tuyệt vọng, coi chừng thân thể sương mù trong tay ngươi. Lúc này, móng vuốt vượng nghi cầm chủ lên tiếng nhắc nhở, đám lông ký sinh này vô cùng quái dị, bằng vào thể chất cấp trường sinh giả của cô cũng không ngăn được đám lông xúc tu này cắm rễ, nói cách khác, năng lực cắm rễ của đám lông xúc tu này là thủ đoạn công kích cấp pháp tắc vượt khỏi cấp bậc trường sinh giả bình thường. Tà pháp ký sinh cấp pháp tắc trường sinh giả hiển nhiên không chỉ ký sinh đơn giản như vậy. Sau khi đám lông xúc tu này cắm rễ trên móng vuốt của cô, cô lập tức cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình bị rút đi không ngừng. Thậm chí, khi cô định xoay chuyển hỏa diễm bảo vệ trên người, muốn đốt sạch đám lông xúc tu này, lại phát hiện ấy thế mà đám lông xúc tu này đã sinh ra kháng thể đối với hỏa diễm của cô. Sau khi lông xúc tu ký sinh trên người cô, hấp thu năng lượng của cô, đồng thời còn không ngừng tiến hóa, cũng nhanh chóng sinh ra năng lực miễn dịch với chân hỏa của cô. Bản lĩnh của Phượng Nghi cầm chủ đương nhiên không chỉ là chân hỏa hộ thể, cô còn rất nhiều bản lĩnh chưa thi triển, nhưng những bản lĩnh kia có lực sát thương cực lớn, lúc thi pháp, cô phải rời khỏi cánh tay của đạo hữu đeo mặt nạ, tránh cho ngộ thương đạo hữu. Vì thế, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ chủ động rời khỏi cánh tay Tống Thư Hàng, trước khi rời đi, cô lên tiếng nhắc nhở đạo hữu đeo mặt nạ ngay từ đầu cô đã chú ý tới mục tiêu chân chính khi đám lông xúc tu này công kích đạo hữu đeo mặt nạ chính là vì thân thể trong tay mà hắn lấy được từ chỗ tà ma sương mù nhưng mà phượng nghi cầm chủ vừa nhắc nhở xong lập tức nhìn thấy lông xúc tu trên người tống thư hàn đã chuyển sang cuốn lấy thân thể sương mù kia dễ dàng cướp nó đi khỏi tay tống thư hàn phượng nghi cầm chủ cô có chút nhìn không thấu vị đạo hữu đeo mặt nạ có thể đạt tới cấp độ của thiên đế này rõ ràng mạnh mẽ như vậy vì sao lại dễ dàng để kẻ khác cướp đi bảo vật trong tay, chẳng lẽ hắn cố ý, Tống Thư Hàng mỉm cười với móng phúc phượng nghi cầm chủ, đồng thời niệm lực của hắn khẽ động, bắt lấy đám lông xúc tu ký sinh đang muốn cắm rễ vào lớp da trên người hắn, lại dùng niệm lực xoắn một cái, xoắn đám lông tóc xúc tu ký sinh này thành một quả cầu đầy lông nho nhỏ, quả thật hắn cố ý để đám lông xúc tu này mang thân thể ngụy bất hủ sương mù đi. Hắn đã bỏ thêm nguyên liệu vào thân thể sương mù kia, Tống Thư Hàng là sinh viên, hơn nữa là sinh viên giỏi với tư tưởng, phẩm đức, sự học ưu tú, hắn tin chắc rằng tri thức chính là sức mạnh, quả đấm thép tri thức, có thể diệt địch trong vô hình, Phượng Nghi cầm chủ tiên tử đừng động đậy, ta giúp tiên tử giải quyết đám xúc tu nhỏ này trước đã. Tống Thư Hàng thông thả nói, hắn duỗi tay nắm nhẹ lấy móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ, niệm lực vạn năng do bạch tiền bối tu thân truyền kích phát, trực tiếp cuốn lấy toàn bộ đám lông xúc tu đang ký sinh trên người Phượng Nghi cầm chủ, sau đó hai tay hắn vặn xoắn, Chà đám lông tóc xúc tu này vào trong quả cầu đầy lông nho nhỏ trước đó, si, móng vuốt phượng nghi cầm chủ phát ra một tràng tiếng chim hót êm tai, là do đau, đám lông xúc tu này đã cắm rễ vào cơ thể cô. Lúc niệm lực tống thư hàng chuyển động đã nhổ đến tận gốc rễ của đám xúc tu này, đau đến nỗi cô phải hót ra giọng thật, điểm này là sơ suất của tống thư hàng, hắn cho rằng đám lông xúc tu này không đâm thủng da mình được, vậy chắc chắn cũng không đâm thủng được da dẻ trên móng vuốt của phượng nghi cầm chủ trường sinh giả chính quy, trong hư không đám lông xúc tu kia thấy đã đạt được mục tiêu, bèn rút lui cực nhanh, tế bào lông xúc tu đầy trời, trong nháy mắt đã trở về bên trong bản thể toàn bộ, niệm lực của Tống Thư Hàng nhanh chóng ra tay bắt lấy, lại chỉ bắt được một phần nhỏ sau cùng, đáng tiếc. Tống Thư Hàng nói, hắn dùng niệm lực chà phần lông xúc tu vừa bắt được kia vào trong viên cầu đầy lông nho nhỏ, viên cầu đầy lông nho nhỏ hắn mang về được này, bất kể là trở thành tiền đánh cược hay đạo cụ đánh cược. Thậm chí là dùng để bán cho đại lão cái gì cũng có thể bán, đều rất ngon nghẽ xúc tu nhỏ phân liệt ra từ trên người trường sinh giả đứng đầu tuyệt đối là bảo vật rệt đối diện sau khi vô số lông xúc tu nhỏ trở về bãi chất lỏng màu xanh bị hòa tan thì bãi chất lỏng màu xanh kia bắt đầu biến hóa cuối cùng nó biến thành một bãi chất lỏng màu xanh lông dài ánh mắt hòa tan của thiếu niên tiền bối ba mắt và công kích hà chỉ trụ của tống thư Hàng không hề dễ chịu dù cho cổ thần có sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm trong thời gian ngắn nó cũng phải tiếp tục sắm vai nhân vật sờ lai màu xanh nhưng đối với cổ thần mà nói tất cả đều đáng giá trong thân thể sương mù đoạt được từ tay đối phương có ẩn dấu một loại khí tức có lực hấp dẫn trí mạng đối với nó bất hủ hoặc nên nói là tồn tại tiếp cận khái niệm bất hủ nếu như có thể phân tích mấy thứ này vậy thực lực của nó sẽ có được một bước nhảy vọt về chất hơn nữa bản năng của nó trực giác ở nơi sâu nhất trong linh hồn nó cũng đang thôi thúc nó đoạt lấy thân thể sương mù này nó cần thứ này đối diện sau khi cơn đau qua đi móng vuốt phượng nghi cầm chủ hạ xuống cánh tay tống thư hàn dùng phương thức truyền âm nhập mật hỏi ngươi cố ý để nó lấy thứ đó đi à từng tống thư hàn gật đầu truyền âm trả lời sau khi nghe câu trả lời khẳng định từ đạo hữu đeo mặt nạ phượng nghi cầm chủ không hỏi thêm nữa mà chú ý tới cổ thần kia lần nữa xem xem đối phương lấy được thân thể sương mù rồi thì sẽ có biến hóa gì nó càng mạnh hơn tưởng tượng của ta tống thư hàn nói đánh giá chiến lực của cổ thần cần tăng cường thời kỳ thái cổ bởi vì nó đang trong trạng thái cuồng bạo mất trí, cho nên chiến lực thua sút bất diệt chi chủ phân liệt ra từ trên người nó. Nhưng hiện tại, sau khi bị phong ấn vô số năm, dường như trạng thái cuồng bạo và mất trí của nó đã thuyên giảm, có nắm chắc đối phó được nó không? Móng vuốt phượng nghi cầm chủ truyền âm hỏi, tri thức chính là sức mạnh. Tống Thư Hàng trả lời, phượng nghi cầm chủ, chấm hỏi, mà lúc này, đối diện, sau khi thân thể tổn hại của cổ thần lấy được thân thể sương mù bèn gấp rút dung nhập nó vào trong cơ thể mình thủ đoạn phân tích đồ vật của nó thô bạo đơn giản trực tiếp nuốt vào tiến hành tiêu hóa và phân tích trong cơ thể sau khi phân tích ra bí mật bên trong thân thể sương mù kia chính là của nó thân thể sương mù đã mất đi sự khống chế của hạch tâm nằm trong trạng thái nói gì nghe nấy sau khi cổ thần nuốt nó vào nó ngược lại còn biết phối hợp với cổ thần tiết lộ bí mật ngụy bất hủ trong cơ thể mình thân thể tổn hại của cổ thần bắt đầu chấn động, một hình ảnh hư ảo hiển hiện bên cạnh nó, ảo ảnh chân thực tiểu thế giới người khổng lồ nhân tạo, tất cả số liệu của tiểu thế giới người khổng lồ nhân tạo này, tống thư hàng đều có cả, số liệu hữu dụng, hay vô dụng, hiện tại đều tồn trữ trong đầu tống thư hàng, trước đó không lâu, tống thư hàng còn dùng tin tức sinh sôi nảy nở khi đám người khổng lồ trong đó ăn uống ngủ nghỉ và đủ loại tin tức vô dụng khác hóa thành số liệu tinh rác, khổng lồ, dùng làm số liệu rót não tạo ra tổn thương cho kẻ địch. Dưới sự bao bọc của ảo ảnh chân thực, cổ thần bắt đầu phân tích lực lượng ngụy bất hủ. Lúc nó từng bước đi sâu phân tích, đột nhiên có một giao diện mới xuất hiện trước mặt nó. Tinh, tính, tinh, tính, tinh, tinh. Trong một làn nhạc quái dị, giao diện biến hóa, một màn hình nhỏ mở ra trước mặt nó. Trên màn hình nhỏ, có giao diện các ổ đĩa C, D, E, F, thậm chí còn có ổ đĩa quang G để ghi DVD. Bên cạnh, một ký hiệu tên là hàng xóm online, cùng một biểu tượng tên là IE, cổ thần, hỏi chấm, thứ gì đây, cổ thần ngẩn tò te nhìn giao diện trước mắt, trong tin tức có liên quan tới bất hủ còn có thứ này ư, vốn nó đang trong trạng thái mất trí cuồng bạo, đại não tựa như bị nhiễm vi rút vậy, thường xuyên đứng máy, hiện tại lại gặp phải loại tình huống quá dị này, trong lúc nhất thời ngay cả đầu óc cũng không vận hành trôi chảy được, mà ngay lúc nó đang ngẩn tò te, hình ảnh một mặt trước mắt nó lại bắt đầu tự chuyển động, tựa như có người đang điều khiển vậy ổ đê trong đó tự động mở ra cổ thần cứ cảm thấy đồ vật bên trong ký hiệu ổ đê này không phải thứ gì tốt cổ thần muốn chuyển đường nhìn đi nơi khác theo bản năng trực giác nói cho nó biết sau khi ổ đê này mở ra thì có thể gây bất lợi cho nó nhưng mà nó không dời mắt nổi cũng không phải do trạng thái ý thức nên không cách nào nhắm mắt chỉ cần nó bằng lòng chỉ cần một ý niệm nó có thể lui ra khỏi trạng thái này đạt được hiệu quả chuyển dời tầm mắt nhưng mà nó tự tuyệt chuyển dời tầm mắt vào lúc này bởi vì từ đồ vật bên trong ký hiệu ổ đê này nó ngửi thấy mùi vị bất hủ không phải một sợi ký tức bất hủ mà là tin tức liên quan tới bất hủ chân chính trực giác đang nhắc nhở nó gửi tín hiệu nguy hiểm cho nó nhưng sâu trong tâm linh nó biết bản thân không thể trốn tránh cứ như nguy hiểm có ở khắp nơi nhưng cho dù có nguy hiểm hơn nữa nó cũng không có khả năng bỏ qua tin tức bất hủ đối với nó mà nói tin tức bất hủ quá mức trọng yếu là nhân tố trọng yếu xem nó có thể tiến hành một lần lột xác hay không nếu như đối với tu sĩ phổ thông bất hủ có lực hấp dẫn trí mạng vậy đối với cổ thần mà nói tin tức bất hủ chính là mạng của nó đây là dương mưu đường đường chính chính khiến nó không cách nào tránh né đại não cùng bạo kia của cổ thần cũng bắt đầu thu liễm nó tập trung tất cả mọi thứ của mình lúc này tinh thần lực ý chí lực lượng nhục thân toàn bộ bị tập trung lại nên đón tin tức bất hủ sau đó, một đoạn tin tức ký ức gần nhất bị mở ra, kia là hình ảnh vũ trụ sụp đổ, cùng với bóng dáng đạo nhân được lực lượng công đức bao bọc trong vũ trụ đang sụp đổ này. Dù chỉ quan sát được bóng dáng đạo nhân này tồn trữ trong tin tức ký ức, cổ thần cũng cảm thấy tinh thần của mình bị đánh úp, tin tức bất hủ tựa như sóng lớn, không ngừng vỗ vào nó, bất hủ, đây là bất hủ chân chính. Ý chí của cổ thần thừa nhận từng đợt đánh úp cực lớn, nhưng cố kiên trì, lực chú ý của nó vẫn dán chặt vào bất hủ đạo nhân ý đồ đọc được tin tức bất hủ từ trên người hắn nhưng mà hình ảnh trong ký ức lại lướt qua quá nhanh tựa như mũi tên vậy vừa tới đã biến mất ngay tức thì đừng mà đừng nhanh như vậy mà dừng lại để ta nhìn nhiều thêm chút đi nội tâm cổ thần lo lắng nói rõ ràng có thể cảm ứng được tin tức bất hủ hiện lên bên cạnh bất hủ đạo nhân nhưng nó lại không cách nào đọc được không cách nào lý giải ký ức liên quan đến bất hủ đạo nhân chỉ là một cái thoáng qua vừa bắt đầu thì đã kết thúc đến một lần nữa để ta nhìn lần nữa cổ thần cảm thấy dường như mình không kìm nén được cơn gắt gỏng trong lòng nó không ngừng muốn thử kích hoạt giao diện ký hiệu ổ đê này một lần nữa ngay lúc cơn gắt gỏng của nó sắp tới cực hạn hình ảnh lại thay đổi lần này nó phát hiện bản thân đột nhiên được sắm vai trong một đoạn ký ức nào đó dường như nó biến thành một vật thí nghiệm bị chứa trong các loại dụng cụ bị cắt lấy mổ xẻ đủ loại thực nghiệm tàn nhẫn hết lần này tới lần khác mà đối tượng tiến hành đủ loại thí nghiệm tàn nhẫn đối với nó là một tồn tại trạng thái quả cầu kim loại thể lỏng trên người kẻ đó cũng hiện lên tin tức bất hủ lại là một bất hủ trong lúc đang suy tư lưỡi đau thực nghiệm vô tình rơi xuống người nó cắt nó thành mảnh nhỏ đau đớn không cách nào hình dung đi sâu vào linh hồn nó cổ thần đau đớn đến cực hạn rồi lại không nỡ từ bỏ nó tham lam đưa ánh mắt rơi trên người quả cầu kim loại thể lỏng kia tựa như ngắm nhìn người mình yêu nhất vô luận quả cầu kim loại thể lỏng này tổn thương nó thế nào nó cũng không để ý nó chỉ cầu có thể nhìn quả cầu kim loại thể lỏng này nhiều một chút nhìn nhiều thêm chút nữa vì có thể nhìn lâu hơn một chút nó có thể chịu đựng đủ loại đau đớn cho dù đau đớn tàn nhẫn nhất thế gian nó cũng bằng lòng chấp nhận thiên đao vạn quả cũng được núi đao biển lửa cũng được chỉ cần có thể nhìn quả cầu kim loại thể lỏng nhiều thêm một chút nó sẽ không oán không hối nhưng mà cho dù là nguyện vọng hèn mọn như vậy Thế giới tàn nhẫn cũng không bằng lòng thỏa mãn nó. Thí nghiệm kết thúc rất nhanh, bóng dáng tròn xoe kia của quả cầu kim loại thể lỏng vô tình rời khỏi phòng thí nghiệm, chỉ để lại cổ thần cô quạnh ở lại bên trong phòng thí nghiệm. Đến một lần nữa, tổn thương ta một lần nữa đi. Cổ thần cầu khẩn trong lòng, thông qua tin tức bất hủ trên người quả cầu kim loại thể lỏng, nó lờ mờ cảm nhận được dường như mình đã lĩnh ngộ được một điểm, nhưng một điểm này lại không đủ rõ ràng. Một lần nữa, chỉ cần tổn thương nó thêm một lần nữa cắt nó ra một lần nữa nói không chừng nó có thể lĩnh ngộ được điểm này tin tức ngụy bất hủ ẩn chứa trong thân thể tà ma sương mù trong đầu nó đã ở vào điểm giới hạn lĩnh ngộ chỉ cần cho nó một lần cơ hội nữa nó lập tức có thể hiểu rõ ngụy bất hủ trước tiên lại lấy ngụy bất hủ làm bàn đạp tiến quân vào tin tức lĩnh vực bất hủ lại một lần nữa lại tổn thương ta một lần nữa đi một lần là được cổ thần lần nữa điên cùng dùng đủ loại thủ đoạn ý đồ kích thích giao diện ổ đê này không ngừng gây sự trong quá trình gây sự không ngừng của cổ thần rốt cuộc lại có một đoạn ký ức bị mở ra lần này dường như nó lại nhập vào một thị giác trước mặt nó có một bóng dáng mặc áo trắng đưa lưng về phía nó đứng bằng một chân cung ngầu nhảy lên đúng vậy cung ngầu nhảy một chân rõ ràng chỉ là một bóng lưng rõ ràng còn mất một chân rõ ràng chỉ là cú nhảy rất bình thường nhưng lúc ba nhân tố này kết hợp với nhau ấy thế mà lại cho người ta một loại cảm giác cung ngầu không nói ra được rất ngầu động lòng rồi loại cảm giác này tựa như cảm giác vừa gặp đã yêu vậy nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trên bóng dáng áo trắng này cũng có tin tức bất hủ quấn quanh đây là người bất hủ thứ ba rồi ổ đê này rốt cuộc là thứ gì vì sao lại ghi chép tin tức của ba người bất hủ mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng lúc này cổ thần căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều nó không có thời gian lãng phí hai lần trải nghiệm ký ức trước nói cho nó biết những hình ảnh ký ức này sẽ lóe lên rồi biến mất ngay nó nhất định phải nắm chặt lấy mỗi một cái nháy mắt tinh thần lực ý chí tất cả tất cả lực lượng của cổ thần ngưng tụ vào một điểm khóa chặt bóng dáng áo trắng trước mắt muốn thắt đối phương vào trong não hải của mình muốn lĩnh ngộ tin tức bất hủ từ trên người đối phương ngay lúc lực chú ý của cổ thần tập trung đến cực hạn bóng dáng áo trắng một chân kia đột nhiên xoay người lại gương mặt hắn phủ thánh quang không nhìn rõ dung mạo nhưng điều này không tổn hao gì đến sức hút của hắn bóng dáng áo trắng nhún nhảy một cái đột nhiên mở miệng Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV nói một câu rất dài, nhưng dường như nội dung trước mặt bị cách âm, chỉ có câu nói sau cùng tựa như tiếng sấm, nổ vang trong đầu cổ thần, mắt của thần, đang nhìn tương lai, ầm, ngay sau đó, thế giới tinh thần của cổ thần nổ tung, nó tập trung tất cả tinh thần lực, ý chí, linh lực, và mọi thứ đến mức cực hạn, tựa như thuốc nổ tập trung vào một chỗ, bị một câu nói của bóng dáng này dẫn nổ hoàn toàn, tin tức ngụy bất hủ, từng sợi tin tức bất hủ thật sự cuốn lấy nhau, hóa thành gánh nặng mà cổ thần không cách nào chịu nổi, giống như bất diệt chi chủ, cổ thần ngừng suy nghĩ, cổ thần ngừng suy nghĩ, rơi vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Nếu như không có lực lượng mạnh mẽ bên ngoài kích thích, nó sẽ không tỉnh lại trước khi hiểu rõ tin tức bất hủ. Sau khi cổ thần ngủ say, ảo ảnh chân thực tiểu thế giới người khổng lồ cuốn quanh bên người nó kia bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Ảo ảnh chân thực của huyền thánh bác phẩm phổ thông có thể hóa thành một thành thị, diễn hóa trăm vẻ của chúng sinh. Ảo ảnh chân thực của kiếp tiên cửu phẩm đã có thể hóa thành mấy quốc độ, nếu như không bị ràng buộc thì sẽ lan ra không ngừng, cổ thần càng trực tiếp huyển hóa ra một thế giới hoàn chỉnh, lơ lửng trong phòng tối thiên đạo này, kết thúc rồi. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, cứ vậy mà kết thúc rồi. Móng Phúc Phượng nghi cầm chủ nghi ngờ nói, cổ thần có sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ này lại bị giải quyết như vậy, có đôi khi tri thức càng hữu ích hơn nắm đấm. Tống Thư Hàng miễn cười nói hiện tại hắn đang đeo mặt nạ nên có thể nói ra đủ loại lời thoại không biết xấu hổ, không phải mỗi người đều giống như hắn, may mắn ngưng tụ ra thân thể ngụy bất hủ, cũng có được con mắt thánh nhân nho gia, mắt thần thứ ba, một loạt các hách tung cực mạnh để đi thăm dò ký ức liên quan đến bất hủ, cũng không phải mỗi người đều giống hắn, có thể có được tình hữu nghị từ các vị bạch tiền bối, có thể đối mặt với bất hủ chân chính. Một lần gặp mặt thiên đạo bạch kia chính là trực tiếp vượt qua hạn chế thời gian, từ quá khứ trực tiếp chiếu hình đến trước mặt Tống Thư Hàng, để Tống Thư Hàng mặt đối mặt với bất hủ, về dựng nền tảng đối mặt với bất hủ cho hắn, đi thôi, ta muốn thu hồi đồ vật của ta. Tống Thư Hàng nâng móng vuốt phượng nghi cầm chủ, nhanh chân bước về phía ảo ảnh chân thực tiểu thế giới người khổng lồ, móng vuốt phượng nghi cầm chủ thấy Tống Thư Hàng trực tiếp bước về phía ảo ảnh chân thực, vội nhắc nhở, cẩn thận chút, ảo ảnh chân thực rất cuốn người. Không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó, không cách nào tự thoát ra, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Dù sao tất cả tin tức về toàn bộ thế giới người khổng lồ đều ở trong não hải của hắn, hắn hiểu thế giới người khổng lồ quá thấu triệt, ảo ảnh chân thực của cổ thần hoàn toàn không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Móng phúc phượng nghi cầm chủ nhìn Tống Thư Hàng, trong lòng lờ mờ có chút bội phục, bắt đầu từ lúc cổ thần đánh úp bất ngờ, cả quá trình vị đạo hữu đeo mặt nạ này đều duy trì một loại bình tĩnh siêu nhiên, dường như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay của hắn vậy mà của thần quả nhiên cũng không thể lật nên sóng gió gì trong tay vị đạo hữu đeo mặt nạ này thật mạnh đáng tin hơn thủ lĩnh dư đảng thiên đình đang gắn gượng chống đỡ như cô nhiều phượng nghi cầm chủ tự thấy mình làm không được đến trình độ đáng tin cho nên cô mới nghĩ đến chuyện hồi sinh thiên đế tính cách của cô không phải loại hình có thể đảm đương nổi trọng trách bởi vậy lúc đối mặt với vị đạo hữu đeo mặt nạ có loại tính cách đáng tin cậy này cô sẽ đặc biệt hâm mộ trong ảo ảnh chân thực tống thư hàng tựa như trở về nhà xe nhẹ đường quen tiến bước trong thế giới ảo ảnh, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản hắn, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tìm đến mục tiêu chính xác trong thế giới ảo ảnh này. Trong lúc vô hình, hắn lại thành công sâu kỹ năng khoe khoang trước mặt Phượng Nghi cầm chủ, giá trị hâm mộ của Phượng Nghi cầm chủ cộng một, mấy phút sau, Tống Thư Hàng dẫn theo móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ, đi tới vị trí của cổ thần, cổ thần vẫn là dáng vẻ sờ lai màu xanh lông dài mốt meo, trong cơ thể nó, thân thể tà ma sương mù kia đã cùng nó hòa làm một thể, đáng tiếc. Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói, bị dung hợp đến loại trình độ này thì không cách nào dễ dàng lấy ra cả, nếu như hiện tại muốn cưỡng ép lấy nó ra khỏi cơ thể cổ thần, rất có thể sẽ kích thích đến cổ thần, khiến nó khôi phục, cho nên, thân thể tà ma sương mù rất đáng tiền này chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà bỏ qua. Sau khi thoáng đau lòng một chút, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng chạm vào thân thể cổ thần, lấy một mảnh sương mù ra từ đó mảnh sương mù này là một bộ phận của bản thân Tống Thư Hàn, bị hắn lặng lẽ đưa vào trong thân thể tà ma sương mù, trộn lẫn cùng nhau. Sau khi thu hồi mảnh thân thể sương mù thuộc về mình, Tống Thư Hàn không có dung hợp nó lại, mà tồn trữ nó trong pháp khí không gian trước tiên, cổ thần vô cùng quỷ dị, hơn nữa thủ đoạn ký sinh của nó cũng khiến Tống Thư Hàn sợn tóc gáy, hắn không dám tùy tiện nhét mảnh thân thể sương mù thuộc về mình này lại, còn nữa, với hắn mà nói, một bộ phận thân thể nhỏ như thế, uống miếng nước là có thể mọc lại rồi. Sở dĩ phí sức lực thu hồi mảnh thân thể sương mù này của mình chỉ là để đề phòng ngộ nhở, tránh cho cổ thần thật sự lĩnh ngộ ra thứ gì đó từ mảnh thân thể ngụy bất hủ này của hắn, vì cổ thần này yên tĩnh lại thì trông vẫn có chút đáng yêu. Lúc này, móng vuốt phượng nghi cầm chủ nói, viên tròn nhỏ lông xù, hoặc nhìn có chút ngoe, đây là dưới tiền đề không phóng to lên, nếu như cô phóng to lên mà xem, sẽ phát hiện đám lông xù đáng yêu kia đều là những xúc tu dữ tợn. Tống Thư Hàng cười trả lời, móng vuốt Phượng nghi cầm chủ, đi thôi, đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Tống Thư Hàng búng tay một cái, tách toàn bộ ảo ảnh chân thực bị xóa bỏ, toàn bộ quá trình có vẻ vô cùng đơn giản dễ dàng. Lúc Tống Thư Hàng bước đi trong ảo ảnh chân thực của cổ thần thì đã dùng năng lực ảo ảnh chân thực của mình thẩm thấu vào ảo ảnh chân thực của cổ thần. Dù sao, hắn thật sự hiểu rất rõ thế giới người khổng lồ này, mỗi hoa mỗi cây, từng ngọn cây cộng cỏ, hắn đều hiểu rõ trong lòng lại thêm năng lực ảo ảnh chân thực tạo thành từ không và một kia của hắn sau khi thẩm thấu xong tâm ý hắn khẽ động lập tức cưỡng ép giải trừ ảo ảnh chân thực của cổ thần sau khi ảo ảnh chân thực tiêu tán thân thể cổ thần đang ngủ say phía sau đột nhiên hơi giật giật nó động đậy móng vuốt phượng nghi cầm chủ khẩn trương nói phục dường như khò khè một tiếng thân thể trong giấc ngủ say của cổ thần hơi gồ lên từ trong cơ thể nó có một vật bị phun ra ngoài ồ tống thư hàng hơi thượng lại thổ tức lúc ngủ ư. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ nói, sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ chốc lát, hắn duỗi ngón tay ra, thứ bị cổ thần phun ra dường như nhận được triệu hoán, nhẹ nhàng bay lên, rơi vào giữa ngón tay Tống Thư Hàng. Đây là một cái ấn, hoặc nhìn có chút tương tự thánh ấn bát phẩm, nhưng nó cao cấp hơn, không phải thổ tức lúc ngủ mà là nó, đã mất đi một bộ phận quyền hạn. Bộ phận quyền hạn này bị tách rời ra, ngưng tụ thành ấn. Tống Thư Hàng thông dong nói, việc hắn thẩm thấu rồi loại bỏ ảo ảnh chân thực của cổ thần chính là một thế ước một kiếp nổ sau khi ảo ảnh chân thực thế giới người khổng lồ bị phá cổ thần sẽ triệt để mất đi quyền kiểm soát đối với thế giới kia bất kể là trong hiện thực hay là phương diện quyền hạn trong hiện thế thế giới người khổng lồ kia đã mắc song song với thế giới hạch tâm của tống thư hàn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành một bộ phận của thế giới hạch tâm phương diện tinh thần tất cả tin tức của tiểu thế giới người khổng lồ đều nằm trong não hải tống thư Hàng, phương diện quyền hạn ngay cả ảo ảnh chân thực cũng bị Tống Thư Hàng thẩm thấu, phá vỡ. Lúc này đây, Tống Thư Hàng đã đạt đến điều kiện soán vị, Tống Thư Hàng duỗi tay vỗ nhẹ lên chiếc ấn này một cái, trên ấn ký, văn tự thái cổ nguyên gốc tiêu tán, sau đó hai chữ bá giới hiện lên trên ấn ký này, từ nay về sau, hắn chính là giới chủ bá bá của tiểu thế giới người khổng lồ kia. Địa vị ngang bằng với đại lão âm ảnh lãnh chúa, thể tập hợp ý chí quy tắc của mộng giới và thế giới thụ từ kế hoạch tạo thần của bạch tiền bối. Điều tiếc nuối duy nhất là, tiểu thế giới người khổng lồ kia giống với thế giới của thiên đế, đã gần như sụp đổ, trên đó không còn sinh linh tồn tại nữa. Nếu như ví von đại lão âm ảnh lãnh chúa thành chủ nhân một nước nắm giữ thực quyền, vậy Tống Thư Hàng lúc này chính là một hoàng đế lưu manh cắm cờ trên một hoang đảo nho nhỏ, chiếm đảo làm vua. Nói thật, trước khi chiếc ấn giới chủ này rơi ra, Tống Thư Hàng chưa từng nghĩ rằng tiểu thế giới người khổng lồ nhân tạo kia lại là một vị diện hợp pháp của chư thiên vạn giới, được hiện thế thừa nhận thứ như hợp pháp này, chính là chứng minh thân phận. Lúc trước, khi Tống Thư Hàng tiếp nhận tiểu thế giới người khổng lồ kia, nó đã chỉ còn là một hành tinh đáng thương. Ngay cả vị diện ứng với bản thân cũng đã không còn tồn tại, đáng tiếc. Ngón tay Tống Thư Hàng xoa nhẹ lên ấn ký bá giới này, không có vị diện thuộc về mình, duy chỉ còn lại một thế giới, giới chủ như vậy là giới chủ khuyết tật. Nói không chừng qua chút thời gian nữa nó sẽ bị xóa bỏ tư cách vị diện hợp pháp trong chư thiên vạn giới, nếu như mất đi tính hợp pháp, vậy có phần đáng tiếc quá rồi. Cho dù là vương giả hoang đảo, vậy ít nhất cũng nên là một vương giả được nhà nước thừa nhận chứ đúng không? Đạo hữu đang đáng tiếc cái gì? Móng vuốt phượng nghi cầm chủ nghi hoặc hỏi, rõ ràng là quá trình giết quá nhạc bảo, rõ ràng thu được một ấn ký giới chủ vị diện, đây là niềm vui nhân đôi, vì sao đạo hữu đeo mặt nạ còn có vẻ rất tiếc nuối? Ngoài ra, chẳng biết tại sao, danh hiệu giới chủ bá giới này cứ khiến nội tâm cô có chút xúc động, dường như có cây kim dài đang không ngừng đâm vào tim cô tống thư hàng chậm rãi nói thế giới này không hoàn chỉnh dù cho thế giới người khổng lồ dung hợp với tiểu thế giới hạch tâm của hắn thì cũng không thể giúp nó trở thành vị diện hoàn chỉnh cho nên nếu muốn duy trì tư cách hợp pháp được chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận thì nhất định phải nghĩ cách bổ khuyết vị diện thế giới người khổng lồ ể lúc nghĩ tới đây đột nhiên mắt tống thư hàng sáng lên nếu là bổ khuyết tống thư hàng duỗi hai tay ra nhìn tay trái của mình nhìn tay phải của mình sau đó hai tay chấp lại, cười nói, hay lắm, móng vuốt phượng nghi cầm chủ, hỏi chấm, sau khi có hai lớp mặt nạ, không cách nào bị đọc mặt nữa, giao tiếp giữa các đại lão và tống thư hàng bèn trở nên khó khăn, tống thư hàng nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ. Khuôn mặt hiện tại của hắn là dung hợp từ các tiền bối loại hình đẹp trai, gương mặt chỉ nhìn mỗi cầm trong vô cùng xuất sắc, ta nghĩ đến một ý kiến hay. Tống thư hàng mỉm cười đáp, ta có một thế giới người khổng lồ mất đi vị diện, chỉ còn hành tinh, ta có một thế giới thiên đế mất đi hành tinh, chỉ còn vị diện trống rỗng, từng thế giới cự thiên, có lẽ trở về, hắn có thể thử tiến hành tổ hợp thế giới người khổng lồ và thế giới thiên đế sụp đổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh lọc thế giới thiên đế một chút, điều này ngược lại không thành vấn đề, hiện tại hắn nắm giữ bá thần trụ mạnh nhất, đế diệt trụ, đế diệt trụ hoàn toàn có thể dẫn dắt toàn bộ virus hành tinh trong cả thế giới thiên đế vào cùng một chỗ, sau đó nghĩ cách tồn trữ hoặc phong ấn. Mặc dù không biết đạo hữu nghĩ đến điều gì, nhưng tóm lại, chúc mừng đạo hữu trở thành giới chủ. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ lên tiếng, cảm ơn. Tống Thư Hàng cười nói, hắn duỗi tay thu ấn giới chủ bá giới vào trong cơ thể. So với việc thắng thiếu niên tiền bối ba mắt một ván, ấn giới chủ mới là thu hoạch lớn nhất lần này của ta. Giới chủ, đặc biệt là giới chủ được chư thiên vạn giới chính thức thừa nhận, là có đặc quyền. Loại đặc quyền này, không giới hạn trong một giới nơi giới chủ thống trị, ở những phương diện khác cũng có không ít đặc quyền, chẳng hạn như độ kiếp, đặc quyền này là đặc quyền thuộc giới chủ được chính thức thừa nhận nhưng cả đời cũng không dùng tới. Thông thường có hai loại giới chủ, một loại giống như thể tập hợp quy tắc mộng giới, chỉ đơn thuần là thực thể hóa của quy tắc, không có khái niệm độ kiếp. Một loại khác chính là tình huống đặc thù như đại lão âm ảnh, Trường Sinh Giả vô cùng cường đại dùng bản lĩnh thần thông của mình, dung hợp một giới, trở thành giới chủ. Đại lão Trường Sinh Giả kiếp có thể độ đã độ xong từ lâu, căn bản không dùng đến đặc quyền này, nhưng mà, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối có thể dùng tới đặc quyền này, quyền hạn giới chủ này hẳn là thủ đoạn ảnh hưởng đến thiên kiếp cửu phẩm mà Bạch chưa biết số 1 đến 33 nhắc với hắn lúc ở trong tiểu thế giới người khổng lồ trước đây, thiên nhật chi kiếp của kiếp tiên lúc ban đầu, với giấy chứng nhận học tập thiên lôi cộng nghiên cứu của đại lão quả cầu béo cộng số ngày phân thân đã độ, đại khái đã áp suất thành thiên kiếp cửu phẩm một năm lẻ hai tháng, hiện tại lại thêm quyền hạn giới chủ, đoán chừng thời gian này sẽ giảm xuống ít nhất một nửa, khiến thiên kiếp cửu phẩm còn dư lại biến thành nửa năm chi kiếp. Tống Thư Hàng tính toán trong lòng, nếu như chỉ là nửa năm chi kiếp, vậy cũng không quá dài. Hơn nữa, Bạch Tiền Bối bên kia cũng đã hoàn thành kế hoạch tạo thần, phỏng chừng Bạch Tiền Bối cũng có thể điều động quyền hạn giới chủ của thế giới thụ mộng giới. Tin tức nghiên cứu của đại lão quả cầu béo, Tống Thư Hàng có thể chia sẻ cho Bạch Tiền Bối. Vậy đến lúc đó, hẳn là bạch tiền bối và hắn có thể đồng bộ kết thúc thiên kiếp cửu phẩm, chứng đạo kiếp tiên, nói cách khác tối đa nửa năm sau, ta còn có thể tìm thiếu niên tiền bối ba mắt cực một ván cuối cùng, ngon lành. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, tốt nhất là thời gian hắn và bạch tiền bối kết thúc thiên kiếp cửu phẩm có thể tách ra một chút, cứ như vậy, sau khi hắn vừa tấn thăng kiếp tiên, Lập tức ngựa không ngừng vó đi tìm thiếu niên tiền bối ba mắt hoàn thành ván cược cuối cùng, một khi cược xong, hắn lại ngay lập tức chuyển giao tư cách đánh cực tán tài vương tọa cho bạch tiền bối. Sau khi bạch tiền bối tấn thăng kiếp tiên thì có thể hoàn thành một ván cực cuối cùng với thiếu niên tiền bối ba mắt, lấy khí vận của bạch tiền bối, một hơi móc sạch tiền riêng của thiếu niên tiền bối ba mắt cũng không phải là mơ tưởng, ngon lành cành đào, thật tuyệt. Khóe miệng tống thư hàng hiện lên dáng cười sáng lạng, từ đó, trong cơ thể hắn, bảy thánh ấn phân tán ra, mỗi một thánh ấn trấn áp một tiểu đan điền, bá tống, bá nho, bá ma, bá long, bá diệt, bá u, bá đao, bảy tiểu đan điền, vừa hay mỗi đứa một ấn, mà bá giới chi ấn được lưu lại trong đan điền bản mệnh, lơ lửng bên cạnh Nguyên Anh đang cưỡi trên kình đan bản mệnh, bảy cộng một đại ấn ngay ngắn chỉnh tề, tám đại ấn có chút cộng minh, dưới sự phụng dưỡng của giới chủ chi ấn, cường độ nguyên thần của Tống Thư Hàng được tăng cường rõ ràng, chờ sau khi trở về hiện thế, tám ấn tiến vào nhục thân là có thể tăng cường độ nhục thân thêm một bước, lấy chiều ngang kéo đến tận trứng một mạch tăng cường tu vi cho Tống Thư Hàng. Hơn nữa, bây giờ thế giới người khổng lồ đối ứng với giới chủ chi ấn này vẫn còn ở hình thức không trọn vẹn. Một khi Tống Thư Hàng thành công dung hợp nó và thế giới thiên đế, lực lượng phụng dưỡng của nó sẽ càng tiến thêm một bước. Ngay cả trường sinh giả sau khi trở thành giới chủ, tu vi và chiến lực đều có thể tăng thêm một bước. Sau khi huyền thánh bác phẩm như Tống Thư Hàng trở thành giới chủ thì biên độ tăng trưởng chỉ càng mạnh hơn. Cuối cùng, trước khi rời đi, Tống Thư Hàng duỗi tay, tháo cánh tay của bạch tiền bối xuống. Phượng Nghi cầm chủ, chấm hỏi, lần này ta tiến vào nhà tù thiên đạo là vì đánh cực tìm một món đồ với một vị tiền bối. Tống Thư Hàng cười ném cánh tay bạch tiền bối lên, suy cho cùng là cánh tay bạch tiền bối dẫn dắt hắn tiến vào phòng tối thiên đạo này, trừ cổ thần ra, bảo vật thiếu niên tiền bối ba mắt muốn tìm cũng có khả năng rất lớn là đang nằm trong không gian này, xoay tròn đi, kim chỉ nam cánh tay bạch, mang may mắn, đến cho ta, tiền bối ba mắt ngầu lòi nha, điều bất công lớn nhất trong ván cược lần này chính là ta mang theo cánh tay của bạch tiền bối, chẳng biết tại sao, ta cứ cảm thấy đạo hữu đeo mặt nạ ngươi đang tìm đường chết. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ hạ xuống bờ vai Tống Thư Hàng, nói bên tai hắn, Tống Thư Hàng, ta tìm đường chết, có rõ ràng đến vậy à, trong lúc nói chuyện, cánh tay của bạch tiền bối trong hư không đã ngừng xoay tròn. Bàn tay bạch tiền bối chỉ về một vị trí, chính là chỗ của cổ thần sờ lai màu xanh lông dài mốt meo, cũng là nói, bảo vật thuộc về thiếu niên tiền bối ba mắt đang ở trên người cổ thần. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn trời, quả nhiên trước đó ta không nghe nhầm, là câu cửa miệng này. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ hơi động trong lòng, chẳng lẽ vị đạo hữu đeo mặt nạ này cũng là một đạo hữu nào đó của thiên đình viễn cổ, hơn nữa. Rất có thể là thành viên có quan hệ khá tốt với quy quy nhà Bắc Phương Đại Đế. Móng Phúc Phượng Nghi cầm chủ bắt đầu tò mò với thân phận thật sự của đạo hữu đeo mặt nạ mặc dù biết đối phương đeo mặt nạ chính là vì không muốn bại lộ thân phận chân chính, nhưng biết thì biết, thứ như tò mò này không phải bản thân có thể khống chế được, tối đa cô có thể làm là khắc chế mình, không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của đạo hữu đeo mặt nạ này, nhưng nếu như bị động có được một ít tin tức, suy đoán ra thân phận của đạo hữu này, vậy thì không thể trách cô, bảo vật là cổ thần này ư. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ ngẩng đầu nhìn cánh tay thoạt trông rất có sức hấp dẫn trong không trung, lên tiếng hỏi mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng chẳng biết tại sao, hoặc nhìn chính là tràn đầy sức hấp dẫn, khiến người ta có loại xung động muốn chiếm hữu nó, bảo vật không phải cổ thần, tuyến thời gian không khớp. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, bảo vật của thiếu niên tiền bối ba mắt phóng đến hiện thế từ rất lâu sau khi cha cậu đảng nhậm chức. Sau đó bị thiên đạo cha cậu đảng ném vào trong phòng tối thiên đạo, mà cổ thần lại vừa bị Tống Thư Hàng tống vào phòng tối thiên đạo trước đó không lâu, hơn nữa, trước đây lúc tống thư hàn ở tiểu thế giới người khổng lồ đã từng tiếp xúc với một bộ phận ký ức liên quan tới cổ thần cũng đã diễn hóa chúng nó ra lúc ấy cổ thần đột nhiên rơi vào trạng thái cùng bạo cũng là bởi vì hình ảnh hình chiếu trong mắt khổng lồ vỡ vụn xuất hiện trong hư không đó là tình huống hình chiếu thiên đạo thứ hai thiên đạo ba mắt sụp đổ toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ xuất hiện nói cách khác cổ thần đã tồn tại lúc thiên đạo ba mắt còn sống móng phúc phượng nghi cầm chủ nói như vậy là bảo vật đang trên người cổ thần này đúng, hẳn là vậy không sai được. Nhức đầu thật. Tống Thư Hàng nói, hắn cũng không muốn kích thích cổ thần đang ngủ say quá mức, dứt lời, hắn dùng mắt thần thứ ba khóa chặt cổ thần ngủ say, lùng tìm trong cơ thể nó. Thân từng là giới chủ, thân thể cổ thần vô cùng đặc thù, bảo vật bị nó cất giấu thế mà lại có thể ngăn cách thăm dò của mắt thần thứ ba. Tống Thư Hàng dùng mắt thần thứ ba quét một lần, không có bất kỳ thu hoạch gì, lẽ nào, muốn ta khiêng cả cổ thần lên, mang về hiện thế, giao cho thiếu niên tiền bối ba mắt. Tống Thư Hàng xoa cầm, nói thật, hắn không muốn dẫn tên này về hiện thế. Tên này là một phiền toái lớn, không cẩn thận sẽ là tai họa hủy diệt một vị diện nhỏ. Trên lý luận mà nói, để nó tiếp tục ở lại trong phòng tối thiên đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi suy tư chốc lát, trong lòng Tống Thư Hàng quyết tâm, được rồi, tiền bối ba mắt. Lần này ngươi lời rồi, mua một tặng một, thu hồi bảo vật được tặng thêm một cổ thần, cổ thần ngủ say, hơn nữa còn là hệ xúc tu, hẳn là sẽ phù hợp với thẩm mỹ của tiền bối ba mắt, muốn đem toàn bộ cổ thần ra ngoài ư. Phượng Nghi cầm chủ hỏi, không sai. Tống Thư Hàng duỗi tay, thu hồi kim chỉ nam cánh tay bạch may mắn trong hư không, lắp vào khuỷu tay trái của mình, tiếp đó hắn vung tay lên, tụ lý càng khôn, cổ thần bị bỏ vào trong không gian tụ lý càng khôn, đồng thời đám xúc tu bị Tống Thư Hàng nặng thành viên cầu đầy lông cũng bị bỏ vào. Tiếp theo, chúng ta lập tức trở về hiện thế. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói, loại tồn tại cường đại như cổ thần, nếu như không phải đang ngủ say, Tống Thư Hàng căn bản không cách nào bỏ nó vào tụ lý càng khôn, cho nên, phải thừa dịp trước khi chưa mang đến kích thích càng lớn hơn cho cổ thần, lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó đến chỗ tiền bối ba mắt, được, ta đây tiếp tục tĩnh lặng. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ trả lời, mặc dù vừa rồi cô rất sinh động, nhưng sau khi trở lại hiện thế, cô lại lâm vào trạng thái tĩnh lặng lần nữa, yên tĩnh tiếp nhận sự thật rằng bản thể của mình toan rồi. Tống Thư Hàng, dáng vẻ tĩnh lặng của Phượng Nghi tiên tử cô rất có phong cách bế quan của ta. Một lát sau, tiên thuyền mai rùa của Tống Thư Hàng tăng tốc, vèo một tiếng, đột phá hạn chế nhà tù thiên đạo, xuất hiện trong không gian hiện thế. Lần này, điểm đặt chân hắn chọn là thế giới thiên đế sụp đổ. Lúc vừa tiến vào thế giới thiên đế, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ cứng đờ. Thế giới thiên đế này, cô không thể quen thuộc hơn được dù sao lúc chế tạo thế giới này cô cũng từng ra sức thế giới thiên đế thế mà đã sụp đổ thành thế này móng vuốt phượng nghi cầm chủ đột nhiên muốn khóc đây chính là thế giới mà cô và đông đảo các đạo hữu thiên đình kiến tạo ra từng chút một vào thời đại thiên đình viễn cổ tràn đầy hồi ức tốt đẹp của cô thiên đình viễn cổ sụp đổ rồi không ngờ ngay cả thế giới thiên đế cũng bị hủy đi thương cảm nồng đậm hiện lên trong lòng cô ơ ờ, ngươi lại về rồi đông phương tiền bối đang rèn sắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiên thuyền mai rùa, trước đây không lâu, dường như hắn đã quên mất hình chiếu nguyên thần của bá tống, một lát sau đó, dường như hắn lại nhớ ra, nhưng chốc lát sau, hắn lại quên mất, hiện tại, hắn lại nhớ ra hình chiếu nguyên thần của tống thư hàng, ta mẹ nó bị chứng mất trí nhớ của người già ư, hay là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nội tâm Đông Phương Đại Đế hỏng mất, Đông Phương tiền bối, bạch cốt tiên tử, ta đi một chút rồi về. Tống Thư Hàng nhanh chóng kêu lên, sau đó, không đợi móng vuốt phượng nghi cầm chủ trên vai kịp phản ứng, hắn nhanh chóng độn vào không gian của thiếu niên tiền bối ba mắt sau tán tài vương tọa, bởi vì, bản thể của hắn còn đang nhóm lửa trước thiên hỏa lô, không thể để móng vuốt phượng nghi cầm chủ nhìn thấy khuôn mặt bản thể của hắn, hắn phải làm chút biện pháp đề phòng. Ngoài ra, không biết có phải ảo giác hay không, Tống Thư Hàng cứ cảm thấy dường như bên trong nhục thân bản thể của mình có thêm chút đồ vật dư thừa. Thế giới tiền bối ba mắt, vừa rồi là Đông Phương Đại Đế còn có bạch cốt tiên tử. Móng vuốt phượng nghi cầm chủ kích động quắp lấy vai tống thư hàng, đạo hữu đeo mặt nạ, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi cũng là thành viên thiên đình ư, đừng hoảng hốt, phượng nghi tiên tử. Ta cũng không phải thành viên thiên đình viễn cổ. Tóm lại, lát nữa ta dẫn cô đi gặp bọn họ, hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tống thư hàng an ủi phượng nghi cầm chủ, lát nữa, trước tiên hắn đem dấu đầu của bản thể vào thế giới hạch tâm, sau đó lại thông qua pháp khí mà bạch tiền bối tu cho hắn trước kia, áp chế thánh hào trên người, chỉ cần không nhìn thấy đầu, chỉ nhìn thân thể, hẳn là phượng nghi cầm chủ không nhận ra thân phận thật sự của hắn. nếu như phượng nghi cầm chủ nhìn thân thể không đầu kia mà vẫn nhận ra hắn, vậy hắn không còn lời nào để nói. móng vuốt phượng nghi cầm chủ nghe vậy thì yên tĩnh lại. dù sao đông phương đại đế và bạch quốc tiên tử đều ở bên ngoài, cũng không chạy mất. càng quan trọng hơn là cô không thể không yên tĩnh bởi vì cô đã nhận ra lực áp bách đáng sợ truyền ra từ trên người thiếu niên ba mắt đối diện. Chúa, chúa tể cửu u, tiền bối ba mắt, ta về rồi nè. Tống Thư Hàng nói, sau khi vừa vào phòng, trước tiên hắn lặng lẽ truyền âm riêng cho tiền bối ba mắt và quản gia nhãn cầu. Xin tiền bối ba mắt và quản gia nhãn cầu đừng gọi ra thánh hào và tên thật của hắn, đừng để lộ thân phận của hắn. Làm xong, hắn chuẩn bị lấy cổ thần từ trong tụ lý càng không ra. Tiểu Hàng, ván này, ta thua rồi còn chưa đợi tống thư hàng lấy cổ thần ra thiếu niên tiền bối ba mắt đã trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng trả lời tống thư hàng chấm hỏi tiểu hàng lần này lão gia thua thảm rồi quản gia nhãn cầu nhảy lộc cộc ra giải thích hóa thân và tiên thuyền mai rùa của hắn vừa tiến vào trong nhà tù thiên đạo đã bị một thủ đoạn ẩn giấu trong nhà tù thiên đạo bắt giữ bây giờ hóa thân hiện đang bị vây hãm trong nhà tù thiên đạo ngay cả tiên thuyền mai rùa quý giá cũng bị tịch thu hóa thân chỉ có thể truyền tin tức tuyệt vọng này về vào phút chót. Hơn nữa, ta hoài nghi hóa thân có thể truyền tin tức này ra ngoài cũng là trình tự đâm tim mà không gian nhà tù thiên đạo đó đã được thiết lập từ sớm, là con rồng ngốc toàn thân trùng vớ sọc đen trắng kia, đây là âm mưu hèn hạ nó lưu lại. Thiếu niên tiền bối ba mắt quán hận nói, Tống Thư Hàng, hắn ngẩn tò te một lúc lâu mới phản ứng lại, thì ra là thủ đoạn của thiên đạo cha cậu đảng. Nó lưu lại chuẩn bị phía sau nhằm vào thiếu niên tiền bối ba mắt trong phòng tối thiên đạo rất có thể là vào thời đại thái cổ sau lần đầu tiên thiếu niên tiền bối ba mắt phóng bảo vật ra ngoài bị thiên đạo cha cẩu đảng bắt được ném vào trong phòng tối thiên đạo thiên đạo cha cẩu đảng bèn tiện tay tăng thêm một vài thiết lập cho nhà tù thiên đạo bố trí thủ đoạn nhắm vào thiếu niên tiền bối ba mắt thiên đạo cha cẩu đảng đã sớm dự liệu được thiếu niên tiền bối ba mắt khẳng định sẽ nghĩ cách đi lấy bảo vật trong phòng tối thiên đạo cho nên mới lưu lại thủ đoạn hố mắt như vậy mặc dù không biết giữa thiếu niên tiền bối ba mắt và thiên đạo cha cẩu đảng có gút mắt gì nhìn từ trước mắt, hai tên này là oan gia. Nói cách khác, ván cược này vừa bắt đầu, thiếu niên tiền bối ba mắt ngươi đã lập tức game over rồi ư. Tống Thư Hàng cười ha ha, hắn đưa tay vuốt tóc mình, vuốt cho mình kiểu tóc dựng đứng lên trời, tiền bối, ngươi không thể không thừa nhận, đây chính là vận khí. Ha 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 ha, ầm ầm, trên bầu trời, sấm vang chớp giật, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ mưa đá. Bá Tống Đạo Hữu, ngươi mau xóa mấy lời này đi, để ta nói cho quản gia nhãn cầu trò chuyện riêng nhắc nhở nếu ngươi không thể tiết lộ thân phận của mình vậy đừng đâm tim lão gia quá mức tránh cho lão gia giận dữ trống to đạo hiệu của ngươi bại lộ thân phận của ngươi bị móng vuốt nhỏ trên vai ngươi phát hiện tống thư hàng giật mình trong lòng vội vàng đè đám tóc vuốt dựng lên trời của mình về lại khụ tiền bối ba mắt ván đánh cực này ngươi không thua bởi vận khí mà là thua ngoài ý muốn việc này không thể trách ngươi chỉ có thể nói thiên đạo cha cậu đảng đa mưu túc trí Thiên đạo cha cẩu đảng. Trong lòng móng vuốt phượng nghi cầm chủ khẽ động. Đạo hữu đeo mặt nạ là con riêng của thiên đạo ư, ta thích nghe lời này của ngươi. Lúc thiếu niên tiền bối ba mắt nghe cái xưng hô cha cẩu đảng, tâm tình bèn trở nên vui vẻ. Tiếp đó tiền bối, lần này ta tìm được bảo vật của ngươi rồi, hơn nữa còn mua một tặng một. Tống thư hàng dứt lời, tay áo vung lên, ném cổ thần ra ngoài. Lúc nhìn thấy cổ thần, khóe mắt cả ba con mắt của thiếu niên tiền bối ba mắt đồng thời co giật hắn liếc mắt là có thể nhìn ra cổ thần này là thứ phiền toái đang trong trạng thái cuồng bạo một khi tỉnh lại sẽ phá hủy tất cả mọi thứ bên cạnh tiểu hàng ngươi khách khí quá rồi thiếu niên tiền bối ba mắt nói bảo vật ta có thể thu hồi quà tặng thêm thì vẫn nên trả lại cho ngươi ta nhận không nổi tiền bối ngươi đừng khách khí đây là một chút tâm ý của ta tống thư hàng khách khí cộng bá đạo trả lời vật tiểu hàng ta đã tặng thì không có đạo lý thu hồi ngươi cái tên hố hàng này cuối cùng thiếu niên tiền bối ba mắt dở khóc dở cười nói, ngươi cứ luôn hố ta như vậy, lương tâm không đau ư, lần trước trực tiếp dẫn phân thân ác nhỏ của quả cầu chúa tể cửu u đến tiểu thế giới của hắn, xem như tiền đặt cược thì thôi đi, lần này lại đào một con cổ thần cuồng bạo qua đây, lương tâm. À đúng rồi, tiền bối ba mắt ngươi muốn không? Tống thư hàng thuần thục đập một cái lên ngực mình, sau đó, bản thể đang nhóm lửa trong thế giới thiên đế nơi xa đồng bộ với nguyên thần, thuần thục móc ra một trái tim lưu ly từ trong lồng ngực bản thể, trái tim này lóng la lóng lánh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy, móng vuốt phượng nghi cầm chủ, há hốc miệng, quản gia nhãn cầu, thiếu niên tiền bối ba mắt xoa huyệt thái dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sao ngươi thành thạo thế, ngại quá, trước đó móc tới quen luôn rồi. Tống Thư Hàng lúng túng nói, trước đó lúc luyện khí, một hơi móc ra 66 trái tim đang đập loạn xạ, móc lại móc, móc đến tạo thành phản xạ có điều kiện người khác vừa hỏi tâm hắn đâu hắn bèn vô thức móc tim ra tống thư hàng duỗi tay lại muốn nhét trái tim này trở lại lồng ngực bản thể nhưng lúc hắn định nhét về thì phát hiện trong buồng tim của bản thể đã sinh trưởng ra một quả tim lưu ly mới lần nữa này thì lúng túng rồi có đôi khi tốc độ mọc lại quá nhanh cũng khiến người ta phiền não chứ gì nữa trái tim lưu ly mới đã mọc ra vậy trái tim lưu ly vừa móc ra còn nóng hổi trong tay hắn này bèn không có nhà để về vô cùng đáng thương cứ cảm thấy tình cảnh này lờ mờ có cảm giác đã nhìn thấy nên có chút quen thuộc không nhét về được ư quản gia nhãn cầu thấy bàn tay cầm trái tim của tống thư hàn bí bách giữa không trung bèn lên tiếng suy đoán hỏi tống thư hàn gật đầu thật không hổ là tiểu hàn tốc độ tái sinh này không hề kém cạnh ta quản gia nhãn cầu khen ngợi nó càng ngày càng vừa ý với bá tống đạo hữu rồi thiếu niên tiền bối ba mắt lúc móng vuốt phượng nghi cầm chủ nghe đến đó thì đột nhiên bắt đầu có chút lo lắng sau khi vị đạo hữu đeo mặt nạ này móc tim ra lại mọc ra trái tim mới cho nên trái tim cũ không có nơi để về vậy cô thì sao bản thể của cô toan rồi nhưng lại không giống như chết hoàn toàn theo suy đoán của đạo hữu đeo mặt nạ rất có thể bản thể của cô chết trốn mượn tử vong để thoát ly thiên đình viễn cổ chi đạo thu được tự do vậy lúc bản thể của cô hồi sinh có thể sinh ra một móng vuốt mới không nếu quả thật sinh ra một móng vuốt mới vậy vị trí của cô thì làm sao đây cô có huyết thống tất phương, là thần cầm chỉ có một móng. Hai móng vuốt, chẳng phải là huyết thống bất chính ư, vậy đến lúc đó, chẳng phải bản thể sẽ không cần móng vuốt như cô rồi ư, càng nghĩ đến đây, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ càng cảm thấy không xong, Phượng Nghi tiên tử làm sao vậy? Tống Thư Hàng cảm thấy trên vai, móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ càng cố càng chặt, bèn nghi hoặc lên tiếng hỏi, không có gì, để ta tĩnh lặng đã. Có thể ta cần kéo dài thời gian tĩnh lặng móng phúc phượng nghi cầm chủ cố gắng duy trì bình tĩnh không để người khác nhìn ra lòng cô đang hốt hoảng được vậy cô cứ tiếp tục tĩnh lặng tống thư Hàng gật đầu nói dù sao tĩnh lặng của móng phúc phượng nghi cầm chủ và đúng ngộ bế quan của hắn đều không đáng tin như nhau tĩnh một hồi lại có chuyện cần dính vào một chút dính vào xong lại tiếp tục tĩnh lặng một hồi tóm lại tĩnh lặng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thiếu niên ba mắt đối diện nhìn trái tim lưu ly trong tay tống thư Hàng, lại nhìn quà tặng cổ thần của tống thư hàn như có điều suy nghĩ, trái tim lưu ly này của ngươi đã vô dụng rồi nhỉ? Thiếu niên tiền bối ba mắt mở miệng hỏi, cũng không phải vô dụng, chí ít nó vẫn là tài liệu luyện khí tốt, tống thư hàng liều mạng bảo vệ tôn nghiêm cho trái tim của mình, không thể để trái tim mình móc ra rất giá được. Thiếu niên tiền bối ba mắt đưa tay nói, vậy cho ta đi, ngươi vừa mới nói muốn cho ta cơ mà, tiền bối, xin đối xử tốt với nó. Tống thư hàng trịnh trọng đưa trái tim lưu ly này cho thiếu niên tiền bối ba mắt, ngay cả trái tim ta cũng móc ra cho ngài rồi đấy, tiền bối, không nói chuyện đàng hoàng được thì câm miệng cho ta. Thiếu niên tiền bối ba mắt trách mắng, nói cái tầm phào bá lắp gì thế, cứ như giữa hắn và Tống Thư Hàng có gian tình ấy, lão gia, đây chính là một quả chân tâm của Tiểu Hàng, ngươi cũng không thể bạc đãi Tiểu Hàng được, bên cạnh, quản gia nhãn cầu còn rất không thức thời muốn mưu cầu phúc lợi cho bá Tống. Bá Tống người ta móc cả chân tâm ra rồi, lão gia ngươi không đáp lại chút lễ gì, có xấu hổ không? đúng là phải đáp lễ cho tiểu hàng một chút. Thiếu niên tiền bối ba mắt gật đầu nói, đừng khách khí, tiền bối ngươi tuyệt đối đừng nên khách khí với ta. Lúc này ngươi khách khí với ta chính là đang xem thường tiểu hàng ta. Tống thư hàng xua tay lia lịa, lúc này, hắn nào dám nhận đáp lễ gì chứ? Lỡ như thiếu niên tiền bối ba mắt chuyển giao tặng phẩm cổ thần bảo bối lại cho hắn thì làm sao đây? Trên bờ vai, móng vuốt phượng nghi cầm chủ đột nhiên khựng lại quan hệ giữa đạo hữu đeo mặt nạ tiểu hàng này và chúa tể cửu u tốt quá rồi thì phải từ lúc tiếp xúc đến hiện tại hình tượng tồn tại khủng bố nhất thế gian của chúa tể cửu u đã chuyển hóa nghiêng trời lệch đất trong lòng phượng nghi cầm chủ chúa tể cửu u đều hòa ái dễ gần như vậy dễ ở chung như vậy là thế giới thay đổi hay là tri thức của ta tục hậu nên bị thời đại vứt bỏ rồi đáp lễ thì vẫn cần ngươi cũng không cần khách khí với ta thiếu niên tiền bối ba mắt nói nói rồi hắn đột nhiên xoay người túm lấy hai chiếc xúc tu của quản gia nhãn cầu giơ tay chém xuống trong tiếng hét đau đớn của quản gia nhãn cầu hai chiếc xúc tu tươi mới bị thiếu niên tiền bối ba mắt cắt xuống đặt vào trong tay tống thư hàng tống thư hàng há hốc miệng nhìn trời quà tặng này muốn ta nhận thế nào đây hắn nhìn tính vạn tính cũng không ngờ thiếu niên tiền bối ba mắt sẽ tặng quà như vậy móng vuốt phượng nghi cầm chủ đã trợn mắt há mồm lão gia lần sau lúc cắt xúc tu của ta thì nhắc trước ta một tiếng rất đau đấy Lão quản gia nhãn cầu ở bên cạnh u oán nói, nghe giọng điệu của nó, dường như không phải lần đầu tiên nó bị cắt xúc tu. Hơn nữa, trước đó nó từng nói, năng lực tái sinh của mình và tống thư hàng ngang nhau. Đúng như dự đoán, chỉ trong thời gian nói chuyện, xúc tu bị cắt xuống của nó đã mọc lại. Móng vuốt vượng nghi cầm chủ, cô thật sự không biết phải nói gì, một kẻ moi tim theo bảo năng, một kẻ xem chặt tay là chuyện thường ngày ở huyện, thời đại này, chẳng lẽ mọi người đều lưu hành tặng khí quan trên người mình hai chiếc xúc tu này cũng là bảo vật luyện khí quý báu. Hẳn là đệ tử của ngươi cũng luyện chế pháp khí giống ngươi nhỉ, cứ dùng hai chiếc xúc tu này đi, thiếu niên tiền bối ba mắt thông thả nói, trong pháp khí tổ hợp tam thập tam thú có món pháp khí song đao ô tạc bạo quân, nếu đệ tử tống thư hàng luyện đao thì vừa hay có thể cầm hai chiếc xúc tu này luyện song đao, tiểu hàng, đao nào dùng xúc tu của ta luyện thì chí ít cũng là bác phẩm đấy, tuyệt đối không kém hơn. Ngươi có thể yên tâm, quản gia nhãn cầu dựng thẳng hai ngón cái nhân loại, tự hào nói, tự hào của nó tựa như thực chất vậy, khiến Phượng Nghi cầm chủ cũng có thể cảm nhận rõ ràng, quản gia, rốt cuộc có gì đáng tự hào chứ, bên cạnh, thiếu niên tiền bối ba mắt cầm trái tim tống thư hàng, miệng nhếch lên. Hắn dự định phong ấn cổ thần vào quả tim này, hơn nữa, chuyện này hắn không định lén lén lúc lúc mà làm, hắn muốn ngay trước mặt tống thư hàng. Phong ấn cổ thần suy yếu đang ngủ mê mệt vào bên trong trái tim Tống Thư Hàng, khiến tâm tình của tên kia nổ tung, ta, chúa tể cửu u, chính là muốn làm ác trước mặt người khác. Ngươi càng khó chịu, ta càng vui vẻ, quản gia, dời bộ đại trận phong ấn cứu cực kia của ta ra ngoài đi. Chính là bộ đại trận phong ấn ta chế tác để bắt con rồng vớ sọc ấy. Thiếu niên tiền bối ba mắt lên tiếng, từ lần trước, khi lén dáng lâm trên người tống thư hàng để về thăm nhà một chút tại thế giới cửu u, hắn ngoài ý muốn phát hiện rồng vớ sọc cũng phụ trên người tống thư hàng lặng lẽ về nhà thiếu niên tiền bối ba mắt đã xác định được sự thật rằng rồng vớ sọc thể cửu u cũng còn sống. Vì thế, thiếu niên tiền bối ba mắt lập tức âm thầm vạch kế hoạch, chuẩn bị lúc nào đó thình lình đâm rồng vớ sọc thể cửu u một đao, lại phong ấn nó vài trăm năm. Bộ đại trận phong ấn cứu cực này ra đời dưới tình huống như vậy, vâng thưa lão gia. Quản gia nhãn cầu xoay người tiến về phía nhà kho, mặc dù nó thường xuyên đâm tim lão gia, cánh tay chỉ ra ngoài, biên cuồng đòi lợi ích cho bá tống tiểu hữu, nhưng nó vẫn là một quản gia giỏi hợp cách, tại phương diện quản lý thế giới, nó vô cùng hoàng mỹ. Tiểu thế giới này được nó quản lý ngay ngắn rõ ràng, ván cực thứ hai, mặc dù có âm mưu bị bố trí bởi thiên đạo rồng vớ sọc phá đám, nhưng ta thua chính là thua. Kế tiếp, nếu như ngươi thắng một ván nữa, thì có thể xem như ngươi thắng. Nhân lúc quản gia đi lấy đại trận phong ấn, thiếu niên tiền bối ba mắt lên tiếng, năm ván thắng ba, bá tống đã thắng liên tiếp hai ván trên phương diện vận khí thuần túy dù bản thân có ăn gian cũng không thắng được bá tống lúc này thiếu niên tiền bối ba mắt đã có chút cam chịu cho nên nhanh chóng hoàn thành trình tự một ván cuối cùng để bá tống xéo đi sau đó hắn muốn suy tính thật kỹ làm sao có thể dưới tiền đề bảo đảm công bằng ngoài mặt thắng bá tống một ván dù sao tiếp đến giữa hắn và bá tống chỉ còn một ván cuối cùng chờ sau khi bá tống từ bác phẩm tấn chức kiếp tiên cửu phẩm thì sẽ hết duyên với hắn một ván cuối cùng cho dù là hắn cũng muốn thắng được một lần, không nên để lại tiếc núi. Vậy ván thứ ba chúng ta cược cái gì? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi, ta lúc nào cũng chuẩn bị nên đón khiêu chiến của tiền bối. Bất luận là so chịu đòn, so bị xét đánh, so ai khóc trước, ta đều không hỏi, im ngay, không biết nói chuyện thì đừng nói. Lời này của ngươi khiến người ta hiểu lầm biết bao. Thiếu niên tiền bối ba mắt cắt đứt lời nói của Tống Thư Hàng, hắn nhìn thấy ánh mắt nhìn hắn của móng vuốt nhỏ trên vai Tống Thư Hàng cũng thay đổi rồi biết không trên móng vuốt phượng nghi cầm chủ, con ngươi xinh đẹp nhìn thiếu niên tiền bối ba mắt tựa như đang nhìn một tên âm cuồng bị ngược đãi vậy. Thảo nào chúa tể cửu u này không giống các chúa tể khác, không hề phách lối còn đặc biệt dễ gần, thì ra là một tên M. Đừng có đề cập với ta chuyện so nhẫn nại đau đớn này nữa, trước đây não ta bị rút mới bằng lòng so tài như thế với ngươi. Thiếu niên tiền bối ba mắt căm hận nói, đồng thời khinh bỉ vạch ra ranh giới với tống thư hàng, nhưng mà tiền bối, ván so tài bị xét đánh đầu tiên hôm nay là do ngươi chủ động đề xuất. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nhắc nhở, đó là thủ đoạn chung cực giành thắng lợi của ta, là thủ đoạn. Chuyện này cũng không có nghĩa là ta thích bị xét đánh. Thiếu niên tiền bối ba mắt nghiêm túc nói, ngược lại ta rất thích bị xét đánh. Tống Thư Hàng nói, si, móng vuốt phượng nghi cầm chủ hút một ngụm khí lạnh, bởi vì mỗi một lần bị xét đánh đều là độ thiên kiếp. Trong lúc đó, ta luôn có thể bắt được thiên kiếp, Phong ấn nó lại. Cuối cùng chế tác thành món ăn thiên kiếp mỹ vị, mỹ vị, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, tán gẫu không nổi rồi, chúng ta không cần tán gẫu nữa. Thiếu niên tiền bối ba mắt vất tay nói, món ăn thiên kiếp. Móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ sửng sốt, từng, ăn ngon lắm luôn. Phượng Nghi tiên tử có cơ hội ta mời cô thưởng thức một chút. Đúng rồi, bây giờ cô là một móng vuốt, không có chức năng này. Tống Thư Hàng tiếc núi nói chờ sau khi bản thể của ta sống lại nói không chừng có cơ. Quên đi, để ta tĩnh lặng đã, móng vuốt phượng nghi cầm chủ vừa nghĩ tới bản thân có thể trở thành móng vuốt thì quá khứ thì lại lâm vào tự bế. Tống Thư Hàng thấy móng vuốt tiên tử tự bế bèn quay đầu tán gẫu với thiếu niên tiền bối ba mắt, vậy tiền bối, ván thứ ba chúng ta so cái gì, so tài ván thứ ba, cứ so rút thẻ đi. Thuận tiện coi như đây là ván biếu tặng hữu nghị đáp tạ ngươi giúp ta tìm về bảo vật này. Thiếu niên tiền bối ba mắt trả lời, trong lúc nói chuyện, hắn duỗi tay nhấn nhẹ một cái trên người cổ thần đang ngủ say. Món bảo vật bị cổ thần giấu trong cơ thể bị thiếu niên tiền bối ba mắt dễ dàng lấy ra ngoài. Đây chính là bản lĩnh của đại lão chúa tể cửu U, là phương thức vận dụng kỹ xảo cao siêu mà cả đời Tống Thư Hàng cũng không học được. Lúc bảo vật trong cơ thể cổ thần bị lấy ra, thân thể cổ thần không có chút phản ứng nào. Thiếu niên tiền bối ba mắt sang phẳng bảo vật ra trước mặt Tống Thư Hàng. Bảo vật này thoạt nhìn là một tấm kim loại màu đen, nhưng đây là hình dáng lúc sang phản ra, sau khi hợp lại thì hẳn là dáng vẻ chiếc hộp màu đen đây là vật gì tống thư hàn mở miệng hỏi đáng giá để thiếu niên tiền bối ba mắt tổn hao cái giá rất lớn ý đồ mang nó về từ phòng tối thiên đạo đây là một món pháp khí ta mô phỏng thế giới tán tài vương tọa để nghiên cứu chế tạo ra năm đó vì thử xem có thể giúp ta thoát ly hạn chế của tiểu thế giới này tiến vào hiện thế hay không nó là một món pháp khí không gian thiếu niên tiền bối ba mắt bắt đầu giải thích không gian tán tài vương tọa này của hắn là tác phẩm của thiên đạo ba mắt đã biến mất ngay cả tiền bối ba mắt cũng không hiểu rõ nguyên lý tồn tại nhưng chính là một không gian chẳng hiểu ra sao như vậy lại có thể bảo vệ được hắn để hắn không tiêu tán theo thiên đạo sụp đổ hơn nữa còn có thể giúp hắn nhảy nhót tung tăng ở hiện thế tuy rằng giới hạn bên trong không gian tiểu thế giới này cho nên thiếu niên ba mắt suy xét xem có thể phục chế không gian tán tài vương tọa này hay không khuếch trương phạm vi hoạt động của hắn một chút Tống Thư Hàng nghe đến đó, tò mò hỏi, nếu tiền bối có thể làm ra một cái, vậy tạo ra cái thứ hai cũng không thành vấn đề mà nhỉ, nếu có thể chế tạo, vì sao nhiều năm như vậy thiếu niên tiền bối ba mắt không tái tạo một cái? Nhất định phải đến không gian nhà tù thiên đạo thu hồi nó lại, rất đơn giản, bởi vì nguyên vật liệu, cho dù kỹ xảo có tốt, nhưng không có nguyên vật liệu thì cũng bằng không. Thiếu niên tiền bối ba mắt thở dài, lúc trước vì chế tác món pháp khí này, hắn gần như đã dùng hết nguyên vật liệu mình có rất nhiều nguyên vật liệu đến nay vẫn chưa góp đủ không chỉ như thế nghiên cứu về tán tài vương tọa của hắn năm đó còn chưa uyên thâm được như hiện tại cho nên vì đạt được hiệu quả hắn trực tiếp cắt một khối từ không gian tán tài vương tọa lúc ban sơ ra để bổ sung vào đó trở thành nguyên vật liệu năm đó ta ném pháp khí này vào hiện thế chính là vì quan sát hoàn cảnh hiện thế lúc đó cũng là vì nhìn xem hiện thế có địa phương thích hợp để cải tạo nào không có thể cải tạo thành hoàn cảnh sim sim với tiểu thế giới mà ta hiện đang cư ngụ nếu như có thể ta định cải tạo một vị diện nhỏ ở hiện thế sau đó tiến hành kết nối vị diện nhỏ đó với tiểu thế giới này của mình tiền bối ba mắt thông thả giải thích nếu như kế hoạch đạt thành hắn bèn có thể tự do di chuyển giữa tiểu thế giới của mình và vị diện sau khi cải tạo ở hiện thế thậm chí nói không chừng có thể mượn nhờ thế giới cải tạo làm ván tàu về thế giới cửu u nhìn xem đáng tiếc Món pháp khí này vừa ra chưa kịp chiến đã chết trước tiên, vừa ném vào hiện thế đã bị thiên đạo rồng đốn năm đó ném vào trong phòng tối thiên đạo, tiền bối ba mắt hận nghiến răng nghiến lợi, vậy bây giờ dùng nó được không? Có thể cải tạo một thế giới tương tự với không gian tán tài ở hiện thế. Thiên đạo hiện thế sụp đổ chính là thời cơ tốt đấy. Tống Thư Hàng hỏi, ta chưa thử qua, làm sao biết được? Lần trước còn chưa bắt đầu thí nghiệm, bảo bối này đã bị ném vào không gian nhà tù thiên đạo. Thiếu niên tiền bối ba mắt nói, có điều qua nhiều năm như vậy, nghiên cứu về thế giới tán tài của ta đã vượt xa năm đó, hiện tại bảo bối này cần cải tiến một chút, lại tiến hành thử nghiệm, không vội nhất thời vậy đâu, mà ván so tài thứ ba này của chúng ta có quan hệ đến món pháp khí này. Thiếu niên tiền bối ba mắt lắp ráp chiếc hộp đen lại, cũng vỗ nhẹ một cái lên trên, ngay sau đó, có từng tấm thẻ kim loại ẩn chứa cấp pháp tắt phun ra từ trong chiếc hộp đen này những tấm thẻ này chính là pháp khí phụ trợ phối hợp sử dụng với món pháp khí này cũng là hạng mục so tài kế tiếp của chúng ta thiếu niên tiền bối ba mắt giải thích những tấm thẻ này mỗi một tấm đều có hiệu quả khác nhau có tấm thẻ có hiệu quả nguồn năng lượng được rót vào số lượng lớn năng lượng của ta có tấm thẻ có hiệu quả cắt chém không gian có tấm thẻ có hiệu quả cải tạo tiểu thế giới có tấm thẻ có hiệu quả ẩn dấu khí tức thế giới còn có tấm thẻ có hiệu quả dung hợp thế giới ván thứ ba cứ xem ai rút ra được thẻ bài có đẳng cấp cao hơn đi, đây là một thiết kế công phu của hắn năm đó, pháp khí chỉ có một, tài liệu chế tạo pháp khí cũng có hạn, nhưng muốn cải tạo một vị diện tiểu thế giới thì cần rất nhiều chức năng phức tạp, vì để một món pháp khí phát huy ra chức năng cải tạo vị diện hoàn chỉnh, thiếu niên tiền bối ba mắt lựa chọn thủ pháp cắm thẻ, cắm vào các tấm thẻ khác nhau là có thể khiến pháp khí thi triển ra hiệu quả khác nhau, từ đó dựa vào một món pháp khí là có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại cải tạo vị diện rút bài dựa vào hên xuôi. Xem ai hơn bé bạch. Lúc Tống Thư Hàng nghe đến đó, đột nhiên đưa tay đè lên gan mình, chẳng biết tại sao, gan ta bắt đầu đau âm ỉ, nhất định là bởi vì trước kia vận khí của hắn không tốt như vậy, chỉ có thể dựa vào lá gan, lưu lại ký ức đau đớn của bản năng thân thể. Loại trò chơi rút bài này quả thật là trò chơi tà ác nhất, không hữu nghị nhất thế gian, mà xem như phần thưởng ngươi giúp ta tìm về bảo vật, thẻ bài ngươi rút được trong ván thứ ba, sẽ tặng ngươi luôn ta sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn hạn chế của thẻ bài, để ngươi có điều kiện sử dụng nó. Thiếu niên tiền bối ba mắt hào phóng nói, nhưng bất kể là thẻ gì, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dù là rút ra thẻ bài không hợp tâm ý thì cũng không có cơ hội thay đổi, ta quen với loại rút bài này, có điều đến lúc đó, chúng ta làm sao định thắng bại. Những thẻ bài này của tiền bối ba mắt ngươi có đẳng cấp không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, nếu như không có đẳng cấp, vậy làm sao phán đoán thắng bại? Rất đơn giản, nhìn số lượng phát tắc trên thẻ bài là được. Ai có số lượng phát tắc nhiều hơn, người đó sẽ thắng. Thiếu niên tiền bối ba mắt nói, như vậy tiền bối chấp nhận đi. Tống thư hàng duỗi cánh tay bé bạch của mình ra, chưa chiến đã nói thắng trước, đây là tự tin đang bành trướng của hắn. Lúc duỗi tay bé bạch ra, khí thế toàn thân Tống thư hàng tăng vọt, bung, bảy cộng một hạch tâm trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển, linh lực toàn thân tựa như hơi nước phun ra khỏi thân thể hắn làm như vậy cũng không thể tăng lên giá trị may mắn, nhưng lại giống với mọi người thường thích trống to lúc được ăn cả ngã về không. Điều này sẽ làm ác trên linh trong người tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Phượng trảo tiên tử đang đờ ra tĩnh lặng trên vai thiếu chút nữa bị linh lực đột nhiên phun trào làm bay lên. Tới đi, tiền bối ba mắt, nói cho ta biết làm sao rút thẻ. Tống thư hàng khí thế mười phần hô lên, chưa khai chiến, về mặt khí thế đã toàn diện nghiền ép thiếu niên tiền bối ba mắt, làm nửa ngày trời thì ra ngươi không biết làm sao rút thẻ thiếu niên tiền bối ba mắt thở dài, hắn giơ hộp đen lên, lắc nhẹ, sau đó, hắn lại nhẹ nhàng ném hộp đen tới trước mặt Tống Thư Hàn, người đưa tay, đè nhẹ lên mặt hộp đen, nó sẽ ngẫu nhiên phun ra một tấm thẻ, đặt nhẹ tay lên là được, cảm ứng của nó rất nhạy, sẽ không kẹt thẻ đâu, cho nên không cần dùng sức đập nó như vậy, không thành vấn đề tiền bối. Tống Thư Hàn hào khí ngút trời nói, lúc này, Phượng Trảo Tiên Tử đang lẳng lặng trên vai đột nhiên nghĩ tới một điểm, lên tiếng hỏi, lại nói, quá trình rút thẻ ngẫu nhiên này sẽ chịu sự khống chế của tiền bối ngươi ư dù sao hộp đen này là pháp khí của tiền bối ngài mà nhưng sau khi vừa nói xong móng vuốt của cô chợt nghĩ lại mà sợ lấy tần suất nhỏ đến không thể nhìn thấy lặng lẽ run rẩy một chút vậy mà ta dám cãi lại chúa tể cửu u ta bành trướng rồi ư mặc dù vị chúa tể cửu u trước mặt này có thể rất bình dị gần gũi nhưng vậy cũng phải xem đối tượng bình dị gần gũi đã lỡ như hắn không vui âm thầm nguyền rủa mình thì làm sao đây Chúa tể cửu U am hiểu nhất là âm thầm hại người, điểm ấy cô hoàn toàn có thể yên tâm. Nghi thức đánh cược của ta chính là phải công bằng. Nói cách khác, loại công bằng cơ bản nhất này, ta có thể đạt đến trăm phần trăm, dù nó là pháp khí của ta, ở phương diện rút thẻ này, cũng là ngẫu nhiên trăm phần trăm. Thiếu niên tiền bối ba mắt đáp, công bằng ngoài mặt, chính là trên một vài hạng mục căn bản nhất phải công bằng, không có kẻ hở, yên tâm đi, phượng nghi tiên tử dưới cánh tay bé bạch của ta, dù ta có tiện tay rút đại cũng tuyệt đối là thẻ bài cấp bậc cao nhất. Tống Thư Hàng tự tin 10 phần, Phượng Trảo Tiên Tử cũng bị loại tự tin của đạo hữu đeo mặt nạ tiểu hàng này cảm hóa rồi, đến đây. Một ván phân thắng bại. Tống Thư Hàng khí thế như cầu vòng, hắn giơ cánh tay bé bạch của mình lên, vỗ mạnh xuống, trong nháy mắt khi sắp vỗ tới hộp đen, lại nháy mắt thu lại toàn bộ sức lực trên cánh tay, dùng sức mềm nhẹ nhất đặt trên hộp, Phượng Trảo Tiên Tử cô cảm thấy tiểu hàng đạo hữu không cần phải nhiệt huyết sôi trào như vậy. Vỗ mạnh ra, rơi nhẹ xuống, khiến người ta cảm thấy hải hùng một phen, Bíp, sau khi cánh tay bé bạch hạ xuống trên hộp đen, hộp đen vang lên tiếng phun thẻ, tiếng phun này tựa như tiếng bíp bíp sau khi lời kịch nhân vật bị cấm trong phim truyền hình vậy, sau đó, một tấm thẻ lóng lánh bắn ra từ trong hộp đen, một tay khác của Tống Thư Hàng nắm lấy tấm thẻ, rút mạnh nó ra, lật mở nó, nhận thua đi, tiền bối ba mắt trên thẻ bài có mạch sáng chuyển động do pháp tắc hóa thành chúng nó linh hoạt bơi lội trên mặt ngoài thẻ bài đây là thẻ gì phượng trảo tiên tử đang tĩnh lặng hỏi chúc mừng ngươi tiểu hàng đạo hữu ngươi rút được tấm thẻ dung hợp thế giới tay phải của thiếu niên tiền bối ba mắt giơ một cái chung lên bắt đầu lắc mạnh tấm thẻ dung hợp thế giới này là tấm thẻ lúc đó hắn chế tác để dung hợp thế giới tán tài với thế giới bị cải tạo tấm thẻ bài này cấp mấy vậy phượng trảo tiên tử vừa tĩnh lặng vừa lên tiếng hỏi Thiếu niên tiền bối ba mắt không trả lời thẳng mà mỉm cười nói, trước đó ta nói rồi, chúng ta lấy số lượng phát tắc trên thẻ bài định thắng bại. Tống Thư Hàng nhìn hai mạch sáng phát tắc bơi lội trên thẻ bài dung hợp thế giới, rơi vào trầm tư. Hai mạch sáng nhìn thế nào cũng không giống thẻ bài mạnh nhất, cho nên, chúc mừng tiểu hàng đạo hữu, ngươi thu được thẻ bài hai phát tắc. Tiện thể nhắc nhở một chút, thẻ bài mạnh nhất là cấp bậc 6 phát tắc, lần này cánh tay bé bạch ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không mang may mắn đến cho ngươi rồi thiếu niên tiền bối ba mắt lộ ra nụ cười đắc ý ngươi vẫn trúng kế rồi bá tống tiểu hữu bảy rập ta mai phục trong lần công bằng ngoài mặt này ở ngay chỗ dùng số lượng pháp tắc định thắng bại tấm thẻ bài dung hợp thế giới hai pháp tắc này luận hiệu quả thì chắc chắn là thẻ trân quý đứng đầu trong đám thẻ bài tài liệu chế tác càng là thiên hạ hiếm thấy lúc chế tác hắn còn dùng tài liệu kết dính không gian quý giá thế nhưng hiệu quả và mức độ quý báu có đứng đầu đi chăng nữa thì số lượng pháp tắc trên mặt của nó cũng chỉ có hai pháp tắc thẻ bài càng nhiều pháp tắc không nhất định sẽ càng quý giá, thậm chí, có rất nhiều thẻ bài 6 pháp tắc, bởi vì chất lượng tài liệu không đủ, mới cần dùng càng nhiều pháp tắc bù vào, mà bây giờ, kết cục cũng như thiếu niên tiền bối ba mắt dự liệu, dưới tác dụng từ cánh tay may mắn của bá tống tiểu hữu, hắn lập tức rút trúng một trong những thẻ bài quý giá nhất, đáng tiền nhất, thẻ bài hai pháp tắc. Tống thư hàng dơ tấm thẻ lên, chẳng lẽ là báo ứng sau khi ta dùng cánh tay bé bạch làm kim chỉ nam trong ván trước, phượng trảo tiên tử vậy mà cũng có thứ như báo ứng, hành động lần trước của ngươi quả nhiên là đang tìm đường chết, hơn nữa, dưới tình huống đã biết là có báo ứng, ngươi vẫn tìm đường chết như vậy, rốt cuộc ngươi có tâm tính gì? Tinh thần gì? Biết pháp phạm pháp, trong lòng phượng trảo tiên tử rất muốn xỉ sói một trận, nhưng bây giờ cô đang trong trạng thái tĩnh lặng, nhất định phải khắc chế bản thân, kìm nén đến khó chịu, cho nên, cho dù là đánh cực hên xui may rủi thuần túy, cũng cần trí tuệ tương trợ thiếu niên tiền bối ba mắt nhếch miệng lên hắn lắc nhẹ chiếc hộp màu đen lần nữa hiện tại đến phiên hắn rồi bá ha 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 tiểu hàng ta đã thấy được kết cục vận mệnh của ngươi rồi vận mệnh của ngươi đã định trước thất bại thiếu niên tiền bối ba mắt cũng giơ mạnh cánh tay của mình lên sau đó trầm bàn tay hắn khí phách đập lên chiếc hộp màu đen không chút mềm mại nào cũng không hề nhẹ nhàng đặt lên hộp đây cũng là bí quyết nhỏ khi phun thẻ đây là một biện pháp bảo hộ một khi pháp khí bị công kích ở hiện thế thì sẽ ưu tiên thanh lý một vài thẻ bài sáu pháp tắt ra dẫn nổ trên đám thẻ bài sáu pháp tắt này số lượng pháp tắt nhiều uy lực khi dẫn nổ cũng tương đối lớn hơn nữa nguyên vật liệu của tấm thẻ khá rẻ nổ lên cũng sẽ không đau lòng không ngờ đến ư tiểu hàng đây là mưu kế của ta ta chỉ nhắc nhở ngươi đặt nhẹ tay lên trên hộp đen là được nhưng ta cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải đặt nhẹ lên Ta cũng chưa từng nói đập mạnh lên hộp nhỏ sẽ phá hủy chiếc hộp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.